phù chiếu bốc hơi, hóa thành nghìn vạn đạo cấm chế phù văn, xông lên lên trời, lại là trực tiếp phong tỏa toàn bộ ảo cảnh thế giới. Không tốt! Diệp Thần ánh mắt đại biến, trên mình huyền yêu tinh máu sôi trào, nổ lên lửa cháy mạnh, muốn cưỡng ép xông lên đánh ra. Nhưng, trên bầu trời tầng tầng phù văn cấm chế, uy áp cực lớn, hoàn toàn phong tỏa ở Diệp Thần, hắn căn bản xông lên không đi ra. Tôn chủ, thật xin lỗi, mời ngươi đi trong mộng nghỉ ngơi mấy ngày. Ngươi kiếp trước cho ta để lại một đạo phù chiếu, nói nếu như là tình huống đặc biệt, liền khởi động phù này chiếu, cưỡng ép đem ngươi lưu lại, xin lỗi. Yên Vũ Tiên Tôn thanh âm mang bi thảm cùng áy náy, nàng rất tôn trọng Diệp Thần, ở trong ảo cảnh trăm năm sống chung, thậm chí sản sinh ra một chút tình cảm, chân thực chẳng muốn không vâng lời Diệp Thần, lại dám phạm thượng. Cái này luân hồi phù chiếu, linh khí đặc biệt đậm đà, nếu như để lại cho Diệp Thần luyện hóa nói, cũng là một đạo đại cơ duyên. Nhưng, vì Diệp Thần an toàn, nàng vẫn là quyết định cháy luân hồi chi chủ trực tiếp hóa thành cấm chế lực lượng, phong tỏa Diệp Thần. Không phải là đơn giản phong tỏa, nàng thậm chí chế tạo ra một phiến trong mộng mộng. Diệp Thần chỉ cảm thấy chung quanh sương mù dày đặc vần quanh, sương mù dày đặc không ngừng xen lẫn, lại có thể lại bện ra cái thứ hai ảo cảnh thế giới. Cái này cái thứ hai ảo cảnh thế giới, khảm đeo vào cái đầu tiên trong ảo cảnh, hắn muốn tránh thoát đi ra ngoài, cần liên tục đánh vỡ hai tầng ảo cảnh, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Thất thất, thả ta đi ra ngoài, ngươi đang làm gì, ngươi đây là muốn tạo phản, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Diệp Thần thanh âm nghiêm nghị, thấy hai tầng ảo cảnh khảm bộ, hơn nữa trên bầu trời cấm chế dày đặc xen lẫn, mình trong thời gian ngắn, là vô luận như thế nào cũng không thể tránh thoát đi ra ngoài. Một trái tim nhất thời đổi được vô cùng nặng nề. Huyết Thần còn ở huyết tử ngục bên trong chờ hắn, nếu như hắn không đi ra, đó chính là lâm trận chạy khỏi. Lấy Huyết Thần lực một người, đối mặt Nho Tổ, đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Yên Vũ Tiên Tôn nghe được Diệp Thần dày, trong lòng bi thương vạn phần, lại là một hồi vùng vẫy, muốn thả Diệp Thần đi ra ngoài. Nhưng, hồi tưởng lại vậy hai cái đáng sợ kết cục, nàng cắn răng, không nói một lời. Không có để ý Diệp Thần kêu lên, cũng không có thả người. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể nhìn Diệp Thần đi chịu chết. Chỉ cần Diệp Thần không tham chiến, là có thể tránh khỏi vậy hai cái kết cục. Huyết tử ngục. Ánh nắng sáng sớm, chiếu rọi xuống tới, để cho cái này âm u máu lệ thành trì, cũng là sản sinh ra một chút tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Ngày ước định đến, Huyết Thần cưỡi kim nghê thú, chuẩn bị lên đường. Ở hắn sau lưng, là cả huyết tử ngục, tất cả cường giả, còn có đệ tử bình thường, cũng bị tụ tập tới đây, chuẩn bị cùng Nho Tổ Thần Điện quyết tử chiến một trận. Những thứ này đệ tử bình thường, nếu quả thật đang chiến đấu, vậy dĩ nhiên là làm con cờ thí tư cách cũng không có, nhưng cùng ở một bên, chí ít có thể lớn mạnh thanh thế. Diệp Thần thế nào còn chưa tới? Huyết Thần mắt gặp mặt trời dần dần lên cao, nhưng lại không gặp Diệp Thần bóng người, không khỏi rất cau mày. Hắn biết Diệp Thần là quả quyết kiên nghị tính cách, nếu đáp ứng đến nơi hẹn, không thể nào lâm trận lùi bước. Mắt xem thời gian từng giờ trôi qua, Huyết Thần thủ hạ các cường giả, cũng có điểm rối loạn, không kềm chế được. Chuyện gì xảy ra? Vị kia Diệp đại nhân, vì sao còn không gặp bóng dáng? Nghe nói hắn ép khô thiên huyết hồ năng lượng, bá đạo như vậy khí thế, không thể nào sẽ sợ liền Nho Tổ à? Người khác đâu? Không phải là xảy ra điều gì bất ngờ chứ? Đám người bàn luận sôi nổi, lo sợ không yên mặc định. Yên lặng. Huyết Thần nhướng mày một cái, bàn tay nâng lên. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, yên lặng như tờ. Chờ một lát nữa, ta tin tưởng bạn của ta. Huyết Thần như cũ tin tưởng Diệp Thần, tuyệt sẽ không phản bội ước định. Lại tiếp tục chờ đợi, thời gian không ngừng trôi qua, một sáng sớm đi qua, ngày gần giữa trời, đã sắp tới giữa trưa. Huyết Thần đại nhân, lại không ra phát, vậy thì không còn kịp rồi. Một tên thủ hạ cung kính nói. Huyết Thần đại nhân, xem ra Diệp đại nhân có chuyện trì hoãn, không bằng chúng ta cùng Nho Tổ Thần Điện thương lượng một tiếng, nói hẹn hò chậm lại mấy ngày. Lại có người thấp giọng đề nghị, tất cả mọi người biết Nho Tổ Thần Điện mạnh mẽ, trong lòng thật ra thì cũng không dám khiêu chiến mũi nhọn, nhưng ở Huyết Thần uy nghiêm bao phủ hạ, cũng không có người dám phản kháng. Cũng may Huyết Thần cam kết qua, nếu như công phá Nho Tổ Thần Điện, cướp đoạt đến thiên tài địa bảo, hắn chút nào không muốn, toàn bộ ban thưởng đi.
Tất cả mọi người là đao đầu liếm máu hảo hán, có huyết thần lần này cam kết, bọn họ mới dám mạo hiểm liều mạng, cùng nho tổ thần điện tử chiến. Nhưng dưới mắt, Diệp thần thật lâu không xuất hiện, nhân tâm nhất thời dao động, đám người lại nghĩ tới nho tổ thần điện mạnh mẽ, muốn khiêu chiến nho tổ, cướp đoạt thiên tài địa bảo, chân thực không phải chuyện dễ dàng, nếu như có thể đẩy xuống cái này ước, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Hừ, ước chiến không thể nào chậm lại, ta tin tưởng Diệp thần sẽ không lùi bước, chúng ta đi trước nho tổ thần điện đến nơi hẹn, hắn trễ giờ tự nhiên sẽ xuất hiện. Huyết thần mắt gặp Diệp thần chậm chạp không xuất hiện, trong lòng biết hắn khẳng định gặp phải cực lớn biến cố, nhưng trăm ngày ước hẹn, chuyện liên quan đến võ đạo sống chết, hắn không thể nào lùi bước, nếu không cả đời cũng không ngóc đầu lên được, còn sống vậy không có ý nghĩa. Mọi người thấy huyết thần ác liệt hãn dũng hình dáng, trong lòng đều là kính sợ. Huyết thần cao giọng nói, các ngươi yên tâm, cùng tiêu diệt nho tổ, hắn trong thần điện bảo bối, ta cũng ban cho ngươi cửa. Hắn tiếng nói rơi xuống, dưới háng kim nghê thú, cũng là ống đích một tiếng, phát ra một tiếng gầm thét. Tiếng này gầm thét, hàm chứa thái thượng thiên hống đạo khí thế, tiếng gào một phát ra ngoài, có thể kích thích người chiến ý trong lòng huyết khí. Đám người nghe được huyết thần lời này, lại bị chiến hống kích thích, nhất thời cả người khí máu sôi trào, cũng thiêu đốt lên liền chiến ý, đồng nói, chu diệt nho tổ, tráng ta ngục máu thiên uy. Huyết thần thấy đám người ý chí chiến đấu dâng trào hình dáng, hài lòng gật gật đầu nói, rất tốt, lên đường. Dứt lời, huyết thần biến dạng hư không, trực tiếp mang toàn bộ huyết tử ngục đội ngũ, lên đường đi nho tổ thần điện. Huyết tử ngục bên trong, chỉ còn lại huyết long, bị nhốt ở tù ma hạp bên trong. Chủ nhân xảy ra chuyện, tại sao còn không xuất hiện? Đáng chết, chẳng lẽ chủ nhân chuyện gì xảy ra bất ngờ? Huyết long nghe được huyết thần đã lên đường, nhưng từ đầu đến cuối không cảm ứng được Diệp thần hơi thở, trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Suy suy suy, quanh người hắn long hồn oán niệm bóng người, tựa hồ cảm thấy được lòng hắn thần sơ sót, liền mãnh liệt lên, như phụ cốt thư vậy, muốn đem huyết long đoạt xác. Huyết long tâm thần rét một cái, vội vàng coi giữ thần hồn. Hắn hiện tại còn muốn cùng những thứ này long hồn oán niệm đối kháng, tạm thời là không có biện pháp chiếu cố đến những chuyện khác, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Ước chiến đã tới, nho tổ thần điện bên này, đã sớm bày trận mà đợi. Như một, Chí Huyền cùng nho tổ thủ hạ đắc lực đệ tử, đã sớm bố trí xong trùng trùng thiên la địa võng, sẽ chờ huyết thần tới đây. Trong đại điện, nho tổ ngồi ngay ngắn ở màu vàng đài sen trên, vẻ mặt tự nhiên, lộ vẻ được nắm chắc phần thắng. Một cái phong tư tuyệt kiêu ngạo cô gái, ngồi ở phía dưới đại điện, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt sau lưng, đi theo một cái thị nữ, lưng đeo trường kiếm, trong mắt là năm màu rực rỡ màu sắc, chính là nàng mới chế tạo thiên hoang địa lão bên trong thiên tâm kiếm điệp. Còn có chút cao thủ, ẩn núp trong bóng tối, Huyền Cơ Nguyệt không có tùy tiện bại lộ ra. Nho tổ nhìn Huyền Cơ Nguyệt, thấy nàng giữa eo đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt híp lại, vô cùng hài lòng, nói, nữ hoàng đại nhân, ngày hôm nay đa tạ đại giá ngươi đến chơi, muốn đến vậy luân hồi chi chủ như dám hiện thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn biết Huyền Cơ Nguyệt trường kiếm bên hông, chính là thần La Thiên Kiếm, thu liễm ở trong vỏ kiếm, mũi nhọn không hiện, nhưng nếu như ra khỏi vỏ, đây tuyệt đối là sát phạt ngút trời, liền hắn đều phải kiêng kỵ sợ. Có Huyền Cơ Nguyệt tương trợ, hắn dự liệu Diệp thần và huyết thần, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Cơ Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, lời khách sáo liền không cần phải nói. Nói xong, nàng nhìn một chút bên ngoài đại điện sắc trời, cũng gần trưa rồi, bọn họ làm sao còn chưa tới. Nho tổ gặp ngày đã gần đến trưa, cũng là nhướng mày một cái, nói, lấy huyết thần và thằng nhóc kia tính tình, không thể nào không đến. Huyền Cơ Nguyệt nói, sợ là xảy ra điều gì bất ngờ. Nho tổ nói, ta dùng nguyện vọng thiên tinh đoán qua, ngày hôm nay đại chiến không thể tránh khỏi. Huyền Cơ Nguyệt nói, đã như vậy, vậy thì lại đợi một chút, nhưng muốn chú ý bên ngoài có hai con chuột. Nho tổ ha ha cười một tiếng, nói, nữ hoàng đại nhân cứ yên tâm, Công Giã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh hai người, muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, không như vậy dễ dàng. Hắn đã cảm thấy được, nho tổ bên ngoài đại điện, có hai đạo khí thức cường đại, ẩn núp ở trong bóng tối, chính là Công Giã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh hai người. Cái này hai người, muốn nho tổ và huyết thần Diệp thần đánh một trận, ngồi ngư ông đắc lợi. Nho tổ tự nhiên sẽ không trắng trắng bị người chiếm tiện nghi,
hắn dự định cùng Diệp Thần huyết thần tới một cái, lập tức động dùng toàn lực trấn áp tiêu diệt, lại đi đối phó hai người kia. Thậm chí, hắn đã làm xong hiến tế nguyện vọng thiên tinh, không tiếc bất cứ giá nào dự định, dẫu sao Công Giã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh, đều là đã từng là thượng vị giả, mặc dù thực lực lại nữa, nhưng nếu như có thể chu diệt, chiếm đoạt bọn họ khí vận, vậy đem sẽ có thiên đại chỗ tốt. Huyền Cơ Nguyệt cũng là giống nhau tâm tư, nếu là có thể thuận tay giải quyết hết hai người kia, còn có thể đem Hồng Thiên Kinh hủy diệt vực ngoại, hấp thu linh khí chất dinh dưỡng âm mưu, bóp chết tại manh nha. Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt trao đổi ánh mắt, hai người không nói gì, nhưng cũng rõ ràng ý nghĩ của đối phương, dĩ nhiên là cường cường liên thủ, đồng minh đối địch. Mặc dù hai người đều riêng mang ý xấu, nhưng đại địch trước mặt, tự nhiên muốn thành tâm liên hiệp, tiêu diệt ngoại địch, nếu không tự loạn liền trận cước, ngược lại chuyện xấu. Huyền Cơ Nguyệt nói, còn có một người, cần được chú ý đề phòng. Nho Tổ ánh mắt đông lại một cái, nói, Nhâm Phi Phàm. Huyền Cơ Nguyệt nói, đúng vậy, người này thần thông cường đại, đã đến không thể tưởng tượng nổi bước, muốn chém giết chúng ta, liền như bóp chết hai con kiến, hắn như hạ xuống, vậy chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nho Tổ nói, Nhâm Phi Phàm người này, ta cũng đã nghe nói qua, biết hắn là luân hồi chi chủ sau lưng hộ đạo giả, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng phải nói giết chúng ta, liền như bóp chết con kiến, không khỏi quá mức khoa trương. Huyền Cơ Nguyệt nói, không. Ngươi không chính mắt gặp qua hắn khí thế, ngươi không hiểu, hắn nếu như thực lực mở hết, thậm chí liền thời kỳ tột cùng Hồng Thiên Kinh đều phải kiêng kỵ, thực lực mạnh, thật là sâu không lường được. Thật may hắn bị Thái Thượng Thế Giới Chí Tôn Cường Giả nhìn chằm chằm, không dám tùy tiện bại lộ, cho tới bây giờ không hiện ra qua toàn lực, nếu không trong nháy mắt tới giữa, ngươi, ta, còn có ngoài điện hai người kia, đều phải tan thành mây khói. Nho Tổ ha ha cười một tiếng, tự nhiên không tin. Nói, nữ hoàng lời này nói được quá phóng đại, thế gian nơi nào có này cùng cường hãn tồn tại. Năm đó Hằng Cổ Thánh Đế, cũng không có như thế cường hãn chứ. Nếu như hắn thật có này chờ thực lực, đã sớm phi thăng thái thượng, làm sao sẽ lưu ở chỗ này. Quy tắc vậy không tha cho hắn. Huyền Cơ Nguyệt nói, tóm lại, người này thực lực cường đại, coi trời bằng vung, cái thế vô địch, không phải người ta có thể chống lại, phải chú ý hắn tồn tại. Nho Tổ sắc mặt trầm xuống. Nói, nếu như hắn thật như thế lợi hại, vậy chúng ta muốn chu diệt luân hồi chi chủ, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Huyền Cơ Nguyệt nói, vậy ngược lại chưa chắc, hắn không dám tùy tiện bại lộ, sau lưng liên lụy nhân quả cực sâu, hắn cũng sợ bại lộ thiên cơ, rước lấy thái thượng đuổi giết, chờ lát nữa quyết chiến bắt đầu, nếu như hắn thật hạ xuống, muốn cưỡng ép ra tay, người nhất định phải trước thời hạn nổ nguyện vọng thiên tinh, câu thông thái thượng thế giới, bại lộ hắn tồn tại, để cho vạn khư chí tôn cường giả. Đem hắn chu diệt. Huyền Cơ Nguyệt kiêng kỵ nhất, chính là Diệp Thần sau lưng Nhâm Phi Phàm. Ban đầu ở Thất Đại Thần Quốc thời điểm, nàng muốn chu diệt Diệp Thần, nhiều lần bị Nhâm Phi Phàm ngăn cản, nàng là chính mắt gặp qua Nhâm Phi Phàm mạnh mẽ, thật là uyên thâm khó lường, khó có thể tưởng tượng. Lần này quyết chiến, Nhâm Phi Phàm rất có thể cường thế tham gia. Lấy Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ thực lực, nhất định là không ngăn được hắn. Nếu như Nhâm Phi Phàm thật thực lực mở hết, sợ rằng một kiếm liền đem bọn họ toàn bộ giết chết, cho cốt đều sẽ không còn dư lại. Muốn chống lại Nhâm Phi Phàm, chỉ có thể dùng cường đại hơn tồn tại đi trấn áp. Nếu như sự việc thật đến xấu nhất một bước, Huyền Cơ Nguyệt kế hoạch, gọi là Nho Tổ nổ nguyện vọng thiên tinh, dùng viên tinh cầu này tự bạo hơi thở, chấn động thái thượng, nhân tiện bại lộ Nhâm Phi Phàm nhân quả, để cho những cái kia chí cao vô thượng thượng vị giả cửa. Tự mình ra tay chu diệt Nhâm Phi Phàm. Chỉ có như vậy, mới có thể chống đỡ Nhâm Phi Phàm khó lường thần uy. Muốn ta nổ nguyện vọng thiên tinh, ngươi làm sao không hiến tế thần La Thiên Kiếm? Nho Tổ nghe được Huyền Cơ Nguyệt lời này, lông mày đưa ngang một cái, hừ một tiếng. Huyền Cơ Nguyệt ngẩn ngơ, nhất thời im miệng, yên lặng hồi lâu, nói, được, nếu như vậy Nhâm Phi Phàm thật không để ý nhân quả, cưỡng ép ra tay, vậy ta vậy hiến tế thần La Thiên Kiếm. Và ngươi cùng nhau câu thông thái thượng là được. Cái gì? Nho Tổ ngẩn ra, xem Huyền Cơ Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, vậy không giống như là đang nói dối, chẳng lẽ cái này cái gì Nhâm Phi Phàm, lại thật cường đại đến tình cảnh này. Cái này thế gian, lại có người chu diệt Huyền Cơ Nguyệt, xem bóp chết một con kiến hôi đơn giản như vậy, thật sự có cái loại này tồn tại sao? Nho Tổ khó mà tin tưởng, đang kinh nghi bất định gian, bầu trời bên ngoài, bỗng nhiên ùng ùng vang dội.
mưa gió cổn đáng, tia máu sôi trào. Ha ha, huyết thần tên kia tới. Nho tổ cười lạnh một tiếng, đứng dậy xuất ngoại. Huyền cơ nguyệt vậy đứng lên, và thiên tâm kiếm điệp đi ra bên ngoài đi. Nhưng gặp trên bầu trời, không gian biến dạng, huyết thần tay cầm khắc tình ly hỏa kiếm, sách cưỡi kim nghê thú, sau lưng mang một đám huyết tử ngục cường giả, thần uy dọn ra, khí thế xâm nghiêm, xuất hiện ở nho tổ thần điện bầu trời. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Nho tổ thần điện bên trong, rất nhiều đệ tử như Lâm Đại Địch, lập tức chuẩn bị nghênh chiến, mấy cái hạch tâm trưởng lão, vậy chuẩn bị mở tất cả loại sát phạt đại trận, chỉ cùng nho tổ ra lệnh một tiếng. Nho tổ, ta tới đến nơi hẹn, vẫn khỏe chứ à? Huyết thần cầm kiếm trôi lơ lửng ở trên trời, vô cùng hung hãn. Ha ha! Nho tổ cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, người suy nghĩ kỹ sao? Ta nể tình chúng ta giao nhau vạn năm tình cảm trên, ngươi chỉ cần ở ta trước mặt, quỳ bái 7 ngày 7 đêm, giao ra thần vật, ta liền có thể thả ngươi. Huyết thờ nư liền một tiếng, nói, không cần phải nói cái loại này nói nhảm, chúng ta hôm nay quyết tử chiến một trận chính là. Nho tổ híp mắt, nhìn bốn phía xem, cũng không gặp Diệp thần, trong lòng một hồi ngạc nhiên, ngoài mặt tỉnh bơ, nói, rất tốt, ngươi cứng rắn muốn đưa chết, ta cũng không ngăn trở ngươi. Người cái đó gọi Diệp thần bằng hữu đâu. Hắn nên sẽ không phản bội ngươi, lâm trận chạy khỏi chứ. Huyết thần hơi biến sắc mặt, nói, hắn rất nhanh liền sẽ chạy tới, không cần ngươi nói nhảm. Nho tổ cố ý nói, ta xem hắn là sẽ không tới, ta và nữ hoàng đều ở chỗ này, hắn nhát gan sợ chuyện, cho nên không dám ra chiến. Ngươi nói gì sao? Huyết thần giận dữ, lập tức nắm chặt khắc tình ly hỏa kiếm. Đột nhiên từ kim nghê thú sống lưng trên nhảy lên, cuồng như vậy một kiếm hướng nho tổ đâm tới. Hắn dưới cơn thịnh nộ, một kiếm này khí thế vạn quân, hừng hực lửa cháy mạnh vạch qua bầu trời mênh mông, như sao rơi bay rơi xuống. Ừ, kiếm khí này, sao cường hãn như vậy? Nho tổ hơi biến sắc mặt, hắn vốn là muốn dùng lời nói chọc giận huyết thần, để cho huyết thần chiêu thức xuất hiện sơ hở, hắn tốt một lần hành động đánh bại, tiết kiệm khí lực. Nhưng không nghĩ tới huyết thần một kiếm này, dưới cơn giận dữ, tuy có sơ hở, nhưng khí thế đặc biệt ác liệt, tuyệt không phải bình thường, hắn muốn ung dung phá giải, đó là tuyệt đối không thể nào. Ngươi khôi phục thực lực. Nho tổ có vẻ chấn động, vội vàng lui về phía sau. Ban đầu hắn chặt đứt huyết thần cánh tay thời điểm, huyết thần ở hắn trong mắt, chỉ là một con kiến hôi thôi. Nhưng hiện tại, huyết thần thực lực đã khôi phục 7-8 phần 10, kiếm khí mũi nhọn ngút trời. Thật là không thể khinh thường. Lại nhìn thấy huyết thần sau lưng rất nhiều cường giả, còn có huyết thần kiếm trong tay, nho tổ nhất thời rõ ràng, huyết thần đã trọng trưởng huyết tử ngục, thực lực không biết so tay cụt lúc đó, cường đại nhiều ít. Hắn một mực cố kỵ Diệp thần, sợ luân hồi huyết mạch bùng nổ, khó mà ngăn cản, lại không nghĩ rằng huyết thần cũng thay đổi được như vậy hung hãn. Một chiêu bị chiếm đoạt tiên cơ, nho tổ nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Huyết thần uy vũ. Bầu trời bên trong, rất nhiều huyết tử ngục cường giả, vậy đang hoan hô ủng hộ. Chúng ta xông lên đánh tiếp, phá hủy nho tổ thần điện căn cơ. Kim nghê thú ánh mắt hiện lên ý định giết người. Đám người cùng quát lên, ưng. Lập tức thế như máu trào lưu, như ong vỡ tổ xông lên đánh tiếp. Xem huyết thần và nho tổ loại cao thủ này, quyết định chiến đấu thắng bại, không chỉ là tu vi thực lực, còn có phong thủy khí vận, đạo thống căn cơ vân. Vân. Chỉ cần phá hoại nho tổ đạo tràng, hủy diệt hắn thần điện, giết chết đệ tử của hắn, liền có thể áp chế khí vận của hắn, cắt mất phong thủy đạo thống, là huyết thần tăng thêm một phần phần thắng. Đám người xuất thân huyết tử ngục, cũng thói quen liền đao trên đầu liếm máu, hơn nữa kim nghê thú thanh âm mang theo chiến hùng ý, có thể điều động người chiến ý, lập tức người người như sói như hổ, đạp chết đến nho tổ thần điện các nơi, giết người phóng hỏa, khí thế vô cùng tàn bạo. Nho tổ thần điện các đệ tử nhất thời bị sợ hết hồn, thật may sớm có chuẩn bị chiến đấu, lúc này chuẩn bị phản kích. Hống. Nhưng mà, một tiếng vô cùng lanh lảnh chiến hống, nhưng là truyền khắp toàn trường, để cho được rất nhiều nho tổ thần điện đệ tử, lỗ tai đều là ông tác hưởng, trong chốc lát bối rối. Kim nghê thú bảo đao không già, một tiếng chiến hống bộc phát ra, nhất thời ngắn ngủi áp chế toàn trường. Cái này áp chế thời gian tuy ngắn, nhưng huyết tử ngục rất nhiều các cường giả đã nhân cơ hội điên cuồng giết ra, đem những cái kia còn chưa kịp phản ứng nho tổ thần điện đệ tử, từng cái chém rơi đầu, cắt chi tay chân,
thủ đoạn cực đoan tàn khốc, giết được máu bắn tung tung tóe, bầu trời nhuộm đỏ. Đáng chết, dám ở địa bàn ta giết người. Nho tổ thấy vậy, nhất thời giận dữ. Suy, dưới cơn thịnh nộ, hắn động tác lại có sơ hở, bị huyết thần nhìn coi tình hình sẽ, một kiếm phá vỡ đầu vai, máu tươi ồ ồ dòng nước chảy ra. Thiên hỏa liệu nguyên, giết. Huyết thần ánh mắt uy nghiêm, khắc tình ly hỏa kiếm như nham thạch nóng chảy vậy đỏ bừng, bộc phát ra vô tận lửa cháy bừng bừng, như thiên hỏa liệu nguyên vậy, cuồn cuộn chém chết hướng Nho tổ. Nho tổ bị một kiếm cắt tổn thương, đau đớn dưới, ngược lại chấn định lại. Hừ, chỉ bằng vào ngươi một người, vậy muốn cùng ta chống lại, nói vớ vẩn. Nho tổ bàn tay tạo ra, năm ngón tay như giơ lên trời trụ, vô cùng bổn nguyên sấm sét hơi thở, lao nhanh ra, vung tay lên, tranh đích một tiếng, chấn khai huyết thần trường kiếm. Cái này một tí kiếm trưởng giao tiếp, lại có kim loại tiếng va chạm truyền ra. Huyết thần hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng lực lượng, dọc theo thân kiếm truyền tới, vội vàng liên tiếp lui về phía sau, hóa giải lực phản chấn. Ngày hôm nay thằng nhóc kia không đến, ta trước hết cầm ngươi khai đao. Nho tổ trong mắt nổ lên sấm sét kim quang, cả người linh lực như hãn biển mãnh liệt, một trường đánh ra, ùn ùn kéo đến, bao phủ huyết thần toàn thân. Huyết thần hô hấp nhất thời nghẹt thở, mới phát hiện mình thực lực, và Nho tổ tới giữa, vẫn có chênh lệch thật lớn. Mới vừa hắn có thể một kiếm cắt tổn thương Nho tổ, thật sự là chiếm trên tay tiện nghi, trước lên tiếng áp đảo người thôi, cùng Nho tổ kịp phản ứng, chật vật chính là hắn. Kim liên tự tại thiên, mở. Nho tổ đột nhiên mở miệng, cả người kim quang tách thả ra, mở ra thành một cái tự tại thiên thế giới. Càn khôn cảnh tự tại thiên cũng rất kinh khủng, càng không cần phải nói thái chân cản cấp hát cái khác tự tại ngày. Vực ngoại thái chân cảnh cường giả sẽ rất ít vận dụng tự tại trời, nhưng nếu là một khi vận dụng, chính là máu cuộc chiến. Cái thế giới này, là một phiến nạn lụt ao, khắp nơi hoa sen tách thả ra, mỗi một đóa hoa sen, đều là hoàng kim màu sắc, sáng chói lóa mắt. Mà ở hồ sen hạ, chính là vô cùng sấm sét nguyên khí, từng luồng lôi nguyên hội tụ thành ao nước, vô số điện mang nhảy lên, biến ảo thành đao kiếm, mãnh hổ, sư tử vân. Vân dị tượng, ngang nhiên hướng huyết thần đánh tới. Không tốt. Huyết thần sắc mặt đại biến, biết lọt vào Nho tổ tự tại trời, muốn tránh thoát đi ra, cũng không phải là chuyện dễ. Ha ha, cho ta chết. Nho tổ bàn tay huy động, lôi nguyên cuộn sạch, điện mang như rồng. Phải đem huyết thần trực tiếp nuốt mất. Bạo viêm thiên lửa chém, phá cho ta. Huyết thần mắt gặp vô số sấm sét đánh giết tới, nhưng là cắn chặt hàm răng, chẳng ngó ngàng gì tới, lại có thể dồn khí đan điền, một kiếm mãnh chém ra, ly hỏa kiếm kiêu căng, ngay tức thì bùng nổ đến mức tận cùng. Hắn lại là dựa vào mình bất tử bất diệt huyết mạch, chống cự Nho tổ sấm sét đánh vào, muốn một kiếm giết ngược. Nho tổ thấy huyết thần bộ dáng này, cũng là một hồi kinh hãi dị. Lúc này huyết thần, tóc từng cây một kích dương, vành mắt hết sức nứt ra, rõ ràng cho thấy đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, chuẩn bị quyết tử chiến một trận. Cái này người điên. Nho tổ cũng không muốn lấy mạng đổi mạng, lúc này lui về phía sau. Suy. Huyết thần một kiếm chém ở hồ sen trên, từng bụi kim liên gãy nhào, rồi sau đó tan thành mây khói, vậy sấm sét nguyên khí hối tụ thành ao nước, cũng là đợt sóng kích dương, điện mang loạn xạ, vô cùng nguy nga. Một kiếm rơi vào khoảng không, huyết thần ý chí chiến đấu không giảm, như cũ nâng kiếm thẳng truy đuổi Nho tổ. Hai người ở nơi này phiến hoa sen trong thế giới, vung tay. Mà Huyền Cơ Nguyệt, nhưng là bình tĩnh đứng ở bên ngoài, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Dưới mắt Nho tổ thần điện, đã là hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là khói lửa cháy bừng bừng, khắp nơi đều là chém giết, Chí Huyền Hòa Thượng vốn là muốn đi khởi động hộ sơn đại trận, nhưng bị Kim Nghê Thú quấn lấy. Bên kia phụ trách mở trận trưởng lão, đã sớm bị Kim Nghê Thú chiến hống chấn động ngất đi. Kim Nghê Thú đặc biệt nhanh trí, biết nơi nào uy hiếp lớn nhất, cho nên trước nhất giải quyết hết vậy mấy trưởng lão. Mà huyết thần và Nho tổ chiến đấu, một thời gian cũng là khó phân nan giải. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta làm thế nào? Thiên Tâm Kiếm Điệp rút kiếm ra, bảo vệ ở Huyền Cơ Nguyệt bên người. Toàn trường hỗn loạn, nhưng cũng không có ai dám vào tới Huyền Cơ Nguyệt vùng lân cận. Huyền Cơ Nguyệt đi nơi này một chạm, trên mình tự có một cổ tuyệt thế phong tư, cho dù ai cũng có thể nhìn ra nàng bất phàm, những cái kia huyết tử ngục cường giả lại điên,
cũng không dám xâm chiếm đến trước mặt nàng, vậy cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Luân hồi chi chủ còn không xuất hiện, không nên vọng động. Huyền Cơ Nguyệt thanh âm bình tĩnh, không có động tĩnh. Cho đến hiện tại, nàng cũng không thấy Diệp Thần, không biết Diệp Thần có kế hoạch gì. Nàng tuy ghét Diệp Thần, nhưng không thừa nhận cũng không được, Diệp Thần là cái người có tình nghĩa, tuyệt không khả năng lâm trận chạy khỏi. Cho nên, Diệp Thần sớm muộn sẽ xuất hiện. Ở Diệp Thần không xuất hiện trước, nàng không sẽ lãng phí khí lực ra tay. Bệ hạ, tôn, luân hồi chi chủ sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ, ngày hôm nay không thể tới. Thiên Tâm Kiếm Điệp trần chờ nói, những lời này lúc mở miệng, nàng thiếu chút nữa gọi Diệp Thần là tôn chủ, thật may kịp thời thu hồi. Ở kiếp trước, luân hồi chi chủ là sáng tạo chủ nhân của nàng, bất quá hôm nay đã mất tình cảm, hai bên chỉ có cửu hận. Dẫu sao, nàng đã sớm chết qua một lần rồi, là Huyền Cơ Nguyệt sau đó dùng sức mạnh lớn thuật pháp để cho nàng hồi phục. Huyền Cơ Nguyệt trầm ngâm một tí, ở nàng kế hoạch nguyên thủy bên trong, căn bản không nghĩ tới Diệp Thần không đến, nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Thần rất có thể thật xuất hiện bất ngờ, không thể tới. Suy nghĩ một chút, Huyền Cơ Nguyệt chính là nói, bất kể như thế nào, chúng ta chờ, thằng nhóc kia không đến, chúng ta liền không ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến là được, chính là một cái huyết thần, uy hiếp không được Nho Tổ. Nàng lời này nói không sai, huyết thần đúng là không phải Nho Tổ địch thủ. Kim Liên thế giới bên trong, huyết thần liền tự thân máu tươi, cũng bốc cháy, kiếm thế vô cùng hừng hực, như muốn chém phá thiên địa, nhưng lại liền Nho Tổ một món áo quần cũng không đụng tới. Nho Tổ tuy lui về phía sau né tránh, nhưng thực thì lấy tịnh chế động, chiến đấu tới nơi này, thậm chí liền nguyện vọng thiên tinh cũng không có đụng tới. Hiển nhiên, Nho Tổ cũng ở đây lưu lực, chuẩn bị đối phó Diệp Thần. Huyết thần liên tục tiến công, nhưng không đả thương được Nho Tổ. Ánh mắt dưới sự tức giận, như muốn trào máu. Vô số sấm sét điện mang, vậy đang không ngừng đánh thẳng vào huyết thần thân thể, để cho hắn cả người vô cùng chấn động đau. Tên này huyết mạch, so với trước kia lợi hại hơn. Nho Tổ gặp huyết thần như vậy hãn dũng hình dáng, trong lòng thất kinh. Nếu như là trước kia huyết thần, bị hắn sấm sét thần thông đánh, tuyệt đối muốn trọng thương, giống như ban đầu bị chém đứt một cánh tay như vậy, khó mà ngăn cản. Nhưng hiện tại, huyết thần vẫn là vô cùng tàn bạo, hoàn toàn không có ngã xuống hình dáng, rõ ràng huyết mạch thể chất đều có lột xác. Bất quá, thời gian cũng kém không nhiều đến cực hạn, Nho Tổ phỏng đoán lại qua không tới một nén nhang thời gian, huyết thần thì phải không nhịn được, hắn sấm sét nguyên khí bên trong, có cực mạnh quy luật uy áp, coi như là bất tử bất diệt huyết mạch, cũng không thể lâu dài ngăn cản, luôn có bị công phá thời khắc. Đến lúc đó, không cần Nho Tổ ra tay. Huyết thần thì phải bị cắn trả mà chết. Huyết thần vậy biết rõ một điểm này, mắt thấy chung quanh sấm sét nguyên khí, càng ngày càng đậm hơn, tự thân gân cốt đau đớn tê liệt càng ngày càng nghiêm trọng, sợ là mau không chịu nổi. Thời gian đạo ấn, ăn cắp thời không, chiếm đoạt tương lai. Nguy cơ dưới, huyết thần tay trái nâng lên, lòng bàn tay có từng luồng đạo ấn, đột nhiên nổi lên. Đây là hắn thần thông, thời gian đạo ấn. Thời gian đạo ấn. Có thể thay đổi thời gian pháp tắc, để cho người ngay chớp mắt đổi được giả yếu, vô cùng lợi hại. Nho Tổ hơi biến sắc mặt, còn lấy là huyết thần phải liều mạng, lập tức lui về phía sau, cả người phòng bị. Nhưng không ngờ, huyết thần trở tay một trường, lại là đánh vào trên người mình. Một trường này rơi xuống, huyết thần thân thể, nhất thời nổ lên từng đạo thời gian dấu vết, tóc hắn từng cái trắng bệch, nhưng hơi thở nhưng đổi được càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng bá đạo. Cái gì, người muốn ăn cắp tương lai, chi nhiều hơn thu tương lai tiềm lực. Nho Tổ thấy vậy, nhất thời kinh hãi không thôi. Huyết thần ngón này, thi triển thời gian đạo ấn, lại có thể không phải công kích địch nhân, mà là dùng ở trên người mình, nghịch chuyển thời gian quy luật, ăn cắp tương lai mình tiềm lực. Đây là chi nhiều hơn thu tương lai quỷ dị thủ pháp. Huyết thần hơi thở, điên cuồng tăng vọt, hắn hiện tại không đánh lại Nho Tổ. Nhưng chi nhiều hơn thu tương lai, mượn dùng tương lai mình năng lượng, nhưng là có giết ngược cơ hội. Điên rồi, người cái này người điên. Nho Tổ cắn răng giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới huyết thần ác như vậy. Chi nhiều hơn thu tương lai, giá phải trả đặc biệt to lớn, coi như huyết thần trận chiến này có thể thắng, tương lai cũng là hủy diệt, hắn tu vi, tương lai không thể nào chút nào tiến bộ. Thậm chí, người khác vậy sẽ thành được già nua,
đi về phía Suy Vong. Ngay chớp mắt, huyết thần đầu đầy tóc đen, đã là toàn bộ trắng bệch. Hắn tướng mạo vốn là bình thường, chính là một cái phổ thông thanh niên hình dáng, nhưng dưới mắt đầu tóc bạc trắng cuốn lên, cả người khí chất lớn dị, lại như ma đạo trong truyền thuyết tà thần, phong tư yêu dị, hơi thở âm u nhọn, làm người ta sợ hãi. Nho tổ, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Huyết thần ngang nhiên một kiếm giết ra, đây là chi nhiều hơn thu tương lai một kiếm, hắn đem tương lai mình năng lượng, vậy toàn bộ bơm vào đến một kiếm này bên trong, kiếm phong vung cướp dưới, hư không tầng tầng nổ tung, nổ lên vô cùng lửa cháy bừng bừng, uy thế kinh người. Nho tổ mắt gặp một kiếm này như vậy hung hãn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, sau đó trong tròng mắt cũng là hiện lên uy nghiêm ý định giết người, nói. Ngươi lấy là chi nhiều hơn thu tương lai, là có thể chiến thắng ta. Không khỏi quá mức ngây thơ, ngươi bất qua thủ hạ ta bại tướng, coi như hơn nữa tương lai ngươi, cũng là phí công. Nguyện vọng thiên tinh, cho ta trấn áp. Một viên vô cùng huy hoàng tinh cầu, từ nho tổ sau lưng bay lên. Trên tinh cầu, hàng tỷ tín đồ cao giọng khấn cầu, đầy trời thần Phật trôi lơ lửng, từng ngọn Phật miếu, đạo quan, tế đàn, cung điện vân. Vân cổ xưa kiến trúc, vô số linh khí hội tụ, diễn hóa thành ngập trời nguyện vọng niệm lực, đơn giản là uy áp hết thảy. Giờ khắc này, nho tổ rốt cuộc sử dụng hắn bổn mệnh pháp bảo, nguyện vọng thiên tinh. Nguyện vọng thiên tinh vừa ra, khó có thể tưởng tượng uy áp kinh khủng, nhất thời cuốn sạch toàn trường. Huyết thần chi nhiều hơn thu tương lai một kiếm, ở nguyện vọng thiên tinh dưới áp chế, lại là đình trệ xuống, kiếm thế không thể tiến thêm, kiếm quang một chút xíu ảm đạm xuống. Ta cầu nguyện, người gần cốt đứt từng khúc, hóa làm mủ. Nho tổ thanh âm vang vọng, rất nhiều xuống một cái đại nguyện vọng. Trong thiên địa quy tắc mơ hồ thay đổi. Trong thoáng chốc, nguyện vọng thiên tinh niệm lực mãnh liệt, hội tụ thành nguyền rủa, hung hăng đánh vào huyết thần trên thân thể. Nguyền rủa vào cơ thể, huyết thần nhất thời cảm thấy cả người gân cốt đau nhức, tựa như thật muốn tấc nứt từng khúc nứt ra. Bất tử bất diệt, xua tan. Huyết thần cắn chặt hàm răng, bất tử bất diệt huyết mạch bung ra đến mức tận cùng, gắt gao chống lại trước nho tổ nguyền rủa. Hừ, cần gì phải vùng vẫy, có thể ép ta vận dụng nguyện vọng thiên tinh, người đã là chết chắc. Nho tổ khinh thường hừ lạnh một tiếng, không có xen vào nữ huyết thần, tựa như ở hắn trong mắt, huyết thần đã là một cổ thi thể. Hắn ánh mắt nhìn về bên trong thần điện, những cái kia huyết tử ngục cường giả, khắp nơi giết người phóng hỏa, cơ hồ phá vỡ liền hắn đạo tràng. Một bầy kiến hôi, cũng cho ta chết. Nho tổ hừ một tiếng, lại rất nhiều hạ nguyện vọng, muốn giết hết sức tất cả huyết tử ngục người. Oanh! Một cổ kinh khủng nguyền rủa, liền giống như rung động vậy. Từ nguyện vọng thiên tinh trên khuếch tán ra, phải đem chung quanh tất cả kẻ địch, toàn bộ tiêu diệt. Nho tổ, người còn muốn phách lối. Ngay tại lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát. Nhưng gặp hai đạo thân ảnh, từ trên trời hạ xuống, nhưng là Khúc Trầm Vân và Kỳ Tư Thanh hai tỷ muội. Khúc Trầm Vân quát to một tiếng, trong tay chuông đồng đang pháp bảo sử dụng, gặp gió liền tăng, cũng thay đổi đến và nguyện vọng thiên tinh lớn như vậy nhỏ. Oanh! Khúc Trầm Vân pháp bảo, hung hăng cùng nguyện vọng thiên tinh đụng vào nhau, song song đẩy lui. Nguyện vọng thiên tinh đột nhiên bị đụng một tí, nguyên rủa niệm lực nhất thời giãn ra. Chung quanh huyết tử ngục các cường giả, vốn là đã có một loại nguyên rủa ập lên đầu, bỏ mình rơi xuống cảm giác nguy cơ, nhưng đột nhiên áp lực tiêu tán, đều là kinh dị không dứt, ngơ ngác nhìn Khúc Trầm Vân và Kỳ Tư Thanh hai cô gái. Hai cô gái hạ xuống. Ở nơi này phiến hỗn loạn giết hại trong thế giới, xem từ địa ngục tách thả ra ra mạn đà la, mùi thơm chập chờn, làm người ta hoa mắt, làm tim hao tổn. Khúc Trầm Vân, Khúc Trầm Yên, bại tướng dưới tay, các ngươi còn tới làm gì? Muốn chết sao? Nho tổ thấy hai cô gái xuất hiện, cũng là tức giận. Khúc Trầm Vân và Kỳ Tư Thanh đi tới huyết thần bên người, huyết thần vốn là bị nguyền rủa triền thân, chính là khó chịu thời điểm, dưới mắt đạt được Khúc Trầm Vân trợ giúp. Nguyền rủa tiêu tán, nhất thời buông lỏng. Khúc cô nương, đa tạ ngươi. Huyết thần liền nói ngay cảm ơn. Không cần, chúng ta sóng vai tác chiến, trước hết giết tên này. Khúc Trầm Vân tư thế oai hùng hiên ngang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nho tổ. Huyết thần tiền bối, Diệp thần đâu? Kỷ Tư Thanh nhìn một chút bốn phía, cũng không gặp Diệp thần, trong lòng có vẻ nghi ngờ. Nàng trong lòng tưởng nhớ Diệp thần, ngày hôm nay xuất chiến. Cũng có phụ trợ Diệp thần ý,
không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể không có ở đây. Huyết Thần nói, ta cũng không biết, hắn tựa hồ chuyện gì xảy ra bất ngờ. Kỳ Tư Thanh nói, cái này, vậy làm sao sẽ? Khúc Trầm Vân sắc mặt trầm xuống, nói, thằng nhóc này nên sẽ không lâm trận chạy khỏi chứ. Kỳ Tư Thanh vội nói, tỷ tỷ, sẽ không, Diệp Thần không phải loại người này. Khúc Trầm Vân hừ một tiếng, nói trước đừng để ý thằng nhóc kia, hợp lực đối phó Nho Tổ. Dứt lời, nàng cái đầu tiên sách đao giết tới đi, khí thế tàn bạo, vậy là một bộ sống chết mặc kệ ngoài suy tính hình dáng. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Kỳ Tư Thanh thấy vậy, không nói hai lời, lập tức mở nữ võ thần huyết mạch, cả người linh khí nổ, rực cháy thiên chu tước khí tượng hiện lên, chu tước kiếm giết ra, cuộn sạch cuồn cuộn lửa trời, giết hướng Nho Tổ. Huyết Thần tự nhiên cũng là không cam chịu lạc hậu, nâng kiếm vung giết tới đi. Ba người liên thủ, đối kháng Nho Tổ. Muốn người nhiều khi dễ người ít. Nho Tổ cho đòi tới từng luồng sấm sét, hóa thành một cái lôi kiếm, lấy một địch ba, ở sau lưng nguyện vọng thiên tinh ra chỉ xuống, nhưng là thành thạo. Thái Thượng Thiên Kiếm Đạo, giết. Vừa lúc đó, Nho Tổ sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng quát lạnh, một cái chí mạng kiếm, nhắm thẳng vào tim hắn. Xuất kiếm người đánh lén, chính là Ngụy Dĩnh. Khúc Trầm Vân và Kỳ Tư Thanh đều tới, Ngụy Dĩnh tự nhiên cũng là đến, nhưng nàng cũng không có thời gian đầu tiên hiện thân, mà là tránh giấu ở sau lưng, tìm cơ hội đánh lén. Nho Tổ cố địch nhân trước mắt, cũng không ngờ đột nhiên có người đánh lén. Đáng chết! Nho Tổ mắng một tiếng, đang định vận dụng nguyện vọng thiên tinh năng lượng cốt lõi, giải quyết hết trước mắt tất cả uy hiếp. Suy! Nhưng ngay vào lúc này, một đạo kiếm mang thoáng qua. Ngụy Dĩnh trường kiếm, lập tức bị đẩy lui, thậm chí liền ngực đều bị một đạo kiếm khí phá vỡ, áo quần nứt ra, nếu như không phải là nàng tránh lui nhanh hơn, một kiếm này đã giết chết nàng. Ha ha ha, các ngươi từng cái một, có phải hay không quên ta tồn tại? Xuất kiếm người, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Giờ khắc này, nàng thần La Thiên Kiếm, đã ra khỏi vỏ, mũi nhọn kinh thiên, căn bản không có bất kỳ động tác dư thừa nào, dễ dàng, liền đánh lui Ngụy Dĩnh, thậm chí thiếu chút nữa giết chết. Nữ hoàng, người có thể coi như là ra tay. Nho Tổ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lấy hắn thực lực, cũng có thể chống lại Huyết Thần, Khúc Trầm Vân, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh cái này mấy người liên thủ, nhưng ắt phải sẽ hao hết nguyện vọng thiên tinh căn nguyên năng lượng, tự thân cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Dưới mắt Huyền Cơ Nguyệt ra tay, coi như là giải quyết trùng vây. Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn quá thịnh, Huyết Thần các người vậy bị bức lui. Huyết Thần lạnh lùng nói, Huyền Cơ Nguyệt, hôm nay là và ta Nho Tổ ân oán, ngươi không nên nhúng tay, nếu không nhân quả triền thân, đối với ngươi không chỗ tốt. Huyền Cơ Nguyệt ha ha cười một tiếng, nói ta nếu đã tới, liền không sợ nhân quả, cho các ngươi một cái tự sát cơ hội, ta lười được động thủ. Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt tử vi linh khí một bơm vào, thần La Thiên Kiếm nhất thời ông ông tác hưởng, mũi nhọn đại thịnh, vô cùng ánh sáng tím bung ra, thậm chí diễn biến thành một cái số mệnh sông dài, cuồn cuộn không ngừng. Huyết Thần, Kỳ Tư Thanh các người, nhìn cái này số mệnh sông dài, tinh thần lại bị rung chuyển, tựa như thấy mình chết bỏ mình kết cục. Cùng tiến lên, chúng ta chưa chắc thất bại. Ngụy Dĩnh cắn răng, sử dụng pháp bảo cực đạo thiên đế liễn, chín cái màu vàng thiên long kéo thiên đế xe kéo, ở sau lưng nàng hiện lên, tràn ra cực kỳ bá đạo khí thế. Kỳ Tư Thanh nữ võ thần huyết mạch, cũng là mở đến mức tận cùng, thái thượng thiên rực cháy đạo cuồn cuộn bùng nổ, cả người ánh lửa ngất trời. Chu tước kêu to, khí tượng vô cùng huy hoàng. Nàng cũng giống như nhau tâm tư, chuẩn bị quyết tử chiến một trận. Diệp Thần không có ở đây, cũng không biết đi nơi nào, nhưng Huyền Cơ Nguyệt đang ở trước mắt. Nếu như có thể giết chết Huyền Cơ Nguyệt, vậy coi là Diệp Thần giải quyết hết một cái to lớn uy hiếp. Được, vậy ngày hôm nay liền quyết tử chiến một trận. Một bên Khúc Trầm Vân, vậy làm xong lấy mạng đổi mạng chuẩn bị, trường đao nơi tay. Như muốn chém giết hết thảy. Ba phụ nữ liên thủ liều chết xung phong ra, hướng Huyền Cơ Nguyệt bao vây đi. Mấy con kiến hôi, vậy muốn cùng ta thần La Thiên Kiếm tranh phong. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhìn hờ hững, bàn tay nhẹ nắm trước thần La Thiên Kiếm, tự nhiên vũ cướp, xuất kiếm không có chương pháp gì, chỉ là đơn giản vung cướp, tư thái tự nhiên, giống như mạn vũ. Chính là cái này nhẹ nhàng mạn vũ kiếm chiêu, Kỳ Tư Thanh ba phụ nữ đối mặt với, cũng cảm thấy vô cùng áp lực, da thịt lạnh buốt,
tựa như thân thể đều phải bị chém ra. Đây là vô thượng thiên kiếm, khủng bố sát phạt mang tới chấn nhiếp. Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, thật là quá mức lợi hại, đặc biệt là ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay, đủ để bộc phát ra cực hạn mũi nhọn. Ba phụ nữ khó mà ngăn cản, chỉ có thể không ngừng xê dịch né tránh, liền Huyền Cơ Nguyệt vạt áo cũng không đụng tới. Huyết Thần thấy vậy, cũng là gia nhập vòng chiến, đầu tóc bạc trắng tung bay, tương lai không ngừng chi nhiều hơn thu trước, khí huyết điên cuồng cháy, một bộ phong ma hình dáng. Ừ, chi nhiều hơn thu tương lai, có chút ý tứ. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt hơi đông lại một cái, biết Huyết Thần không đơn giản, cũng là thức tỉnh tinh thần, tử vi số mệnh thuật đỉnh cấp phóng thích, hoàn toàn cùng Thần La Thiên Kiếm dung hợp một chỗ. Số mệnh ánh sáng tím, hòa lẫn thiên kiếm sát phạt hơi thở, cuối cùng hóa thành từng đạo kinh khủng màu tím kiếm chém, ngang dọc bãi hạp, quét sạch thiên địa càn khôn. Huyết Thần coi như là chi nhiều hơn thu tương lai, đối mặt hung mãnh như vậy thiên kiếm số mệnh sát phạt, cũng là khó mà chống lại. Thế cục hoàn toàn là một bên đổ, cũng không ai là Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Nho Tổ mắt gặp Huyền Cơ Nguyệt chiếm hết ưu thế, trong lòng vui buồn nửa nọ nửa kia. Vui chính là có Huyền Cơ Nguyệt ở đây, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Buồn là Huyền Cơ Nguyệt như vậy lợi hại, hắn muốn tranh phong, sợ là muôn vàn khó khăn, bảo không cho phép liền nguyện vọng thiên tinh, đều phải bị Thần La Thiên Kiếm một kiếm chém bể. Vô Thượng Thiên Kiếm mũi nhọn, đơn giản là ngoại hạng. Không nói phải trái mạnh mẽ. Đám người chiến đấu bên trong, trên bầu trời, lại có hai cặp mắt, yên lặng nhìn. Cái này hai người, chính là Nhâm Phi Phàm cùng Tô Mạch Hàn. Diệp Thần thằng nhóc kia, ngày hôm nay làm sao không có tới. Nhâm Phi Phàm cho mày, hắn sớm sẽ đến Nho Tổ Thần Điện, chỉ là cưỡng bức quy tắc, không có tùy tiện bại lộ, một mực núp trong bóng tối xem chừng. Hắn thần thông quảng đại, hắn muốn phải giấu giếm. Coi như là Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt cộng lại, cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Diệp Thần không có xuất hiện, chân thực để cho Nhâm Phi Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, suy diễn dưới, hắn mơ hồ phát hiện, Diệp Thần bị phong tỏa ở một phiến trong mộng mộng trong ảo cảnh. Nếu như lại tính cẩn thận, hắn là có năng lực suy diễn ra Diệp Thần vị trí. Nhưng cẩn thận cảm ứng, Diệp Thần cũng không uy hiếp tánh mạng, cái này phong tỏa, tựa hồ là ở cứu vãn Diệp Thần. Thậm chí cũng ở đây cứu vãn Nhâm Phi Phàm. Cái này làm cho Nhâm Phi Phàm cảm thấy ngạc nhiên, hắn cả đời ngang dọc vô địch, trừ ván cờ sau lưng vậy mấy nhân vật lớn, còn không kiêng kỵ qua ai, hắn căn bản không cần người bất kỳ cứu vãn. Nhưng cái này một tí suy diễn, hắn nhưng phát hiện Diệp Thần bị phong tỏa, dường như ư có cứu vãn Diệp Thần, thuận tiện lại cứu vãn hắn ý, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Mạch Hàn thấy Diệp Thần không có tới, cũng là ngạc nhiên không thôi. Nói, kỳ quái, lấy thằng nhóc kia tính cách, không thể nào không đến, ngươi có thể suy diễn xảy ra điều gì. Nhâm Phi Phàm năm ngón tay nặn động, nói, hắn bị người phong tỏa, tạm thời không thể thoát thân. Tô Mạch Hàn một hồi kinh nghi, nói, đây là chuyện gì? Nhâm Phi Phàm nói, ta cũng không biết, nhưng đối với hắn không chỗ xấu, thậm chí có thể cứu vãn hắn tánh mạng. Tô Mạch Hàn nói, cứu vãn hắn tánh mạng sao? Ừ, đúng là như vậy. Hắn ngày hôm nay không đến, có thể tránh được một kiếp. Nhìn xuống phía dưới, thấy Huyền Cơ Nguyệt khua kiếm giết lung tung hình dáng, cũng biết ngày hôm nay chàng này ước chiến, nếu như Diệp Thần tới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhâm Phi Phàm cười nói, hắn không đến, ngươi là không cao hứng lắm. Tô Mạch Hàn trần chờ một tí, cuối cùng mỉm cười cười một tiếng, nói, thằng nhóc kia không đến, ngươi cũng không cần mạo hiểm, ta dĩ nhiên là cao hứng. Nếu như Diệp Thần tới, một khi thế cục trở nên ác liệt, Nhâm Phi Phàm rất có thể cường thế tham gia, bại lộ tự thân nhân quả, bị ván cờ sau lưng nhân vật lớn để mắt tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Mạch Hàn đứng ở chỗ này, không có tham chiến, chính là vì ở thời khắc mấu chốt, ngăn cản Nhâm Phi Phàm. Ở nàng trong mắt, Nhâm Phi Phàm tánh mạng, so với cái gì luân hồi chi chủ, cái gì vạn cổ bố trí, cũng trọng yếu hơn được hơn. Nàng không thể nhìn Nhâm Phi Phàm xảy ra chuyện. Nhâm Phi Phàm nhìn mình vị này hồng nhan chi kỷ, khẽ mỉm cười một cái, tự nhiên vậy rõ ràng nàng khổ tâm. Cái này cuộc cờ, không phải chuyện đùa, ta có thể chết, nhưng luân hồi chi chủ không thể bại. Ta bỏ mặc, dù sao ta chỉ cần ngươi còn sống. Tô Mạch Hàn một mặt quật cường hình dáng. Nhâm Phi Phàm than thở một tiếng, nói, à, đại trượng phu đạo lý làm người, người thủy chung là không thể rõ ràng.
Tô Mạch Hàn nói, ta rõ ràng, nhưng ta chỉ cần ngươi còn sống. Nhâm Phi Phàm trong lòng có vẻ cảm động, ánh mắt vọng xuống phía dưới, thấy Kỳ Tư Thanh các người lần lượt tháo chạy, không khỏi chau mày, nói các nàng tình thế không ổn, xem ra hôm nay quyết chiến là đánh bại, người hãy nhanh lên một chút đi xuống, mang các nàng đi thôi. Tô Mạch Hàn thấy vậy, than thở một tiếng, nhưng là có chút kiên quyết lắc đầu một cái, nói, lần này ta không thể ra tay, sống chết muốn xem các nàng mình, ngày hôm nay ta và ngươi đứng chung một chỗ, nếu như ta bại lộ, ngươi cũng có thể bị ta liên lụy. Nhâm Phi Phàm yên lặng không nói, Kỳ Tư Thanh vậy mấy cái cô nương, hắn vậy chiếu cố qua, nếu như các nàng lúc này chết, đó thật là đáng tiếc. Nhưng, ngày hôm nay cục này thế, nhân quả liên lụy quá lớn, Nhâm Phi Phàm là không thể tùy tiện phủ xuống, chỉ có thể xem các nàng tự thân tạo hóa. Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Khúc Trầm Vân ba phụ nữ, liên quan huyết thần, đều bị Huyền Cơ Nguyệt một người, giết được không ngừng lui về phía sau, không có lực phản kháng chút nào. Khúc Trầm Vân giận dữ, nói, Huyền Cơ Nguyệt, có ngon người buông xuống thần La Thiên Kiếm, chúng ta đánh lại. Huyền Cơ Nguyệt vui vẻ cười to, nói, dựa vào cái gì, bọn người có thể lấy nhiều ăn hiếp ít, không cho phép ta sử dụng thiên kiếm. Thế gian không có đạo lý này. Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt linh khí phóng thích, một cái thần La Thiên Kiếm, ngược lại tự nhiên được bộc phát ác liệt hung mãnh, làm người ta khó mà chống đỡ. Đáng chết, người này đã sắp tới người kiếm hợp nhất bước, chúng ta ngày hôm nay phải thua. Huyết thần cắn răng, chỉ cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt hơi thở, đã mau cùng thần La Thiên Kiếm hoàn toàn dung hợp, đây là người kiếm hợp nhất siêu phàm cảnh giới, một khi đạt thành, Huyền Cơ Nguyệt liền sẽ đạt tới Yên Tịch Kiếm linh loại cảnh giới đó, người chính là kiếm, kiếm chính là người, đánh bắn ra ngón tay, đều có vô cùng sát phạt kiếm khí bạo đánh ra, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, đơn giản là vô địch. Mà lúc này Huyền Cơ Nguyệt, đã kém không nhiều đến loại cảnh giới đó, mũi nhọn quá mức ác liệt, làm người ta khó mà chống lại. Huyết thần mới vừa cùng Nho Tổ đối chiến, đã hao hết hàng loạt linh khí, tuyệt đối không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Các ngươi đi nhanh đi, đa tạ tương trợ, nhưng cái này là ta một người nhân quả, không cần phải liên lụy các ngươi. Huyết thần ánh mắt đông lại một cái, trong lòng có quyết đoán, vung tay lên, một cổ cương phong cuộn sạch ra, đem Kỳ Tư Thanh các người, cũng cuốn về phía xa xa. Rồi sau đó, huyết thần hướng Kim Nghê Thú, xử một cái ánh mắt. Kim Nghê Thú hội ý, lập tức mang mấy cái huyết tử ngục đệ tử, chạy tới nghênh tiếp Kỳ Tư Thanh các người. Thế cục bất lợi, các vị, nên rút lui. Kim Nghê Thú ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, gọi huyết tử ngục các cường giả, chuẩn bị rút lui. Đám người mắt gặp Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, sớm đã trợn mắt hốc mồm, trong lòng manh dậy lui bước chi tâm, bây giờ nghe Kim Nghê Thú mà nói, đều là lật đật đi Nho Tổ thần điện bên ngoài thối lui. Muốn đi, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bên trái vung tay lên, từng luồng thần quang bung ra, hội tụ thành con sông, diễn hóa ra vô cùng linh phù. Thái Thượng Thiên Phù. Nàng đang muốn thi triển Thái Thượng Thiên Phù đạo thần thông, rất miễn cưỡng đem Kỳ Tư Thanh các người lưu lại, toàn bộ giết chết. Hống. Nhưng ngay vào lúc này, Kim Nghê Thú ngửa mặt lên trời gầm thét, một hồi to lớn chiến hống tiếng, hóa thành sóng âm vậy đánh thẳng tới. Huyền Cơ Nguyệt bị chiến hống chấn động, đạo khí nhất thời tiêu tán, liền kiếm khí cũng chịu ảnh hưởng, vội vàng lui về phía sau. Huyết thần áp lực lớn giảm, vậy vội vàng lui về phía sau, kịch liệt thở hổn hển. Huyết mạch lực lượng phát động, khôi phục thân thể nguyên khí. Mà huyết tử ngục các cường giả, nhân cơ hội và Kỳ Tư Thanh các người, vội vàng rút lui lui ra ngoài. Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Khúc Trầm Vân chố mắt nhìn nhau, đều là một mặt như đưa đám, biết ngày hôm nay thất bại, cũng không có cố ý lưu lại. Nếu như Diệp Thần ở đây, Kỳ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh có thể sẽ lưu lại liều mạng. Nhưng ngày hôm nay, Diệp Thần không biết chuyện gì xảy ra bất ngờ. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hai cô gái tự nhiên vậy không có để lại ý, miễn được uổng tặng không tánh mạng. Chỉ tiếc huyết thần, chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Huyết thần đại nhân, Kim Nghê Thú đi tới huyết thần bên người, bồi bạn hắn. Huyết thần thấy tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Kim Nghê Thú lưu lại, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói Kim Nghê, đa tạ ngươi. Lập tức phấn chấn tinh thần, cưỡi ở Kim Nghê Thú sống lưng trên. Chuẩn bị tái chiến. Huyền Cơ Nguyệt mắt gặp Kỳ Tư Thanh các người rời đi, không khỏi thốt nhiên giận dữ,
liếc mắt nhìn về Nho Tổ, nói, vì sao không ngăn bọn họ? Nho Tổ tỉnh bơ, nhàn nhạt nói, luân hồi chi chủ thằng nhóc kia còn không xuất hiện, tổng được lưu lực đối phó hắn. Thật ra thì, Nho Tổ là gặp Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn quá thịnh, trong lòng có kiêng kỵ chi tâm, lần này lưu lực không ra tay, nói là để phòng Diệp Thần, ngược lại không như nói là phòng bị Huyền Cơ Nguyệt. Cùng lúc đó, Diệp Thần còn bị khốn trong mộng mộng trong ảo cảnh, chung quanh thiên địa, đóng dấu trước tầng tầng luân hồi cấm chế, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đánh vỡ. Những cấm chế này, mang theo kiếp trước luân hồi chi chủ uy áp, thậm chí chế trụ Diệp Thần luân hồi huyết mạch, để cho hắn không cách nào câu thông luân hồi mộ địa. Hoang Ma Thiên Kiếm, chém. Diệp Thần rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, ngập trời ma khí hóa thành kiếm mang, hung hăng hướng chung quanh cấm chế chém tới. Suy, cấm chế vách ngăn, nhất thời bị rung chuyển, toát ra từng luồng màu vàng kim khói mù. Có hiệu quả. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nhưng cái này cổ vui vẻ, chớp mắt rồi biến mất. Hắn tâm tình, rất nhanh nặng nề xuống. Luân hồi cấm chế, không phải chuyện đùa, hắn coi như vận dụng Hoang Ma Thiên Kiếm, muốn phải phá, cũng cần chừng mấy ngày đường thời gian. Cùng phá vỡ cấm chế đi ra ngoài, ước chiến đều kết thúc, huyết thần nhất định là chết. Hắn lại đi cũng không dùng. Hơn nữa, cùng đánh vỡ cấm chế sau đó, hắn thể lực cũng phải hao hết, căn bản không có sức tái chiến. Thất thất, nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài. Diệp Thần biết rõ chuyện quá khẩn cấp, cắn răng, kêu gọi Yên Vũ Tiên Tôn, mệnh lệnh nàng mở ra cấm chế. Yên Vũ Tiên Tôn ở ảo cảnh bên ngoài, tự nhiên có thể thấy Diệp Thần tình cảnh, nàng mặt đầy đều là nước mắt, trong lòng vùng vẫy vạn phần. Nhưng cuối cùng vì Diệp Thần an toàn, nàng vẫn là giữ yên lặng, không có trả lời. Đáng chết, tiếp tục như vậy nữa, ước chiến đều kết thúc. Diệp Thần khua kiếm chém liên tục, nhưng chung quanh luân hồi cấm chế, liền như tường đồng vách sắt, nơi nào có thể tùy tiện phá vỡ. Liền Hoang Ma Thiên Kiếm đều không thể nhanh chóng kích phá, vậy thủ đoạn khác cũng không cần thử, căn bản không dùng. Ca ca, ta có thể giúp ngươi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nghe được Linh Hải Nhi thanh âm. Linh Hải Nhi, người có biện pháp? Diệp Thần tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi. Linh Hải Nhi nói, ừ, ta có thể thử một chút, bất quá cần hiến tế mất đi kiếm xong, lại hao hết ta toàn bộ lực lượng, nếu như ta lực lượng đã tiêu hao hết, không biết lúc nào mới có thể khôi phục, sau này là không giúp được ngươi. Diệp Thần nghe được hắn có biện pháp, trong lòng đại hỉ, nói, sau này ngươi không giúp được ta, vậy cũng không có sao. Chỉ cần ngày hôm nay có thể giúp ta chạy khỏi đi ra ngoài là được. Ngươi linh khí nếu như đã tiêu hao hết, ta sau này sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, lại vì ngươi tìm thiên tài địa bảo, để cho ngươi từ từ khôi phục. Linh Hải Nhi nghe được hắn lời này, trong lòng hơi chiều rộng, tự nhiên biết Diệp Thần trọng tình trọng nghĩa, là chắc chắn sẽ không ném xuống hắn, nói, được, ca ca, vậy ta chuẩn bị ra tay. Diệp Thần trong đầu nghĩ, kiếp trước luân hồi chi chủ cấm chế, uy năng hạng bằng bạc. Há là một người như vậy có thể đối phó? Lập tức có chút nghi ngờ hỏi, người thật có thể phá luân hồi cấm chế? Linh Hải Nhi hiện thân đi ra, đứng ở Diệp Thần bên người, nhìn chung quanh từng cái ánh vàng rực rỡ bùa chú, nói không, những cấm chế này lực lượng quá lớn, ta cũng không có thể phá, nhưng ta có thể đánh ra một cái không gian đường hầm, để cho ca ca ngươi chạy khỏi đi ra ngoài. Diệp Thần vui vẻ nói, vậy cũng có thể, người mau mau ra tay. Ta sợ huyết thần tiền bối không chịu nổi. Linh Hải Nhi gật đầu một cái, sử dụng mất đi kiếm xong, liền muốn động thủ. Không thể. Yên Vũ Tiên Tôn thấy một màn này, mắt đẹp uy nghiêm, nổ lên sát khí. Nàng tuyệt không thể để cho Diệp Thần đi ra ngoài, nếu không hại chết Diệp Thần tánh mạng, hết thảy cũng xong rồi. Mắt gặp Linh Hải Nhi muốn động thủ, nàng vung tay lên, điều động cấm chế, tầng tầng luân hồi cấm chế, hóa thành ngập trời sát phạt đợt khí. Ùn ùn kéo đến hướng Linh Hải Nhi lướt đi. Nàng lại là muốn giết người. Thất thất, ngươi làm gì? Diệp Thần kinh hãi. Linh Hải Nhi cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Yên Vũ Tiên Tôn biết nhúc nhích sát thủ. Yên Vũ Tiên Tôn hàm răng cắn chặt môi dưới, trong tròng mắt tuy có vùng vẫy, nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh lùng. Trong lòng nàng, chỉ có Diệp Thần một cái. Ở nàng trong mắt, người trong thiên hạ đều có thể giết, nàng chỉ cần Diệp Thần còn sống. Người bất kỳ muốn gieo họa Diệp Thần, nàng cũng sẽ không chút lưu tình, trực tiếp giết chết. Hiện tại Linh Hải Nhi muốn giúp Diệp Thần chạy trốn, nàng dĩ nhiên là không nhúng tay mềm,
phải diệt trừ uy hiếp, bảo đảm Diệp Thần an toàn. Coi như sau chuyện này Diệp Thần trách cứ, thậm chí muốn nàng đền mạng, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chàng này ước chiến, chân thực quá mức hung hiểm, nàng không thể để cho Diệp Thần rời đi. Ảo cảnh bên trong, Diệp Thần mắt gặp ngập trời luân hồi sát phạt đợt khí tấn công tới, vội vàng bước chân đạp một cái, nổ lên hồng mông đại tinh không, đứng ra, chắn Linh Hải Nhi trước người. Oanh! Vậy ánh vàng rực rỡ luân hồi đợt khí, đánh giết tới, Diệp Thần hồng mông đại tinh không, nhất thời kịch liệt chấn động, xuất hiện từng đạo kinh khủng không gian vết rách. Hắn ngũ tạng lục phủ, cũng là được to lớn chấn động, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Linh Hải Nhi cả kinh thất sắc, kêu lên ca ca. Diệp Thần cắn răng nói, đừng để ý ta, mau mở ra không gian đường hầm. Linh Hải Nhi có chút lật đật, trong tay bóp một cái pháp quyết, địa tâm diệt châu thả ra sáng chói mang khí, đồng thời mất đi kiếm xong, cũng là vo ve chấn động đứng lên, tựa như muốn nổ tung. Ảo cảnh bên ngoài, Yên Vũ Tiên Tôn thấy Diệp Thần động thân ngăn trở, chỉ hù được mặt đẹp phát trắng, trong miệng than nhẹ một tiếng, vội vàng rút lui hồi luân hồi cấm chế, cả người đều ngây dại. Diệp Thần áp lực biến mất, kịch liệt thở một hơi, vội vàng vận chuyển bát quái thiên đan thuật, điều thuận khí tức, khôi phục linh lực. Bót! Mà lúc này, Linh Hải Nhi trong tay mất đi kiếm xong, cũng là nổ tung mở ra, tàn bạo nhọn mất đi hơi thở, gào thét ra. Mất đi huyễn giới, bể tan tành hư không, mở. Linh Hải Nhi trong miệng nói ra, treo trên cổ địa tâm diệt châu, cũng là thả ra tất cả năng lượng, và mất đi kiếm xong năng lượng, hỗn hợp với nhau. Hai cổ năng lượng, lẫn nhau hỗn hợp, hóa thành một cái đáng sợ hủy diệt vòng xoáy, giống như hắc động vậy, ở trong hư không chuyển động. Không tốt, Yên Vũ Tiên Tôn thấy vậy, thần sắc đại biến, muốn ngăn trở nữa, nhưng Diệp Thần gắt gao ở bên cạnh che chở, nàng muốn ngăn đoạn Linh Hải Nhi, trừ phi trước hết giết Diệp Thần. Nàng tự nhiên sẽ không làm thương tổn Diệp Thần, trơ mắt nhìn Linh Hải Nhi điều động hủy diệt vòng xoáy hơi thở, đánh ra một cái không gian đường hầm. Được rồi, Linh Hải Nhi, chúng ta đi. Ảo cảnh bên trong, Diệp Thần thấy lối đi đã thành, trong lòng đại hỉ, muốn kéo Linh Hải Nhi đi ra ngoài, nhưng lại kéo đến không khí. Linh Hải Nhi thân thể, hóa thành chấm lưu quang tiêu tán, hướng Diệp Thần lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói ca ca, ta trước ngủ một hồi, sau này có duyên tạm biệt. Tiếng nói rơi xuống, Linh Hải Nhi thân thể hoàn toàn tản đi, chỉ còn lại một viên mất đi thần quang, vô cùng ảm đạm hạt châu, đùng một tí, rớt xuống đất. Hạt châu này, dĩ nhiên chính là địa tâm diệt châu, bên trong năng lượng, đều đã tiêu hao hết, muốn khôi phục, không biết lúc nào. Linh Hải Nhi, đa tạ ngươi. Diệp Thần cắn răng, nhặt lên hạt châu, chân nhi trọng chi thả vào hoàng tuyển thế giới bên trong đi. Lần này mở ra không gian đường hầm, Linh Hải Nhi hy sinh quá lớn, dẫu sao là mặt đối với kiếp trước luân hồi chi chủ cấm chế, ở loại cấm chế này uy áp xuống bể tan tành hư không, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thần đạp lên không gian đường hầm, trực tiếp truyền đưa đi. Hu hu hu. Diệp Thần một truyền tống đi, hai tầng ảo cảnh thế giới, quy luật nhất thời tan vỡ, khắp nơi sụp đổ, ngay tức thì tan thành mây khói. Phốc xích. Ảo cảnh đột nhiên bị phá, Yên Vũ Tiên Tôn bị to lớn phản chấn, tại chỗ hộc máu trọng thương. Diệp Thần truyền đưa ra, trở lại thế giới chân thật, xuất hiện ở Yên Vũ Tiên Tôn trước mặt. Thất thất. Nhìn Yên Vũ Tiên Tôn mặt đẹp trắng bệch, trước mắt cho tàn hình dáng, Diệp Thần trong lòng một hồi yêu thương. Tôn chủ, ngươi thật là lớn thần thông, ta không ngăn được ngươi. Yên Vũ Tiên Tôn cười thảm, một mặt bi thương, vùng vẫy bỏ dậy, lảo đảo lắc lư đứng. Bên ngoài trường phong kẹp lê hoa thổi lất phất đi vào, nàng sợi tóc tung bay, thân thể hoảng hốt, thật giống như tùy thời có thể ngã theo gió hạ. Diệp Thần trầm mặc không nói ra lời, hắn rất rõ ràng, mình chuyến đi này, như là chết, Yên Vũ Tiên Tôn tuyệt đối sẽ chết theo. Thất thất, ngươi yên tâm, ta sẽ sống trở về, chờ ta. Diệp Thần cắn răng một cái, đi qua ôm thật chặt ôm Yên Vũ Tiên Tôn một tí, cũng thả ra bát quái thiên đan thuật, chữa trị nàng thương thế. Yên Vũ Tiên Tôn gương mặt thoáng khôi phục đỏ thắm, còn chưa kịp cảm thụ Diệp Thần ôm chầm, Diệp Thần đã xoay người rời đi, biến dạng hư không đi nho tổ thần điện, hoàn toàn không gặp bóng dáng. Yên Vũ Tiên Tôn ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mà lúc này, nho tổ thần điện bên trong, huyết thần tình cảnh, đã là đặc biệt tồi tệ.
Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt, một trước một sau, mơ hồ giáp công huyết thần. Bất quá, hai người cũng không có nhúc nhích tay. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, huyết thần đã đến cùng đường bước, rất có thể phải liều mạng. Vô luận là Nho Tổ, vẫn là Huyền Cơ Nguyệt, cũng không muốn chịu đựng huyết thần thú bị nhốt cơn giận. Hai người rất rõ ràng, vô luận phương đó bị thương, cũng sẽ bị đối phương cướp chiếm tiện nghi, coi như hiện tại bắt được cái gì lợi ích, cũng chẳng qua là người khác làm đồ cưới thôi. Làm sao, các ngươi làm sao đột nhiên không động thủ? Là sợ ta sao? Huyết thần cười lạnh một tiếng. Hắn cả người vết máu loang lổ, tay cầm ly hỏa kiếm, cưỡi kim nghê thú, tuy tình cảnh hung hiểm, nhưng ánh mắt bất khuất, như mãi mãi chiến thần, vô cùng hãn dũng. Chu Vi xem Nho Tổ thần điện đệ tử, trong lòng đều là khen ngợi. Huyết thần tuy bại, nhưng cũng không uổng thua cường giả tên. Huyết thần, cho một mình ngươi cứu chuộc cơ hội, chính ngươi hoành kiếm tự sát, ta đáp ứng ngươi, có thể tha ngươi người bên dưới. Nho Tổ đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, đưa ra một cái điều kiện. Huyền Cơ Nguyệt cầm kiếm đứng, mắt lạnh nhìn hết thảy, ngược lại là không lên tiếng. Huyết thần vui vẻ cười to, nói, ngươi muốn ta tánh mạng, cứ việc tự tay tới bắt. Ngay lúc nói chuyện, huyết thần âm thầm vận công điều tức, khôi phục nguyên khí, ở bất tử bất diệt huyết mạch hạ, thương thế cũng là nhanh chóng phục hồi như cũ. Nho Tổ nhìn huyết thần bất khuất hình dáng, thần sắc rất là khó khăn xem. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, nói, Nho Tổ, lại như thế kéo dài, hắn nguyên khí muốn toàn bộ khôi phục. Huyết thần thể chất huyết mạch, vô cùng là đặc thù khủng bố, hiện tại thế cục giằng co, đối với huyết thần rất có lợi, lại cho hắn một chút thời gian, hắn thậm chí có thể khôi phục lại đỉnh cấp. Một khi huyết thần khôi phục như cũ, còn muốn bắt giết hắn, vậy thì phải bỏ ra 10 lần khí lực. Nho Tổ gương mặt trầm xuống, tự nhiên biết rõ thế cục bất lợi, nhưng cũng không muốn xuất thủ trước, nói, nữ hoàng đại nhân, ngươi thần La Thiên Kiếm vô địch, xin ngươi hãy động thủ chu diệt này ma, cùng sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem nguyện vọng thiên tinh mượn ngươi. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, ngươi làm sao không động thủ. Nàng mới vừa đã một phen kịch chiến, nguyên khí hao tổn không nhỏ, dưới mắt là vô luận như thế nào, đều không nguyện lại trước tiên động thủ trước. Nàng cũng phải gìn giữ khí lực, đề phòng Nho Tổ, còn có đề phòng sau lưng Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong hai người. Thế cục lại rằng qua một hồi, huyết thần chắc chắn cơ hội, không ngừng khôi phục hơi thở, sau đó ha ha cười to một tiếng, nói. Nho Tổ, Huyền Cơ Nguyệt, các ngươi tuy là liên thủ, nhưng lại tất cả mang ý xấu, cái này liên minh lại có ý gì? Các ngươi muốn giết ta, vậy cũng có thể, cùng nhau cùng ta chôn theo đi. Nói xong lời cuối cùng, huyết thần ánh mắt đột nhiên sát khí bạo dũng, trong tay vung lên, khắc trời trong ly hỏa kiếm xông lên bay lên trời, nổ lên cuồn cuộn lửa cháy mạnh. Nốt ta thân thể không lành lặn, ly hỏa kiếm máu, bạo. Hạ một sát, huyết thần cả người khí huyết cháy, mới vừa khôi phục tất cả linh khí, toàn bộ bơm vào đến khắc trời trong ly hỏa kiếm bên trong đi. Lại là muốn hiến tế tự bạo. Hắn rất rõ ràng, mình ngày hôm nay một thân một mình, là vô luận như thế nào cũng không thể chạy khỏi đi ra, cùng cục diện rằng co đánh vỡ, chính là hắn ngày rỗ. Thà như vậy, ngược lại không như chết được có giá trị một chút. Diệp thần, thay ta trả thù à? Huyết thần cả người máu lửa cháy, mặc dù không biết Diệp thần xảy ra điều gì bất ngờ, ngày hôm nay lại có thể không đến. Nhưng hắn tin tưởng, Diệp thần không phải lâm trận lùi bước, nhất định là có khó tả nỗi khổ tâm. Hắn hiến tế ly hỏa kiếm, chuẩn bị người kiếm tự bạo, chính là muốn và Nho Tổ, Huyền Cơ Nguyệt lấy mạng đổi mạng, là Diệp thần giải quyết uy hiếp, hảo báo đáp Diệp thần ân tình. Coi như không thể lấy mạng đổi mạng, huyết thần tin tưởng, mình cái này một tí tự bạo, bất tử bất diệt huyết mạch nổ, đủ để đem Nho Huyền hai người tổn thương nặng. Huyết thần dưới háng kim nghê thú, cũng là nhắm hai mắt lại, cao nhất nguyên thú huyết mạch cháy, cùng huyết thần cùng nhau, chuẩn bị hy sinh tự bạo, liều chết cũng phải tổn thương nặng kẻ địch. Không tốt. Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy, nhất thời kinh hãi, vội vàng rút người ra bay ngược. Huyết thần tiền bối, cần gì phải tự bạo? Mắt xem huyết thần thì phải tự bạo, nhưng đột nhiên tới giữa, hư không dạn nứt, cuồn cuộn hoàng tuyền thánh thủy dòng nước chảy ra, giống như thác nước vậy, tưới rơi vào huyết thần trên mình. Huyết thần cả thân máu lửa, nhất thời tắt đi xuống. Hắn vô cùng kinh ngạc chấn động ngạc, ngẩng đầu lên, liền thấy bầu trời bên trong, xuất hiện một đạo quen thuộc thanh niên bóng người.
chính là Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi rốt cuộc đã tới. Huyết Thần thấy Diệp Thần, chỉ lấy vì mình hoa mắt, không dám tin tưởng. Nho Tổ thấy Diệp Thần tới, cũng là bộ dạng sợ hãi kinh hãi, kêu lên, được a, luân hồi chi chủ, ngươi có thể tới. Kinh ngạc hơn, trong lòng lại là một hồi vui mừng. Thật may hắn mới vừa lưu lực, hiện tại tinh khí thần còn 10 phần đầy đủ, đủ để chống đỡ hết thảy uy hiếp. Rốt cuộc đã tới sao? Huyền Cơ Nguyệt nắm thiên kiếm, liên tiếp lui về phía sau, nhìn bầu trời bên trong, Diệp Thần uy vũ thần dũng bóng người, còn có sau lưng hào hùng tinh không khí tượng, trong lòng lại có một loại tự ti mặc cảm giác. Diệp Thần đến một cái tới, chính là nổ lên hồng mông đại tinh không. Toàn bộ Nho Tổ thần điện, cũng bao phủ ở hắn tinh không khí thế bên trong. Hắn thật cao trôi lơ lửng ở trên trời, liền như tinh không nắm giữ vậy, uy nghiêm vô địch. Mà ở một chỗ bí ẩn trong không gian, Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn, thấy Diệp Thần đến, cũng là kinh ngạc. Thằng nhóc này rốt cuộc đã tới, sống hay chết, liền xem vận mệnh của hắn. Tô Mạch Hàn bắt Nhâm Phi Phàm tay, nhìn hắn một mắt, hiển nhiên là sợ hắn cưỡng ép nhúng tay, đưa tới Vạn Khư Chí Tôn rình rập. Chàng này quyết chiến, chỉ có thể do Diệp Thần tự mình giải quyết, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho Nhâm Phi Phàm tham gia. Nhâm Phi Phàm cười khổ một tí, ngược lại là không nói gì, ánh mắt nhìn xuống đi xuống, chú ý chiến cuộc. Xin lỗi, ta tới trễ. Diệp Thần lăng không hạ xuống, đi tới Huyết Thần bên người, nhìn Huyết Thần tóc trắng, còn có chung quanh mọi chỗ chiến đấu dấu vết, liền biết nơi này mới vừa bộc phát vô cùng là kịch liệt chiến đấu. Hơi đẩy một cái diễn, Diệp Thần chính là bắt được chiến đấu hình ảnh, thấy Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh cùng mấy người bóng người, thật may hai cô gái không bị thương, đã rút lui về đến Huyết Tử Ngục, cũng làm cho Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Huyết Thần cười khổ hỏi, thấy Diệp Thần hạ xuống, lòng hắn bên trong tự nhiên mừng rỡ, nhưng Diệp Thần tới được có chút quá muộn, hắn rất là không rõ ràng, rốt cuộc Diệp Thần xảy ra điều gì bất ngờ. Nói đến nói dài, trước giết đi ra ngoài hãy nói. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, ánh mắt rơi vào Huyền Cơ Nguyệt trên mình. Vạn Sát Giả Thiên Kiếm. Diệp Thần rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, trực tiếp sử xuất một kích mạnh nhất. Hắn rất rõ ràng, Huyền Cơ Nguyệt thực lực cực mạnh, chỉ có động dùng toàn lực, mới có thể chém chết đối phương cơ hội. Hiện tại hắn đột nhiên hạ xuống, rung động toàn trường, Huyền Cơ Nguyệt thất thần hoảng hốt, chính là Diệp Thần ngàn năm một thuở lấy điện thoại ra sẽ. Thuần túy ma đạo chiến ý, thiên ma đạo tâm, võ tổ đạo tâm, hồn thể đổi thành, hoàn toàn dung nhập vào Hoang Ma Thiên Kiếm bên trong đi. Hoang Ma Thiên Kiếm rút ra một cái ra, chính là khó có thể tưởng tượng ma khí, giống như cột khói vậy phóng lên cao, trực tiếp làm được đúng phiến hồng mông tinh không, đều là ùng ùng chấn động đứng lên, tất cả ánh sao cũng ảm đạm xuống, biến thành một phiến đen nhánh. Diệp Thần không có nương tay, vừa thấy mặt liền khiến cho ra Vạn Sát Giả Thiên Kiếm. Kiếm chiêu giết ra, vô cùng ma sát khí nổ tung, Diệp Thần cả người linh lực điên cuồng tiêu hao, kiếm khí uy lực cũng là dâng trào tới cực điểm, như muốn chém lần đầu tiên, quét sạch hoàn vũ. Huyền Cơ Nguyệt con người co rúc lại, nhìn Diệp Thần như vậy hung hãn một kiếm, cũng là tràn đầy kiêng kỵ ý. Ở Diệp Thần ngút trời một kiếm hạ, nàng thậm chí liền khí cơ cũng mơ hồ bị áp chế, lại không thể thời gian đầu tiên dùng Thần La Thiên Kiếm phản kích. Diệp Thần biết rõ Thần La Thiên Kiếm lợi hại. Nếu như bị Huyền Cơ Nguyệt khua kiếm phản kích, vậy hắn liền nguy hiểm, cho nên tuyệt không thể cho nàng xuất kiếm cơ hội. Hắn một kiếm này mau lẹ như điện, tốc độ cực nhanh, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt. Ung ung, Huyền Cơ Nguyệt sau lưng, đột nhiên nổ vang tiếng sấm. Chỉ gặp một tôn khổng lồ đồ sộ ảnh hiện lên, trong tay xách cây đinh ba, chính là Thái Ất Chấn Lôi Xa Khí Linh Lôi Yểm. Trước đây ở Diệt Long Táng Địa bên trong, Lôi Yểm bị thương nặng, nhưng đi qua điều dưỡng. Hiện đã khôi phục tất cả nguyên khí, và Diệp Thần trước sau giáp công, một kích thọt hướng Huyền Cơ Nguyệt sau lưng. Hi hi, số bà nương, đi chết đi. Lôi Yểm tiếng cười giữ tợn lãnh khốc, cây đinh ba gian có từng luồng cát chảy, không ngừng còn quấn. Vậy từng luồng cát chảy, chính là Thái Ất Chấn Lôi Xa, mỗi một hạt cát nhỏ cũng nổ lên vô cùng sấm chớp mưa bão, uy thế vô cùng khủng bố. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc đại biến, đột nhiên lại cảm thấy dưới chân đất đai. Không ngờ yếu dần. Cúi đầu vừa thấy, kiên cố đất đai, chẳng biết lúc nào biến thành một phiến ao đầm phù sa, phải đem nàng chiếm đoạt. Thì vũ nổi linh phù.
Huyền Cơ Nguyệt trong mắt trầm xuống, liền lập tức phát hiện, cái này phiến ao đầm là dùng 33 thiên hỗn độn chí bảo, thì vũ nổi linh phù diễn hóa ra tới, có thể chế tạo ao đầm vũng bùn, chiếm đoạt thân thể con người, vô cùng quỷ dị. Nữ hoàng bệ hạ, bên ngoài vòng chiến, Thiên Tâm Kiếm Điệp thấy Huyền Cơ Nguyệt gặp nạn, không khỏi hoa dung thất sắc, hô to đứng lên. Nho Tổ thấy một màn này, cũng là âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra Huyền Cơ Nguyệt phải phiền phức. Huyền Cơ Nguyệt mắt gặp tình cảnh không ổn, mặc dù kinh ngạc Diệp Thần thủ đoạn cùng thực lực, nhưng cũng không hốt hoảng, như cũ duy trì cường giả chấn định. Lấy là đột nhiên đánh lén, là có thể giết chết ta. Không khỏi quá mức ngây thơ, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem, mạng ta vẫn đứng đầu thực lực. Huyền Cơ Nguyệt con ngươi bên trong, đột nhiên dâng lên hòa hợp mây tía, từng luồng màu tím số mệnh khí lưu, cũng là cuồn cuộn từ nàng thân thể mềm mại trên nổ ra. Tử vi số mệnh thuật, phá. Vô số đạo số mệnh khí lưu, cuồn cuộn dòng nước chảy, hóa thành từng cái vận mệnh sông dài, ùng ùng vang dội, như rồng vậy lao nhanh không ngừng. Huyền Cơ Nguyệt dưới chân ao đầm vũng bùn, ở cuồn cuộn sông dài dội rửa, ngay tức thì xem bùn nát vậy bị đập sập. Lôi yểm sách kích đâm tới, mũi kích đâm tới Huyền Cơ Nguyệt trước người một xích, lại bị màu tím vận mệnh sông dài ngăn trở. Cái này màu tím con sông, liền huyền như tơ lụa cầm đáy vậy, còn quấn Huyền Cơ Nguyệt, vây quanh bảo vệ được nàng. Huyền Cơ Nguyệt quanh thân màu tím cầm đáy phiêu vũ, mỗi một cái cầm đáy, cũng hàm chứa ngập trời số mệnh lực, ùng ùng vang động trước, phảng phất có vận mạng bánh răng xe, ở bên trong chuyển động. Diệp Thần hoang ma thiên kiếm, xen lẫn kinh khủng à sát oai chém xuống, ngay tức thì chặt đứt mấy cái cầm đái, nhưng Huyền Cơ Nguyệt tử vi số mệnh thuật, sức lửa chân thực quá mức cường hãn, bị chém đứt liền mấy cái, lập tức có vô số cái cầm đái gào thét tới. Tầng tầng cầm đái vây lại Diệp Thần, mỗi một cái cầm đái đều là vận mạng con sông, Diệp Thần ở nước sông đổ ánh hạ, thấy được một bức cảnh tượng. Hắn thấy được huyết thần, ở cho mình lập bia. Hình ảnh này, hắn đã ở Yên Vũ Tiên Tôn trong ảo cảnh thấy qua. Hiện tại, Diệp Thần lại đang Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh sông dài bên trong, lần nữa thấy. Đây thật là ta số mệnh sao? Diệp Thần ngẩn ngơ, tinh thần lập tức chịu ảnh hưởng, tựa như thấy được mình số mệnh, chính là chết, chính là phải chết ở chỗ này. Không, vận mệnh ta, do ta nắm giữ, cũng không ai có thể nắm giữ. Giờ khắc này, Diệp Thần tinh thần chỉ hoảng hốt một tí, sau đó, hắn võ tổ đạo tâm, lăng tiêu võ ý, lập tức bùng nổ. Hắn ánh mắt, lần nữa khôi phục hung hãn, chiến ý lao nhanh, hoang ma thiên kiếm quờ múa gian, kiếm khí như ma triều, lại đem chung quanh vận mệnh con sông, từng cái nhuộm đen, tình cảnh đặc biệt khủng bố. Huyền Cơ Nguyệt một hồi kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, những cái kia dính liền ma khí, bị nhuộm đen vận mệnh con sông, suy suy vang dội, hóa thành khói đen tiêu tán. Diệp Thần muốn truy kích, nhưng trước mắt chém tới một đạo sáng chói kiếm mang, rất miễn cưỡng đem hắn bức lui. Đó là thần La Thiên Kiếm mũi nhọn. Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên Kiếm, cuối cùng là giết ra. Được, rất tốt, luân hồi chi chủ, ngươi thực lực là càng ngày càng cường hãn, ta cũng không dám khinh thường ngươi. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm nơi tay, để ngang trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, quanh thân cẩm đái tung bay, phong tư tuyệt ngạo, siêu thoát phàm trần, vô cùng thô bạo. Nàng tuy ở tán thưởng Diệp Thần, nhưng trong mắt lạnh lùng, tựa như đã là đang nhìn một cổ thi thể. Nho Tổ thấy Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt giao phong, lần này hợp bên tám lạng, người nửa cân, một trái tim nhất thời chìm xuống. Diệp Thần thực lực, để cho hắn rất là kinh ngạc, lại có thể ép được Huyền Cơ Nguyệt như vậy. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt thực lực, cũng là không phải chuyện đùa, ở chật vật bên trong, nhanh chóng phản kích, ổn định trận cước. Nữ hoàng, không có sao chứ. Thiên Tâm Kiếm Điệp gia nhập vòng chiến, nâng kiếm đứng ở Huyền Cơ Nguyệt bên người. Lão Tổ, Chí Huyền Hòa Thượng vậy sách kiêng đao, đi tới Nho Tổ sau lưng, nghiêm thần phòng bị. Huyết Thần cưỡi kim nghê thú, chạy nhanh tới Diệp Thần bên người, nói, không có sao chứ. Lôi Yểm vậy nhẹ nhàng tới đây, kêu một tiếng, tôn chủ. Nói xong đem Thái Ất Chấn Lôi Xa trả lại cho Diệp Thần. Từng luồng xen lẫn sấm chớp mưa bão cát chảy, còn quấn Diệp Thần thân thể xoay tròn. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, nhìn xung quanh bốn phía, thấy cuộc chiến hôm nay, khó mà trở lui toàn thân. Huyết Thần tiền bối, Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí quá thịnh, chúng ta hợp lực đối phó Nho Tổ, dùng hết tất cả lá bài tẩy, giết chết hắn sau đi lập tức,
đừng để ý Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tí, rất nhanh nghĩ xong quyết sách, dùng thần hồn hướng huyết thần truyền âm, nói ra kế hoạch. Nếu như muốn đồng thời đối phó Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ, vậy cơ hồ không thể nào. Cái này hai người liên thủ, thực lực quá đáng sợ. Cho nên, Diệp Thần đem phong tỏa mục tiêu là Nho Tổ. Huyền Cơ Nguyệt có thần La Thiên Kiếm, một kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ, coi như dùng hết tất cả lá bài tẩy giết chết nàng, mình cũng không khả năng sống sót, hơn phân nửa là lấy mạng đổi mạng. Muốn sống rời đi, hy vọng duy nhất, chính là một giết Nho Tổ, giết chết Nho Tổ sau lập tức chạy, như vậy còn có một đường sinh cơ. Huyết Thần ánh mắt sáng lên, Diệp Thần cái kế hoạch này đi thông, bởi vì Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ có ngăn cách, thấy Nho Tổ gặp nạn, chưa chắc sẽ cứu, như vậy bọn họ thì có một giết cơ hội. Chỉ muốn giết chết Nho Tổ, ngày hôm nay chàng này ước chiến, dĩ nhiên là bọn họ bên này thắng, đến lúc đó ma chướng tiêu diệt, đạo tâm hiểu rõ, đại khí vận thêm thân, có thiên đại chỗ tốt. Huyết Thần cùng gật đầu, muốn làm liền làm, lập tức nâng kiếm cưỡi kim nghê thú, hung hãn vô cùng hướng Nho Tổ lướt đi. Nho Tổ, ta lại tới gặp ngươi. Huyết Thần đầu tóc bạc trắng tung bay, quát to một tiếng, dưới háng kim nghê thú cũng là đột nhiên một tiếng chấn động hống, lanh lảnh chiến hống tiếng nổ tung đi ra ngoài, nhất thời chấn động được Nho Tổ màng nhĩ ông tác hưởng, chung quanh thần điện kiến trúc, cũng là kịch liệt lay động. Thừa dịp này cơ hội, Huyết Thần một kiếm chém về phía Nho Tổ đầu. Diệp Thần cũng là không nói hai lời, sách Hoàng Ma Thiên Kiếm xông lên đánh ra, từng viên một thái ất chấn lôi xa, quấn quanh ở trên thân kiếm, đúng thanh kiếm lôi quang nổ tung, như hãn biển mãnh liệt, kiếm khí lướt qua hư không, nhấc lên trùng trùng sấm chớp mưa bão, khí thế đặc biệt hung mãnh. Nho Tổ thấy Diệp Thần và Huyết Thần hai người song kiếm đánh tới, nhất thời thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy địch thế như nước thủy triều như biển, thật sự là không phải chuyện đùa. Nguy cấp bên trong, Nho Tổ vội vàng rút người ra lui về phía sau, Chí Huyền cũng là lật đật lui bước. Thời gian đạo ấn, chiếm đoạt tương lai. Huyết Thần cuồng quát một tiếng, một món thời gian đạo ấn đánh vào trên người mình, lại là lần nữa chi nhiều hơn thu tương lai, mượn dùng tương lai năng lượng. Oanh! Lần nữa chi nhiều hơn thu tương lai, Huyết Thần cả người xích mang bùng nổ, kiếm khí bừng bừng, huy hoàng tới cực điểm. Nhưng hắn gương mặt, nhưng là nhanh chóng đổi được già nua, nhảy lên từng cái nếp nhăn. Huyết Thần tiền bối. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chi nhiều hơn thu tương lai, đây chính là Huyết Thần lá bài tẩy sao. Mượn dùng tương lai lực lượng, tăng lên tự thân, thủ đoạn này, đúng là cường hãn, nhưng giá phải trả, cũng là to lớn. Nhìn Huyết Thần không ngừng già nua hình dáng, Diệp Thần trong lòng vô cùng ngưng trọng. Ngày hôm nay chỉ cần có thể giết chết Nho Tổ, ta thân suy hủ lại ngại gì. Huyết Thần ngửa mặt lên trời cười to, hào khí muôn vàn, không sợ chút nào tự thân giả yếu, ly hỏa kiếm sen lẫn cuồn cuộn thiên uy, thẳng giết Nho Tổ. Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm kiếm khí, cũng là bùng nổ đến mức tận cùng, vào Huyết Thần song kiếm hợp bích, phụ cầu một kích giết chết. Hai cái người điên, nguyện vọng thiên tinh, hạ xuống. Nho Tổ hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên là không dám khinh thường, vội vàng thúc giục linh khí, gọi ra nguyện vọng thiên tinh. To lớn thiên tinh, khỏa cuốn hãn biển vậy hùng hồn tín ngưỡng niệm lực, từ trên trời hạ xuống. Diệp Thần hồng mông đại tinh không, lại có thể bị nguyện vọng thiên tinh xuyên thủng, rất miễn cưỡng bị phá ra một cái lỗ thủng. Tinh không trời đất bên ngoài, có ánh mặt trời chiếu rọi đi vào, vừa vặn liền rơi vào Nho Tổ trên mình. Nho Tổ cả người thần quang bung ra, từng cái tóc cũng hiện đầy uy nghiêm huy hoàng khí tượng, cả người giống như thái thượng thiên thần vậy, vô cùng cao ngạo, coi trời bằng vung. Diệp Thần và Huyết Thần một kiếm, cũng đánh vào nguyện vọng thiên tinh trên. Nguyện vọng thiên tinh một hồi chấn động, bị hai người kiếm khí đánh vào, khắp nơi nổ, không biết có nhiều ít sơn xuyên thành quách bị san thành bình địa, không biết có nhiều ít sinh linh tín đồ bị giết chết. Nhưng, viên này thiên tinh, là hỗn độn cửu tinh đứng đầu, địa thế nặng nề, dày đức trở vật, tuy bị đánh vào, nhưng xa xa không đau đạt tới căn nguyên, vững vàng tiếp nhận Diệp Thần hai người kiếm thế. Mà Diệp Thần và Huyết Thần, bị nguyện vọng thiên tinh phản chấn, liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, hơn nữa có từng tia mịt mờ nguyện vọng nguyền rủa, muốn ăn mòn đi vào. Ma thôn Nhật Nguyệt, Diệp Thần cả người ma khí cổn đáng, trực tiếp đem cái này từng tia nguyền rủa, toàn bộ cắn nuốt hết, hắn hiện tại đạo tâm thuần túy,
tràn đầy ma ý, giống như ma thần hóa thân, phổ thông nguyền rủa không thể nào thương tổn tới hắn. Cái này một chút phản chấn nguyền rủa, hơi thở không hề mạnh, tự nhiên uy hiếp không được Diệp Thần, huyết thần vậy vận chuyển huyết mạch lực, xua tan nguyền rủa. Viên này thiên tinh, khó đối phó à? Nhìn Nho Tổ nguyện vọng thiên tinh, huyết thần ánh mắt nhưng là ngưng trọng xuống. Mặc dù Nho Tổ mũi nhọn, không giống Huyền Cơ Nguyệt ác liệt như vậy, nhưng nguyện vọng thiên tinh nơi tay, trầm ổn phong phú, cũng là không dễ đối phó. Hừ, giao cho ta đi. Diệp Thần không sợ chút nào, vung tay lên, một hạt châu kẹp theo một tờ linh phù, bay ra ngoài. Bích Thủy khảm linh châu, thì Vũ đổi linh phù, cho ta trấn áp. Diệp Thần hạt châu này, chính là Bích Thủy khảm linh châu, linh phù chính là thì Vũ đổi linh phù. Cái này một châu một phù, bay đến nguyện vọng thiên tinh bầu trời, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Rào, rào, rào. Từng luồng nước suối, thật giống như không lấy tiền vậy, điên cuồng từ Bích Thủy khảm linh châu bên trong dòng nước chảy ra, như ngàn vạn điều thác nước vậy lăn xuống xuống, chìm ngập nguyện vọng thiên tinh từng cục đất đai. Nước này suối, mang hạt hoàng màu sắc, lại là hoàng tuyền thánh thủy. Lúc đầu viên này Bích Thủy khảm linh châu, đã bị Diệp Thần hoàng tuyền thánh thủy rèn luyện qua, có thể chảy ra liên tục không ngừng nước suối vàng. Nếu như là thông thường thủ đoạn, khó mà đem hàng loạt hoàng tuyền thánh thủy, bơm vào đến Nho Tổ nguyện vọng thiên tinh đi lên, nhưng lợi dụng Bích Thủy khảm linh châu, nhưng là có thể làm được một điểm này. Hạt châu này sử dụng một cái, là có thể chảy ra vô cùng hoàng tuyền thánh thủy, chìm ngập hết thảy. Nhất thời gian, nguyện vọng thiên tinh trên, vô số vương triều đế quốc, núi cao con sông, từng ngọn thần miếu đại điện, đạo quan bàn thờ Phật, rất nhiều tín ngưỡng tế đàn, đều bị vô cùng vô tận hoàng tuyền thánh thủy, hoàn toàn chìm ngập. Từ bên ngoài nhìn, đúng viên nguyện vọng thiên tinh, đã biến thành một viên sao thủy, tất cả địa phương cũng lâm vào là trạch quốc. Cái gì? Nho Tổ thấy vậy, nhất thời kinh hãi sắc mặt tái mét, không nghĩ tới Diệp Thần còn có trùng hợp như vậy hay thủ đoạn, có thể áp chế pháp bảo của hắn. Phải biết, nguyện vọng thiên tinh năng lượng, tới từ tín đồ khấn cầu, nhưng hiện tại, vô số hoàng tuyền thánh thủy bơm vào đi xuống, hàng tỷ tín đồ đều phải chết mất, tín ngưỡng ngọn nguồn liền bị cắt đứt, viên này thiên tinh muốn lâm vào là phế tinh. Nguyện vọng thiên tinh bên trong, rất nhiều tín đồ lật đật chạy đến trên núi cao, muốn né tránh Diệp Thần hoàng tuyền thánh thủy đánh vào. Nhưng, những thứ này núi cao, còn có hết thảy cao điểm, đột nhiên biến thành ao đầm. Vô số tín đồ rơi vào phù sa bên trong đi, lập tức không một tiếng động. Diệp Thần thì Vũ đổi linh phù, giờ phút này vậy phát huy ra uy lực. Tờ linh phù này, có thể biến ảo ao đầm, nếu như dùng để đối địch, trừ phi là đánh lén, nếu không rất khó có hiệu quả, lập tức liền bị người tránh ra. Nhưng, cái này ao đầm linh phù, dùng để đối phó thiên tinh loại pháp bảo, nhưng là đặc biệt thực dụng. Vô số ao đầm phù sa nhô ra, đủ để cho tất cả thiên tinh, rơi vào xa vào. Khoảnh khắc tới giữa, Nho Tổ viên này vô cùng chân quý, uy nghiêm vô lượng thiên tinh, thì có dấu hiệu hỏng mất. Đáng ghét. Nho Tổ có vẻ tức giận, thuộc tính tương khắc, hắn viên này thiên tinh, không sợ đao kiếm man lực đụng, chỉ sợ lũ lụt ao đầm như vậy ăn mòn. Cho ta lăn ra ngoài. Nho Tổ tức giận dị thường, linh lực bơm vào đến nguyện vọng thiên tinh trên, oanh một tí. Đem Diệp Thần Bích Thủy khảm linh châu và thì Vũ đổi linh phù, cũng dung đi ra ngoài. Nhưng, hắn viên này nguyện vọng thiên tinh, đã được lũ lụt nghiêm trọng đánh vào, trong thời gian ngắn sợ rằng không thể khôi phục. Diệp Thần, dám đả thương ta pháp bảo, ta muốn ngươi chết. Ta cầu nguyện, sấm sét vạn quân, chấn giết hết thảy. Nho Tổ dưới cơn giận dữ, một trường che trời, mãnh liệt oanh đánh tiếp. Vô cùng cuồng bạo sấm sét. Từ hắn lòng bàn tay nổ lên, so trước kia điên cuồng gấp mấy lần sấm sét hơi thở, từ trên trời hạ xuống, quay đầu hướng Diệp Thần và huyết thần lướt đi. Một trường này, Nho Tổ điều dụng nguyện vọng thiên tinh lực lượng. Nguyện vọng thiên tinh tuy gặp phải phá hoại, nhưng đã từng hàng tỷ tín đồ khấn cầu, tích lũy tín ngưỡng hơi thở, còn không có tiêu tán, hắn như cũ có thể vận dụng, chỉ là không dám quá mức cản rỡ thôi, nếu không nguyện vọng thiên tinh lập tức thì phải tan rã. Nhìn cái này vô cùng hung mãnh trưởng thế rơi xuống, Diệp Thần và huyết thần đều là thần sắc ngưng trọng. Ta để che ở một trưởng này, huyết thần tiền bối, nhớ mang ta rời đi. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, hiện ra một chút đoạn tuyệt vẻ. Rồi sau đó, Diệp Thần thu hồi hoang ma thiên kiếm, giơ tay phải lên, bàn tay bên trong, ùng ùng vang dội, vô
vô số phong lôi linh khí, điên cuồng đi hắn lòng bàn tay hội tụ đi. Ngay tức thì, Diệp Thần lòng bàn tay, ngưng tụ ra một viên màu xanh lôi cầu, điện mang đùng đùng, xanh xanh màu sắc tựa hồ sức sống bừng bừng, nhưng sau lưng nhưng mang kinh khủng sấm sét thiên uy. Viên này lôi cầu ngưng tụ ra, Diệp Thần trên mình sấm sét uy thế, lại có thể không thể so với Nho Tổ kém nhiều ít. Đây là... Huyết Thần thấy viên này lôi cầu, ánh mắt bộ dạng sợ hãi, nhớ lại một môn cổ xưa thần thông. Ngụy Thần Thuật, Đại Phong Lôi Bạo. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, tung người bay lên, trực diện Nho Tổ một trường, cả người có từng viên một thiên lôi hạt cát nổ bắn ra ra, trong tay phong lôi hình cầu, năng lượng cũng là hung vọt tới trình độ cao nhất. Đây là, Giả Cửu Thiên Thần Thuật, Gió Lớn Lôi Bạo. Nho Tổ nhất thời hoảng hốt, tự nhiên nhận ra Diệp Thần ngón này thần thông. Đây chính là trong truyền thuyết Gió Lớn Lôi Bạo, Giả Cửu Thiên Thần Thuật một trong, từ Hy Hoàng Lôi Ấn bên trong diễn hóa ra tới. Mặc dù uy lực tuyệt đối không thể cùng chân chính Hy Hoàng Lôi Ấn so sánh, nhưng cũng có khó lường thiên uy. Nho Tổ muốn thu bàn tay về, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Oanh! Diệp Thần Gió Lớn Lôi Bạo, hung hăng cùng Nho Tổ bàn tay va chạm. Hai người đều là sấm sét sát chiêu, sấm va chạm, nhất thời nổ lên vô cùng kinh khủng đợt khí. Từng luồng hung mãnh sấm sét, giống như con chăn cự long vậy lan truyền ra, ùng ùng biến dạng. Diệp Thần sau lưng Hồng Mông Đại Tinh Không, rất miễn cưỡng bị chấn bể, hóa thành hư không. Mà Nho Tổ thần điện bên trong, tất cả kiến trúc, trong nháy mắt bị phá hủy, liên quan vùng lân cận đỉnh núi rừng rậm, toàn bộ thành phế tích. Vô số chim thú vật, kinh hoàng gào khóc bốn vọt, rất nhiều thấp thế hệ đệ tử, bị sấm sét sóng trùng kích đạt tới, lập tức cả người co quắp, gân cốt phách ba vang dội, cả người bị nổ thành than cốc. Huyết Thần, Kim Nghê Thú. Lôi Yểm nhanh chóng lui về phía sau, vận công chống đỡ sấm chớp mưa bão đánh vào, thật may Lôi Yểm bản thân là thái ất chấn lôi xa khí linh, xóa bỏ liền nhiều lôi khí, ngược lại là không có ai bị thương. Mà Huyền Cơ Nguyệt nhưng là đứng không nhúc nhích, cả người cầm đái phiêu vũ, từng cái vận mệnh sông dài, đem tất cả sấm sét đánh vào, toàn bộ hòa tan hết. Thiên Tâm Kiếm Điệp đứng ở bên cạnh nàng, tự nhiên cũng là không bị thương. Phốc xích! Phốc xích! Mà đang nổ trung tâm, Diệp Thần và Nho Tổ, cũng là tại chỗ cuồng phún máu tươi, hơi có điểm chật vật lui về phía sau. Lão Tổ, không có sao chứ? Chí Huyền sắc mặt bị sợ trắng bệch, vội vàng đỡ Nho Tổ, hắn mới vừa ngay tại Nho Tổ bên người, Nho Tổ thay hắn chặn lại tất cả đánh vào, hắn cũng không có bị thương. Đáng chết! Nho Tổ cắn răng, chỉ cảm thấy ngực gian khí huyết sôi trào, lần này đánh vào chân thực không nhẹ. Nếu như nguyện vọng thiên tinh còn hoàn hảo nói, hắn có thể lập tức chữa thương, nhưng nguyện vọng thiên tinh cơ hồ bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy chìm ngập, ở không xua tan lũ lụt trước, hắn không dám tùy tiện vận dụng, nếu không quy luật tan vỡ, thiên tinh tan rã, tổn thất không cách nào tưởng tượng. Mà Diệp Thần bên này, bị thương lại là nghiêm trọng. Hắn thực lực, cuối cùng không đạt tới Nho Tổ, đem hết toàn lực vận dụng Gió Lớn Lôi Bạo, mặc dù thương tổn tới Nho Tổ, nhưng hắn bị thương nặng hơn. Gân cốt tạng phủ cơ hồ đều bị lôi điện tổn thương nặng, thân thể lảo đảo lắc lư, cơ hồ không có thể đứng, đã không có sức tái chiến. Không có sao chứ? Huyết Thần lật đật tới đây đỡ Diệp Thần. Còn chưa chết, tiếp theo dựa vào ngươi. Diệp Thần cắn răng, không ngừng dùng bát quái thiên đan thuật khôi phục thương thế, nhưng Nho Tổ sấm sét căn nguyên sát phạt, há là như thế dễ dàng chữa trị. Dù là hắn sức sống khủng bố, sinh mệnh lực cường thịnh, cũng không cách nào rất nhanh tu bổ. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần thương thế cũng không khả năng khôi phục, chỉ có thể dựa vào Huyết Thần. Được, chờ ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Huyết Thần xách ly hỏa kiếm, cưỡi Kim Nghê Thú, ngang nhiên hướng Nho Tổ lướt đi. Hiện tại Nho Tổ đã bị thương, chính là chém chết hắn thật tốt cơ hội. Nho Tổ sắc mặt đại biến, nếu như là đỉnh cấp tỷ thí, hắn tự nhiên không sợ Huyết Thần, nhưng hiện tại, hắn đang nhận được Diệp Thần Gió Lớn Lôi Bạo đánh vào. Chính là bị thương lực yếu thời điểm, nếu như chiến đấu, cũng không phải là Huyết Thần địch thủ. Lão Tổ, chú ý à! Chí Huyền hô kêu một tiếng, mắt gặp Huyết Thần hung uy lẫm lẫm, vội vàng tránh qua một bên, cũng không kể Nho Tổ an nguy. Phế vật! Nho Tổ có vẻ tức giận, mắng một tiếng. Suy! Mà lúc này, Huyết Thần trường kiếm đã đâm tới, khắc trời trong ly hỏa kiếm mũi nhọn, tuy không đạt tới vô thượng thiên kiếm. Nhưng phải đối phó bị thương dưới trạng thái Nho Tổ, nhưng cũng đủ rồi.
Nho Tổ sắc mặt âm trầm, ban đầu hắn một kiếm chặt đứt huyết thần cánh tay, hạng cường hãn vô địch, ngày hôm nay lại như vậy chật vật. Đều là thằng nhóc kia hại ta. Nho Tổ chỉ có thể lui về phía sau, né tránh huyết thần kiếm mang, ánh mắt có chút oán hận nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần vậy một tí gió lớn lôi bạo, thật là hung mãnh, nếu không phải bị gió lớn lôi bạo gây thương tích, hắn há sẽ như vậy suy sụp tinh thần. Tôn chủ, Lôi Yểm nhanh chóng đi tới Diệp Thần bên người, bảo vệ được hắn, lúc này Diệp Thần bị thương không nhẹ, so Nho Tổ còn nghiêm trọng hơn được hơn. Thậm chí nếu không phải Diệp Thần sinh mệnh lực khủng bố, chỉ sợ sớm đã chết. Huyền Cơ Nguyệt ở bên cạnh mắt lom lom, tình cảnh quả thực bất lợi. Diệp Thần cũng không hoảng loạn, sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, lại tế ra tất cả luân hồi huyền bi, sau lưng vậy hiện ra lục đạo luân hồi mâm hư ảnh, hắn tuy không lực tái chiến, nhưng cũng có sức tự vệ, Huyền Cơ Nguyệt muốn giết hắn, tuyệt không phải tùy tiện chuyện. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt nhìn Diệp Thần, siết chặt chặt trong tay thần La Thiên Kiếm, suy tính muốn không nên động thủ. Thiên Tâm Kiếm Điệp nói, nữ hoàng bệ hạ, muốn xuất thủ không? Vậy luân hồi chi chủ tổn thương nguyên khí nặng nề, chính là chúng ta thời cơ xuất thủ à? Huyền Cơ Nguyệt trong mắt lóe lên một tí, cuối cùng nhưng là lắc đầu một cái, nói không, còn chưa tới thời điểm xuất thủ, bên ngoài còn có hai con chuột một phát hiện thân. Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong hai người, còn tránh núp trong bóng tối, Huyền Cơ Nguyệt cũng không muốn là người khác làm đồ cưới. Bên kia, Nho Tổ ở huyết thần kiếm phong dưới sự bức bách, liên tiếp lui về phía sau, đã lui đến Nho Tổ thần điện Sơn Môn ra. Mắt gặp huyết thần vào ép khỏi bệnh chặt, Nho Tổ một tiếng hét điên cuồng, nói, hai vị khách quý che giấu ở chỗ này, còn muốn tránh tới khi nào? Tiếng nói rơi xuống, Nho Tổ tay trái vung lên, đánh về phía bên cạnh một nơi hư không. Khách lạt lạt, không gian vỡ vụn, hiện ra hai đạo thân ảnh. Chính là Yên Tịch Kiếm Linh cùng Công Giã Phong. Hai người bị phát hiện thân hình, sắc mặt trầm xuống, rút người ra lui về phía sau, tránh huyết thần kiếm khí. Nho Tổ cả giận nói, các ngươi muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, vậy nằm mộng, thật ép ta, chẳng qua mọi người cùng nhau chết. Nói xong, Nho Tổ sử dụng Nguyện Vọng Thiên Tinh, xem hắn hình dáng, tựa hồ là muốn tự bạo viên này thiên tinh, ngọc đá cùng vỡ. Truyền thuyết Nho Tổ một đại tông sư, lại có thể bị buộc đến tình cảnh này, buồn cười, buồn cười. Yên Tịch Kiếm Linh lạnh giọng châm chọc. Nho Tổ có vẻ lúng túng, nếu như Huyền Cơ Nguyệt thật chịu cùng hắn liên thủ, hắn há sẽ rơi vào này cùng tình cảnh. Hắn một mình tác chiến, đột nhiên bị Diệp Thần dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy, áp chế Nguyện Vọng Thiên Tinh, không có pháp bảo trợ lực, lại đi đối kháng Diệp Thần, huyết thần hai người liên thủ, nào có như thế dễ dàng. Hơn nữa, Diệp Thần còn luyện thành gió lớn lôi bạo. Cái này thật to ngoài hắn ý liệu. Hiện tại còn có thể kiên trì chưa ngã xuống, đã là rất không dễ dàng, lại bị Yên Tịch Kiếm Linh lên tiếng giễu cợt, hắn nội tâm chỉ hận không được giết người. Huyết Thần thấy Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong hai người hiện thân, sắc mặt đại biến, kiếm thế dừng lại. Nho Tổ đạt được thở dốc, bận bịu vận công điều chỉnh thương thế. Cái này hai tên, quả nhiên tới. Diệp Thần thấy hai người kia bóng người, cũng là thần sắc trầm xuống, vô cùng kiêng kỵ. Thế cục vốn cũng không lợi, còn tới hai cái thượng vị giả, vậy hắn và huyết thần liền nguy hiểm, hôm nay sợ rằng thật phải đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Bầu trời bí mật trong góc, Nhâm Phi Phàm thấy chiến cuộc biến hóa, hơi biến sắc mặt, bàn tay cầm chuôi kiếm, nói, hai cái âm hồn bất tán người, vẫn là được trước giải quyết hết bọn họ. Rất hiển nhiên, Nhâm Phi Phàm tùy thời chuẩn bị ra tay. Tô Mạch Hàn trầm giọng nói, người nói qua ngày hôm nay sẽ không nhúng tay. Nhâm Phi Phàm ngẩn ra, trầm mặc xuống, buông kiếm chuôi, yên lặng nhìn phía dưới. Yên Tịch Kiếm Linh quét nhìn toàn trường, lộ ra vẻ tự tin mỉm cười, nói, Công Giã tiên sinh, người đi đối phó Huyền Cơ Nguyệt, những người khác giao cho ta. Công Giã Phong sửng sốt một chút, nói, cái gì, người kêu ta đi đối phó Huyền Cơ Nguyệt. Yên Tịch Kiếm Linh gật đầu một cái, nói, ngươi trước kéo nàng, chờ ta chu diệt luân hồi chi chủ, lại tới cùng ngươi biết hợp. Nói xong, Yên Tịch Kiếm Linh cũng không cùng Công Giã Phong đáp ứng, thiên kiếm phong mang nổ lên, thẳng hướng Diệp Thần lướt đi. Này, Kiếm Linh đại nhân! Công Giã Phong trong bụng nóng nảy, biết Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí quá thịnh, nếu như đối chiến, hắn không có phần thắng, coi như mượn cấp trên khí vận uy áp, cưỡng ép trấn giết đối phương, mình chỉ sợ cũng có rơi xuống nguy hiểm. Nhưng
Lần trước hắn vi phạm mệnh lệnh, một mình xông vào Diệt Long Táng Địa, thiếu chút nữa gây thành đại họa, lần này nếu như lại kháng mệnh, sợ rằng Yên Tịch Kiếm Linh sẽ không bỏ qua hắn. Được, sớm nghe nữ hoàng uy danh, Huyền Cơ Nguyệt, ta tới hôm nay gặp ngươi. Công Giã Phong cắn răng một cái, đột nhiên phi thân lên, một chưởng hướng Huyền Cơ Nguyệt vỗ tới. Một chưởng này, sử xuất thẩm phán đạo pháp thần thông, có từng luồng hỗn độn vậy cho đen ánh sáng nổ lên, như trời trên thẩm phán hạ xuống, muốn thẩm vấn nhân gian hết thảy tội nghiệt nhân quả. Huyền Cơ Nguyệt chợt cảm thấy quanh thân khí cơ vào động, ngày xưa đã làm đủ loại tội, lại đầu óc bên trong không ngừng lướt qua, mưu sát luân hồi chi chủ, giam giữ luân hồi đại năng, hiến tế chư thiên sinh linh vân. Vân, cả đời tội nghiệt, lại có bị xét xử dấu hiệu, muốn hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng, đem thân thể mình đốt thành cho tẫn. Được, không hổ là thái thượng đạo pháp, thẩm phán thiên uy, quả nhiên có chút con đường. Huyền Cơ Nguyệt khen ngợi một tiếng, lui về phía sau một bước, thong thả, trước thả ra tử vi số mệnh thuật, vận mệnh sông dài lưu chuyển, đem trên mình tội nghiệt lửa áp chế xuống. Rồi sau đó, Huyền Cơ Nguyệt nhẹ bỗng vung ra một kiếm, chỉ hướng Công Giã Phong đầu vai. Một kiếm này chỉ là dò xét, dù sao đối phương là thượng vị giả, mặc dù tu vi so với thời kỳ tột cùng, rớt xuống 80%-90%, nhưng dẫu sao khí vận do ở đây, thực không thể khinh thường. Tuy là nhẹ bỗng một kiếm, nhưng ở Công Giã Phong trong mắt, một kiếm này mũi nhọn sắc bén, kiếm khí xâm nghiêm, thật là cả thiên địa vũ trụ đều có thể phá vỡ, khó mà hình dung ác liệt. Thần La Thiên Kiếm, quả nhiên sắc bén. Công Giã Phong không dám đón đỡ, nghiêng người tránh lui. Huyền Cơ Nguyệt cái này một tí dò xét, biết hắn sợ hãi mình binh khí, tâm thần nhất thời chấn định lại, linh khí rót kiếm, kiếm thế đại tăng, liền vòng tiến công. Công Giã Phong trong đầu nghĩ, người binh khí chân thực quá mức lợi hại, ta không cần phải cùng ngươi liều mạng, cùng kiếm linh đại nhân tới đây trợ trận là được. Ở tám đại thiên kiếm bên trong, Thần La Thiên Kiếm nhất là sắc bén, một chút xíu kiếm mang đều có thể phá giết vũ trụ, thật là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Công Giã Phong chỉ thủ chớ không tấn công, thân thể không ở di chuyển lén lút, né tránh Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí sát phạt. Huyền Cơ Nguyệt nháy mắt tới giữa, ngàn vạn kiếm chiêu liền vòng ám sát, nhưng từ đầu đến cuối không đả thương được Công Giã Phong. Nàng dựa vào thiên kiếm uy thế, tuy chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn giết tổn thương Công Giã Phong, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Đáng chết, tên này chỉ lo né tránh, ta bị hắn cuốn lấy, vậy cũng phiền toái. Huyền Cơ Nguyệt cảm thấy không ổn, ánh mắt nhìn về bên kia. Chỉ gặp Yên Tịch Kiếm Linh một kiếm chém về phía Diệp Thần, lại bị Huyết Thần ngăn trở, hai người chiến đấu. Huyết Thần đầu tóc bạc trắng tung bay, trên khuôn mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Tương lai năng lượng đã hoàn toàn chi nhiều hơn thu, tiêu hao quá lớn, quả quyết không phải Yên Tịch Kiếm Linh địch thủ. Huyền Cơ Nguyệt phỏng đoán lại qua một hồi, Huyết Thần liền phải bị giết, đến lúc đó, Diệp Thần vậy phải bị giết. Phải biết, Diệp Thần nhưng mà luân hồi chi chủ, ai giết hắn, ai là có thể cướp lấy luân hồi huyết mạch, nắm trong tay lục đạo luân hồi pháp, lấy được ngập trời đại khí vận. Huyền Cơ Nguyệt dĩ nhiên là muốn tự tay chu diệt Diệp Thần. Nhưng dưới mắt bị Công Giã Phong cuốn lấy, nhưng là không thể thoát thân. Lôi Yểm, người đi giúp Huyết Thần tiền bối. Diệp Thần thấy chung quanh hỗn loạn chiến cuộc, chợt cảm thấy nguy hiểm, chỉ sợ Huyết Thần phải bị Yên Tịch Kiếm Linh giết chết. Lôi Yểm xách cây đinh ba, vội vàng tiến lên trợ trận, nếu như Huyết Thần chết, vậy cái kế tiếp liền đến phiên Diệp Thần. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay, thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Ảo cảnh kết cục. Ta cuối cùng không thể tránh được sao? Diệp Thần mắt thấy chung quanh loạn chiến, mình bị thương dưới, lại không có lại năng lực chiến đấu, trong lòng không khỏi có vẻ nóng nảy. Bên kia Yên Tịch Kiếm Linh, lấy một chọi hai, đồng thời đối phó Huyết Thần Lôi Yểm, vẫn là khí định thần nhàn. Ở hắn thiên kiếm mũi nhọn dưới áp chế, Huyết Thần Lôi Yểm căn bản không có phản kích năng lực, chỉ có thể bị động phòng thủ, phỏng đoán không tới một nén nhang thời gian, liền muốn thua. Yên Tịch Kiếm Linh tuy ở kịch chiến, nhưng tâm tư hoàn toàn không có ở đây trên hai người, chỉ chú ý Diệp Thần. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần chính là hắn con mồi. Chỉ cần giết Diệp Thần, hắn là có thể cướp lấy luân hồi chi chủ tất cả khí vận cùng đạo pháp. Chờ ta giết luân hồi chi chủ, liền có thể thức tỉnh Hồng Thiên Kinh đại nhân. Yên Tịch Kiếm Linh như vậy tính toán, hắn giết Diệp Thần, không phải là vì mình, mà là vì Hồng Thiên Kinh. Hắn là Hồng Thiên Kinh binh khí,
hơi thở cùng chủ nhân tương thông, chỉ muốn thôn tính Diệp Thần huyết mạch, hắn liền có thể đem tất cả luân hồi năng lượng, trực tiếp đổ lỗi đến Hồng Thiên Kinh trên mình. Đến lúc đó, Hồng Thiên Kinh có thể trực tiếp hồi phục, đột phá phong ấn, liều chết xung phong đi ra. Một khi Hồng Thiên Kinh hồi phục, hạ xuống, cái gì Nho Tổ, cái gì Huyền Cơ Nguyệt, đều là con kiến hôi, trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ. Nhìn Diệp Thần quanh thân luân hồi huyền bi, Hoàng Tuyền đổ vân. Vân bảo vệ, Yên Tịch Kiếm Linh cũng biết muốn giết Diệp Thần, phải trả ra điểm giá phải trả. Nhưng, vì để cho chủ nhân hồi phục, hắn cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Chỉ cần Hồng Thiên Kinh hạ xuống, thậm chí lại nữa cần công giã phong con cờ này, dựa hết vào Hồng Thiên Kinh sức lực của một người, liền đủ để càn quét thiên nhân vực, hùng phách thiên hạ, cùng lấy thêm đến Long Uyên Thiên Kiếm, là được phi thăng hồi thái thượng thế giới, nặng hưởng tiên phúc, vạn cổ bất diệt. Nghĩ tới tương lai đủ loại chỗ tốt, Yên Tịch Kiếm Linh trong lòng nhiệt huyết hỗn loạn. Phí công ngoan cố kháng cự, thì có ích lợi gì? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Yên Tịch Kiếm Linh vung lên trường kiếm, kiếm mang bạo tăng, một cổ tàn bạo mất đi hơi thở, nhất thời cuốn sạch thiên địa, hình thành một cổ vô cùng kinh khủng gió bão, hướng Huyết Thần, Lôi Yểm gào thét đi. Huyết Thần Lôi Yểm hai người thần sắc chợt biến, vội vàng lui về phía sau. Nhưng, bọn họ tốc độ, làm sao có thể so với Yên Tịch Kiếm Linh kiếm? Nguy cơ sinh tử, Diệp Thần con ngươi co rút lại, kêu lên, chú ý. Cũng không lo tự thân an nguy, đột nhiên phi thân xông lên, ngăn ở Yên Tịch Kiếm Linh trước mặt. Suy, Yên Tịch Kiếm Linh trường kiếm mang kinh thiên gió bão, đánh vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần quanh thân luân hồi huyền bi, Hoàng Tuyền Đồ, nhất thời kịch liệt chấn động, lại là lập tức bị đánh được lùi về trong cơ thể hắn. Phốc xích, Diệp Thần vậy bị kịch liệt chấn động, miệng phun máu tươi. Diệp Thần, tôn chủ, Huyết Thần và Lôi Yểm kinh hoàng kêu to, e sợ cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Yên Tịch Kiếm Linh ha ha cười lạnh một tiếng, nói chết đến ập lên đầu, còn muốn cậy anh hùng. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, thấy hôm nay khó mà thoát thân, quay đầu nhìn Huyết Thần cùng Lôi Yểm một mắt, sau đó lại nhìn phía bầu trời. Hắn biết Nhâm Phi Phàm, khẳng định liền che giấu ở nơi nào đó, yên lặng quan sát chiến cuộc. Nhâm Phi Phàm tiền bối, đa tạ ngươi một mực chiếu cố, xin thứ cho ta ngày hôm nay phụ lòng. Diệp Thần hướng bầu trời, cao giọng kêu lên, đặc biệt kêu lên Nhâm Phi Phàm tên đầy đủ. Nhâm Phi Phàm, hắn cũng ở nơi đây. Yên Tịch Kiếm Linh nghe vậy, nhất thời thần sắc hoảng hốt, cầm kiếm tay run rẩy kịch liệt, ngay cả hô hấp đều rối loạn, hiển nhiên là kiêng kỵ tới cực điểm, vốn định một kiếm giết chết Diệp Thần, nhưng cái này hạ nghe được Nhâm Phi Phàm ba chữ, bàn tay lại run dữ dội hơn, một kiếm này vô luận như thế nào cũng để không đi ra. Diệp Thần quay đầu nhìn Huyết Thần, cười khổ một tí, nói, Huyết Thần tiền bối, trở về cùng Huyết Long nói một tiếng, ta thật xin lỗi hắn, còn nữa, và Tư Thanh các nàng vậy nói một tiếng, thật xin lỗi. Dừng một chút, lại hướng Lôi Yểm nói, Lôi Yểm. Lôi Yểm rung giọng nói, tôn chủ, ta ở. Diệp Thần sâu xa nói, có rảnh rỗi đi Lê Hoa Đảo một chuyến, thay ta hướng trên đảo cô gái nói một tiếng, ta thật xin lỗi nàng, nhưng, ta không hối hận, ngươi kêu nàng sống khỏe mạnh. Nói xong, cong ngón tay bắn ra, một món linh quang bắn vào Lôi Yểm đầu óc bên trong. Lôi Yểm thân thể chấn động một cái, nhất thời biết Lê Hoa Đảo vị trí. Cái đó trên đảo nhỏ, có một vị cô nương, trăm phương ngàn kế bảo vệ Diệp Thần, hết sức khuyên can Diệp Thần tham chiến, đáng tiếc Diệp Thần cuối cùng vẫn là phụ lòng nàng. Lôi Yểm kinh ngạc không nói ra lời. Diệp Thần sau khi phân phó xong chuyện, hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần đổi thành là một phiến yêu dị màu đỏ như máu, huyết mạch xu hướng tại sôi trào, trong cơ thể bộc phát ra một đạo làm chúng sanh sợ hãi hơi thở. Huyền yêu tinh máu, cháy. Giờ khắc này, đối mặt rơi xuống cục diện, Diệp Thần lại là cháy huyền yêu tinh máu. Phải biết, huyền yêu tinh máu cháy, sẽ cực lớn tổn thương thân thể, lấy Diệp Thần trước mắt trạng thái, cháy huyền yêu tinh máu, vậy cùng tự tìm cái chết vậy không việc gì khác biệt. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, hắn đừng không lựa chọn, cho dù chết, cũng phải kéo toàn trường kẻ địch chôn theo. Oanh! Một cổ kinh khủng lực lượng, từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Cương phong cuốn lên, Diệp Thần đem Huyết Thần và Lôi Yểm, cũng xa xa đưa đi. Diệp Thần! Tôn chủ! Huyết Thần Lôi Yểm hai người hô to, nhưng cảm thấy sau lưng không gian biến dạng, đó là Diệp Thần muốn đưa bọn họ rời đi.
À, lại còn có lá bài tẩy. Nhưng, chỉ bằng ngươi cái này lá bài tẩy, muốn lật bàn, sợ rằng còn chưa đủ. Yên Tịch Kiếm Linh thấy Diệp Thần tăng vọt khí thế, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức kiêng kỵ. Nhâm Phi Phàm còn không hạ xuống, coi như hắn ở chỗ này, vậy cưỡng bức quy tắc, không thể tham gia chứ. Không có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Yên Tịch Kiếm Linh lúc này vậy chấn định lại, thấy Nhâm Phi Phàm còn không xuất hiện, đoán chừng người sau bị quy tắc có hạn, là tuyệt đối không thể hiện thân. Nói cách khác, hắn có thể yên tâm giết chết Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần cháy huyền yêu tinh máu, khí thế bạo tăng, nhưng hắn đối với mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin, chỉ cần Nhâm Phi Phàm không ra tay, hắn có nắm chắc giết chết Diệp Thần. Hoàng lão, hồi phục đi. Diệp Thần trong lòng chợt quát, hắn dĩ nhiên là biết, muốn cho toàn trường kẻ địch chôn theo, dựa hết vào mình là không được. Cho nên, hắn kêu gọi Hoàng lão. Huyền yêu tinh máu năng lượng, mãnh liệt sôi trào, ở cổ lực lượng này ra chỉ xuống, Hoàng lão cũng là trực tiếp hồi phục. Ha ha, kêu ta ra tay, chỉ bằng ngươi thân thể hôm nay trạng thái, ngươi sợ rằng sẽ chết à? Hoàng lão cười lạnh một tiếng, nói. Ta không quan tâm, tới đi, ta cho dù chết, Nhâm tiền bối vậy sẽ thay ta nhặt xác, hắn sẽ thừa kế ta huyết mạch, tiếp quản luân hồi mộ địa. Diệp Thần đã làm xong phải chết quyết tâm, ngày hôm nay cho dù chết, vậy tuyệt không thối lui. Hắn võ đạo, chỉ có sát phạt mãnh vào, không có hoảng đạo lý. Rất tốt, ta cũng rất lâu không có hoạt động gân cốt. Hoàng lão ha ha cười một tiếng, lúc này tiếp quản Diệp Thần thân thể. Oanh! Ở Hoàng lão nhập vào người Diệp Thần một khắc, giữa trời đất gió bão cổn đáng, khó mà hình dung khủng bố đợt khí, từng tầng một thả ra ngoài. Đây là... Yên Tịch Kiếm Linh thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Mới vừa Diệp Thần, khí thế tuy tăng vọt, nhưng cũng ở đây hắn tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng cái này một tí, Diệp Thần thật giống như đổi một người tựa như, ánh mắt cũng đổi được già, mang mãi mãi uy nghiêm, tựa như thế gian cấm kỵ. Hủy diệt đạo ấn tự động phóng thích, tựa như không muốn tiền vốn vậy, từng tầng một phô tán đi ra ngoài, lại làm được bốn phía không gian sụp đổ, bầu trời phai mờ, có vô số cái hắc động bị nghiền ép đi ra, vòng xoáy hô hô lưu chuyển, làm người ta chấn động chỉ. Chuyện gì xảy ra? Bên kia Công Giã Phong, cảm nhận được Diệp Thần kinh khủng hơi thở, cũng là ngẩn ngơ. Ở hắn thất thần thời điểm, Huyền Cơ Nguyệt lại không có nhân cơ hội công kích, bởi vì, nàng vậy ngây dại, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần, cả người hơi thở kinh khủng, thật là vượt qua Thái Thượng Thiên Ma, để cho người nhìn một cái, liền từ trong đáy lòng cảm thấy chấn động phố, muốn phải quỳ xuống thần phục. Thằng nhóc này chuyện gì xảy ra? Nho Tổ vậy kinh hãi, bỗng nhiên đứng dậy. Huyết Thần và Lôi Yểm cũng là ngơ ngác nhìn, sau lưng không gian khí lưu co rút lại, muốn mang bọn họ truyền tống rời đi, nhưng bọn họ cưỡng ép kháng cự. Hiện tại Diệp Thần trên mình khí thế, vô cùng là hung mãnh cuồng bạo, vô cùng sấm gió năng lượng, dần dần đi hắn lòng bàn tay hội tụ đi. Một viên màu xanh lôi cầu, nhanh chóng ở Diệp Thần lòng bàn tay thành hình. Không tốt, là lớn phong lôi bạo, chạy mau. Nho Tổ thấy vậy, kinh hãi được tột đỉnh, một tiếng hò hét, mình dẫn đầu chạy ra ngoài. Hắn rất rõ ràng gió lớn lôi bạo uy lực, trước Diệp Thần thi triển, đều lợi hại như vậy, hiện tại Diệp Thần khí thế tăng vọt không biết nhiều ít lần, cử động nữa dùng gió lớn lôi bạo, vậy đơn giản là muốn hủy thiên diệt địa. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, hắn giờ phút này đạt được Hoàng lão phụ thể, dĩ nhiên là không phải chuyện đùa. Gió lớn lôi bạo vốn chính là Hoàng lão đã từng tu luyện qua thần thông, do Hoàng lão tự mình thi triển, uy lực đủ để bạo diệt thiên địa, oanh phá nhật nguyệt, trừ phi Nhâm Phi Phàm hy hoàng lôi ấn đích thân tới, nếu không nói riêng về sấm sét sát thương, thế gian không người có thể sánh bằng. Giả cửu thiên thần thuật, gió lớn lôi bạo. Yên Tịch Kiếm Linh nhìn viên kia màu xanh lá cây lôi cầu, cũng là chấn động phố tới cực điểm. Không tốt, tiểu điệp, chúng ta đi mau. Huyền Cơ Nguyệt nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức mang Thiên Tâm Kiếm Điệp, nhanh chóng thoát đi. Đáng chết! Yên Tịch Kiếm Linh khẽ cắn răng, lật đật lắc người một cái, nắm lên Công Giã Phong, sau lưng mất rơi thời không cảnh tượng nổi lên, liền chuẩn bị nhảy thời không rời đi. Gió lớn lôi bạo, cho ta trấn áp. Diệp Thần trong tay lôi cầu thành hình, đột nhiên quát to một tiếng, bàn tay chấn rơi, lôi cầu bắn ra, ở giữa không trung nổ. Oanh!
vô cùng kinh khủng sấm chớp mưa bão, giống như hàng tỷ ngôi sao bạo diệt, trong nháy mắt trên không trung nổ tung. Ngập trời khí lãng nổ, đem ở giữa thiên địa, tất cả tồn tại, toàn bộ phá hủy. Vạn dặm trong phạm vi, bầu trời, mặt đất, rừng rậm, con sông, thành trì, thôn trang, lâu vũ, hết thảy kiến trúc, toàn bộ im hơi lặng tiếng, lập tức bị lau sạch. Sấm chớp mưa bão đánh vào đợt khí quét qua, hết thảy tồn tại, đều phải tan thành mây khói. Chín tầng trời trên bầu trời tinh thần, cũng rất miễn cưỡng bị chấn bể, hóa thành vô số sao băng rơi xuống xuống. Đi! Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm, vậy được đánh vào. Tô Mạch Hàn sợ Nhâm Phi Phàm tham gia, lập tức kéo hắn rời đi. Mặt đất rạn nứt, dưới đất nham thạch nóng chảy dâng trào. Nho tổ thần điện bốn phía, đã thành một phiến luyện ngục vậy thế giới. Phốc xích, phốc xích. Ở to lớn sấm chớp mưa bão bên trong, Nho tổ, Huyền Cơ Nguyệt, Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong, đều bị liền một chút ảnh hưởng đến, rối rít hộc máu. Thật may bốn người né tránh nhanh hơn, mặc dù bị thương, nhưng cuối cùng không có bị nổ chết. Đi mau. Yên Tịch Kiếm Linh mang Công Giã Phong, vội vàng một cái thời không nhảy, chạy trốn xa đi. Huyền Cơ Nguyệt nguy cấp bên trong, bày ra trùng trùng thiên phù, cuối cùng tan rã hàng loạt sấm chớp mưa bão đánh vào, bị thương nhẹ nhất. Đi. Nàng cũng không dám lưu lại, vội vàng mang Thiên Tâm Kiếm Điệp rời đi. Mà Nho Tổ, nhưng là bị thương nặng nhất. Hắn bản thân thì có thương thế, lại bị sấm chớp mưa bão đánh vào một tí, nửa bên thân thể cũng vỡ nát, tạng phủ chấn động, máu tươi nôn mửa liền liền. Đáng chết. Nho Tổ cắn răng nghiến lợi, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, nửa bên thân thể không lành lặn chật vật trốn về thiên tinh bên trong đi. Ở sấm chớp mưa bão chấn động hạ, trên thiên tinh hoàng tuyền lũ lụt, lật ra ngàn vạn nặng sóng lớn, giống như ngày tận thế. Nhưng thật may, viên này thiên tinh địa mạch căn cơ do ở đây, hắn chạy tới thiên tinh hạch bên trong đi, viên này thiên tinh hóa thành một viên bụi bẩm, cấp tốc phóng chui đi. Nghĩ đến hôm nay ước chiến, lưỡng bại câu thương, hắn nội tâm vô cùng tức giận. Hắn Nho Tổ thần điện, đạo tràng là hoàn toàn hủy diệt, nguyện vọng thiên tinh muốn xua tan lũ lụt, phục hồi như cũ, cũng cần không ít thời gian. Tổn thất của hắn, có thể nói vô cùng to lớn. Luân hồi chi chủ, thật là ác độc thủ đoạn à, trước khi chết cũng muốn kéo ta chôn theo. Đáng tiếc, người cuối cùng là chết, ta còn sống. Nho Tổ cắn răng nghiến lợi, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Duy nhất để cho hắn cao hứng, chính là Diệp Thần chết. Kinh khủng như vậy sấm chớp mưa bão, liền Diệp Thần tự thân vậy bị liên lụy. Nho Tổ cũng không có lại cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, muốn đến là tan thành mây khói, cặn bã đều không còn dư lại. Chỉ là, không có thể chính mắt nhìn thấy thi thể, Nho Tổ trong lòng tóm lại có chút bất an. Mà Nho Tổ thần điện bên kia, huyết thần kịp thời đem Lôi Yểm và Kim Nghê Thú, đẩy nhập không gian trong lối đi, để cho bọn họ truyền tống rời đi. Nhưng chính hắn, chậm một bước, bị sấm chớp mưa bão nghiêm trọng đánh vào, trực tiếp mới ngã xuống. Trăm ngày ước hẹn, thẳng đến kết thúc. Kết cục, là lưỡng bại câu thương. Nho Tổ thần điện, đã bị san thành bình địa, chu vi vạn dặm cũng không thấy được một chút sinh linh tồn tại, triệt để hoang vu một phiến, lâm vào là phế tích. Cũng không biết trải qua bao lâu, huyết thần tỉnh lại, từ trong phế tích vùng vẫy bỏ dậy. Hắn huyết mạch bất tử bất diệt, sấm chớp mưa bão tuy mạnh hãn, nhưng không có thời gian đầu tiên giết chết hắn, hắn lưu lại một hơi, liền tự đi phục hồi như cũ. Diệp Thần, ngươi ở đâu? Huyết Thần ngơ ngác nhìn bốn phía, tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Nhưng, đừng nói Diệp Thần, hắn liền một con chuột, một con sâu cũng không thấy. Chung quanh hết thảy, toàn bộ đều bị nổ thành cho tàn, liền lớn một chút hạt cát đều không lưu lại. Bầu trời sấm sét, giáng xuống mưa to. Cái này mưa, lại là mưa máu, tựa như bầu trời khắp huyết nước mắt. Đầy trời mưa máu, tung bay lên cao. Bầu trời mưa máu, đây là điềm đại hung. Huyết thần lảo đảo lắc lư đứng dậy, tắm mưa máu, nội tâm cực đoan bất an. Bầu trời mưa máu, đây chỉ có là thân cái đại khí vận người, rơi xuống thời điểm, mới phải xuất hiện dị tượng. Hôm nay, mưa máu lay động, tựa như biểu thị Diệp Thần chết. Huyết thần không dám tin tưởng. Từng bước tập tễnh, tìm kiếm bốn phía phế tích, hy vọng có thể tìm được Diệp Thần. Coi như không gặp người sống, ít nhất cũng phải tìm được điểm hài cốt. Nhưng, một phen tìm kiếm hạ, huyết
huyết thần trừ cho tàn bên ngoài, cái gì cũng không tìm được. Vậy gió lớn lôi bạo, uy thế quá đáng sợ, chân chính bạo diệt hết thảy, phá hủy hết thảy, tất cả tồn tại, cũng tan thành mây khói, trở thành bụi bặm. Nếu như là bên ngoài người đi tới nơi này, căn bản không nhìn ra nguyên bản Nho Tổ Thần Điện hình dáng, một chút dấu vết đều không lưu lại, nơi này chỉ còn lại khắp nơi cho tàn mà thôi. Chẳng lẽ, Diệp Thần đã chết? Huyết Thần ngẩn ra, một trái tim nhất thời lạnh xuống. Cẩn thận bấm ngón tay suy tính, Huyết Thần muốn bắt Diệp Thần nhân quả. Nhưng, cái gì nhân quả hơi thở, hắn cũng không có phát hiện. Thậm chí liền đơn giản nhất sinh mạng chập chờn, cũng không có cảm ứng được. Diệp Thần, phảng phất từ ở giữa thiên địa, hoàn toàn biến mất. Không, sẽ không. Huyết Thần cắn răng, khó mà tiếp nhận thực tế, lại đang chu vi vạn dặm trong phế tích, khổ khổ tìm kiếm 7 ngày, nhưng từ đầu đến cuối không gặp Diệp Thần một chút cho cốt. Hắn tâm tình, càng ngày càng lạnh. Lo sợ không yên dưới, Huyết Thần biến dạng hư không, trở lại huyết tử ngục. Mà ở Huyết Thần rời đi không lâu sau, có 4 đạo thân ảnh, hạ xuống đến Nho Tổ Thần Điện phế tích. Cái này 4 đạo thân ảnh, chính là Nho Tổ, Huyền Cơ Nguyệt, Yên Tịch Kiếm Linh, Công Dã Phong. Lúc này khoảng cách đại chiến kết thúc, thật ra thì đã qua đã mấy ngày, đám người hơi thở khôi phục, người người trạng thái đều là đỉnh cấp. Nhìn trước mắt phế tích vậy cảnh tượng, còn có bầu trời mưa máu mềm mại kỳ cảnh, 4 sắc mặt người đều là ngưng trọng, thấy giữa hai bên bóng người, lại mang vẻ kiêng kỵ. Trận đại chiến này, coi như là lưỡng bại câu thương, không biết luân hồi chi chủ thằng nhóc kia, có phải là thật hay không chết. Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt quét nhìn toàn trường, ngưng thần cảm ứng dưới, lại không bắt được Diệp Thần nhân quả hơi thở. Công Dã Phong nói, trên trời hạ xuống mưa máu, điềm đại hung, biểu thị có đại khí vận người chết, muốn đến vậy luân hồi chi chủ cũng đã chết. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, không có thấy hắn hài cốt, ta không tin tên kia bỏ mình. Yên Tịch Kiếm Linh lạnh lùng nói, Huyền cô nương, vậy ngươi ý như thế nào? Muốn cùng nhau liên thủ suy diễn thiên cơ, điều tra thằng nhóc kia sống chết rơi xuống. Huyền Cơ Nguyệt khẽ vuốt cằm, nói, nên làm như vậy, liên hiệp chúng ta 4 người lực lượng, giữa thiên hạ không có đẩy không tính ra nhân quả. Nho Tổ khoát tay, nói, chậm, để an toàn, không bằng dùng ta nguyện vọng thiên tinh, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. 3 người vừa nghe, đều là hơi sững sờ, không nghĩ tới Nho Tổ còn chịu cầm ra nguyện vọng thiên tinh. Nguyện vọng thiên tinh ngôi sao này, tín ngưỡng niệm lực vô cùng là bàng bạc, nếu như 4 người hợp lực thúc giục, đủ để dung chuyển chư thiên nhân quả, thấy rõ quá khứ vị lai, điều tra ra hết thảy muốn điều tra đồ. Yên Tịch Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, nói, ngươi chịu như vậy, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Đám người lẫn nhau tới giữa tồn tại ân oán, nhưng điều tra Diệp Thần sống chết, là dưới mắt đại sự hạng nhất, cho nên đè xuống cửu hận, đều có muốn ý hợp tác. Nho Tổ khẽ mỉm cười, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, nhưng gặp viên này trên thiên tinh, khắp nơi đều là lũ lụt, một phiến tai họa thế giới. Ta ngôi sao này, bất hạnh bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn mòn, xin các vị giúp ta xua tan lũ lụt, điều tra nữa luân hồi chi chủ sống chết không muộn. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, là luân hồi chi chủ đồ sắc bén, đặc biệt khắc chế cái loại này thiên tinh loại pháp bảo, nạn lụt một chìm đi qua, lợi hại hơn nữa tinh thần đều phải tiêu diệt. Nếu như chỉ là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, Nho Tổ cũng không ý kỵ, bởi vì lấy Diệp Thần tu vi, vẫn không thể đem Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đầu đưa đến hắn trên thiên tinh, nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần không biết từ nơi nào đạt được một viên bích thủy khảm linh châu, lại phối hợp Hoàng Tuyền Thánh Thủy sử dụng, hạt châu vừa chuyển, biển khơi thác nước vậy nước suối vàng nghiêng ngã xuống, vậy thì thật là ngăn cản cũng không cản được. Đầy trời tinh Hoàng Tuyền Thánh Thủy, chân thực để cho Nho Tổ vô cùng nhức đầu. Hiện tại hắn đem nguyện vọng thiên tinh lấy ra, là muốn cho đám người liên thủ, thay hắn xua tan lũ lụt. Huyền Cơ Nguyệt nói, ha ha, Nho Tổ, ngươi chỉ tính theo ý mình không tệ, còn muốn bảo chúng ta xuất lực, vì ngươi xua tan Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Nho Tổ nói, ta cũng chỉ là vì điều tra luân hồi chi chủ sống chết thôi, dùng ta nguyện vọng thiên tinh, nhất cho thỏa đáng làm, đừng thủ đoạn, đều có lậu coi là nguy hiểm. Yên Tịch Kiếm Linh nghe được Nho Tổ lời này, khẽ gật đầu. Nói, hắn lời nói này không sai, luân hồi chi chủ thân phận không phải chuyện đùa, nếu như có người ở sau lưng thay hắn che giấu thiên cơ, thí dụ như cái đó Nhâm Phi Phàm, vậy thì không dễ nhìn rõ, bắt đầu sử dụng nguyện vọng thiên tinh mà nói,
có thể xuyên qua hết thảy sương mù dày đặc và giả tạo thủ đoạn, nhâm phi phàm tới đều vô dụng. Bên cạnh Công Giã Phong, nghe được Yên Tịch Kiếm Linh nhớ không quên nhâm phi phàm, trong đầu nghĩ, Kiếm Linh đại nhân nhiều lần thua ở nhâm phi phàm dưới quyền, người này đã thành ác mộng của hắn, nếu không chém chết, tất thành tâm ma, nhưng muốn giết chết cái họ kia đảm nhiệm, lại nói dễ vậy sao? Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ nghe được nhâm phi phàm ba chữ, đều là trong lòng rét một cái. Yên Tịch Kiếm Linh nhìn về Công Giã Phong, nói Công Giã tiên sinh, xin phiền ngươi ra tay, xua tan vậy nguyện vọng thiên tinh lên lũ lụt. Công Giã Phong đáp một tiếng, lập tức thi triển ra thần diệt thiên chiếu công, một vòng màu đen mặt trời bay lên, thả ra nóng bỏng hủy diệt ánh mặt trời. Từng luồng hủy diệt ánh mặt trời, soi ở nguyện vọng thiên tinh trên. Trên thiên tinh hoàng tuyền lũ lụt, bị ánh mặt trời chiếu, nhất thời suy suy bốc hơi, mà thiên tinh bề mặt trái đất không bị thương, liền một cọng cỏ mộc đều không bị phá hoại. Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy, trong lòng trầm xuống, cũng muốn, người này thần diệt thiên chiếu công, sức lửa càng ngày càng tinh xảo, quả thực không dễ đối phó. Dần dần, hoàng tuyền lũ lụt toàn bộ bị bốc hơi hết, nguyện vọng thiên tinh khôi phục nguyên dạng, từng ngọn thần miếu tế đàn, lại lần nữa đổi thành sức sống, rất nhiều tín đồ bắt đầu khấn cầu, mình mông niệm lực dâng trào. Huyền Cơ Nguyệt vậy đánh ra một món tử vi linh khí, để cho nguyện vọng thiên tinh hơi thở, hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, muốn thật 100% tra rõ luân hồi chi chủ sống chết, chỉ có thể là dựa vào nguyện vọng thiên tinh. Nho Tổ thấy nguyện vọng thiên tinh khôi phục, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, trong lòng đại hỉ, chắp tay nói, nữ hoàng đại nhân, Kiếm Linh các hạ, Công Giã tiên sinh, đa tạ tương trợ, như vậy, chúng ta lập tức động thủ, điều tra vậy luân hồi chi chủ nhân quả. Dứt lời, Nho Tổ vẫy tay sử dụng nguyện vọng thiên tinh, để cho viên này thiên tinh, trôi lơ lửng ở trong bốn người gian. Ta cầu nguyện, khám phá luân hồi, thấy rõ sống chết. Nho Tổ bàn tay hư không đè xuống, hiển thị lớn thể nguyện, điều động toàn bộ nguyện vọng thiên tinh tín ngưỡng niệm lực. Trong thoáng chốc, toàn bộ nguyện vọng thiên tinh tín ngưỡng hơi thở, hóa thành một đạo kim quang, phóng lên cao, tựa hồ muốn xông phá trùng trùng thiên cơ trói buộc, thấy rõ quá khứ vị lai nhân quả. Yên Tịch Kiếm Linh, Huyền Cơ Nguyệt, Công Giã Phong ba người, vậy vội vàng thả ra tự thân linh khí, bơm vào đến nguyện vọng thiên tinh bên trong. Ở bốn người linh khí toàn lực bơm vào hạ, nguyện vọng thiên tinh kịch liệt chấn động đứng lên, ánh sáng bùng nổ đến mức tận cùng. Từng luồng ánh sáng, cơ hồ phải đem bầu trời xông phá, cuối cùng vô số thần quang hội tụ, hóa thành một bức tranh. Bức họa này mặt, nhưng là Diệp Thần sau cùng hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Diệp Thần tay cầm gió lớn lôi, đột nhiên nổ. Ở đó động trời sấm chớp mưa bão bên trong, Diệp Thần tan thành mây khói, liền cặn bã cũng không có còn dư lại. Mà bức họa này mặt tiêu tán sau đó, lại không có bức thứ hai hình ảnh nổi lên, thậm chí liền một chút nhân quả, một chút sinh mạng hơi thở, cũng không có. Hoàn toàn sau khi mất đi tiếp theo. Nho Tổ, Huyền Cơ Nguyệt, Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong thấy một màn này, đều là mở to hai mắt. Không có đến tiếp sau này, vậy thì đồng nghĩa với, Diệp Thần sinh mạng, vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này. Hoàn toàn chết. Một chút xíu sinh mạng nhân quả, cũng dò xét không tới. Hắn thật đã chết rồi. Đáng tiếc. Yên Tịch Kiếm Linh yếu ớt thở dài. Diệp Thần là luân hồi chi chủ, huyết mạch khí vận bao trùm chư thiên, nếu như tự tay giết chết hắn, đem hắn chiếm đoạt, sẽ có được thiên đại chỗ tốt. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nổ bỏ mình, một ít đồ đều không lưu lại, nơi có khí vận máu tươi cũng tiêu tán ở giữa trời đất, thật sự là lãng phí đáng tiếc. Yên Tịch Kiếm Linh trong lòng, tự nhiên có chút khó chịu, hắn còn muốn lợi dụng Diệp Thần huyết mạch, hồi phục Hồng Thiên Kinh. Bất quá, đáng tiếc quay về đáng tiếc, có thể giải quyết lớn như vậy một cái tai họa ngầm, vậy coi là không uổng công. Nho Tổ vui vẻ cười to, nói, được, rất tốt. Luân hồi chi chủ, quả nhiên chết, ta nguyện vọng thiên tinh xuyên qua vạn giới, đều không phát hiện hắn nhân quả, trừ phi hắn đi thái thượng thế giới, nếu không hắn tuyệt đối là chết, cho cốt đều không còn dư lại, ha ha ha. Luân hồi chi chủ ở hắn Nho Tổ thần điện chết, hắn sơn môn bên trong nhiều hơn thiếu thiếu xính chút quang, sau này đạo thống có thể phát huy, chỗ tốt quả thực không nhỏ. Thật đã chết rồi sao? Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt một hồi hoảng hốt, trong lòng luôn là có chút bất an.
nàng kiếp trước thiếu chút nữa và luân hồi chi chủ quen biết hiểu nhau, hai người quan hệ chân thực không phải chuyện đùa, nhân quả liên lạc cũng là thiên ti vạn lũ. Tuy nói thấy nguyện vọng thiên tinh kết quả, Diệp Thần đích xác là bỏ mình, một chút đến tiếp sau này tin tức cũng bị mất, chết được không thể chết lại. Nhưng, mơ hồ tới giữa, Huyền Cơ Nguyệt luôn cảm giác Diệp Thần còn sống. Đây là một loại số mệnh vậy cảm giác. Nho Tổ cười nói, luân hồi chi chủ sống chết, đã hoàn toàn điều tra rõ, các vị còn muốn lưu lại sao? Cần ta gọi các vị. Yên Tịch Kiếm Linh hừ một tiếng, vung tay lên, nói chúng ta đi. Sau đó, liền dẫn Công Giã Phong rời đi. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt tâm trạng phức tạp, vừa xoay người rời đi. Đợi được đám người sau khi đi, Nho Tổ ha ha cười một tiếng, trong mắt có hùng tâm tráng trí thần sắc. Luân hồi chi chủ ở hắn sơn môn chết, mặc dù cái gì đều không lưu lại, nhưng hắn đạo thống, luôn có thể dính một chút luân hồi khí vận. Ta cầu nguyện, thần điện xây lại, đạo thống khôi phục. Nho Tổ nhìn bốn phía phế tích, ngược lại là thong thả, thúc giục nguyện vọng thiên tinh, rất nhiều xuống đại nguyện vọng. Kỳ tích vậy một màn xuất hiện, Nho Tổ nguyện vọng rất nhiều đi xuống, một cổ minh mông tín ngưỡng niệm lực, nhất thời bao trùm chu vi vạn dặm. Từng ngọn thần điện kiến trúc, giống như thần tích vậy vô căn cứ nhô ra, khoảnh khắc tới giữa, Nho Tổ thần điện lại khôi phục nguyên dạng, một chút xíu dấu vết hư hại cũng không có, tựa như nơi này cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua đánh nhau. Đây chính là nguyện vọng thiên tinh lợi hại, đủ để thay đổi thực tế quy luật, để cho hủy diệt phế tích, lần nữa khôi phục nguyên vẹn. Đáng tiếc không thể làm người chết tô sinh. Nho Tổ nhìn nguy nga sơn môn kiến trúc, nhưng lại trống rỗng không có người nào, trong lòng có chút thổn thức. Nguyện vọng thiên tinh có thể để cho phế tích phục hồi như cũ, nhưng không thể để cho người chết sống lại, trừ phi và luân hồi huyết mạch kết hợp, nắm giữ lục đạo luân hồi pháp, nghịch chuyển sống chết luân hồi, mới có sống lại người chết có thể. Nhưng, luân hồi chi chủ đã chết, trong truyền thuyết lục đạo luân hồi pháp, muốn đến vậy hoàn toàn chôn vùi, không biết tung tích. Mà lúc này huyết thần, đã biến dạng hư không, trở lại huyết tử ngục bên trong. Huyết tử ngục bên trong, bầu không khí một phiến âm trầm. Ngụy Dĩnh, Kỷ Thư Thanh, Khúc Trầm Vân, Lội Hiểm, Kim Nghê Thú, đều ở chỗ này. Mọi người thấy huyết thần trở về, cũng không có lên tiếng, yên lặng cúi đầu. Kỷ Thư Thanh và Ngụy Dĩnh hai cô gái, khóe mắt thậm chí mang nước mắt ý. Huyết thần miễn cưỡng gạt bỏ vẻ mỉm cười, nói các ngươi không hỏi một chút ta, Diệp Thần ở nơi nào không? Lội Hiểm trầm giọng nói, không cần hỏi. Tôn chủ đã chết. Huyết thần nụ cười cứng đờ, nói, ngươi làm sao biết? Vậy sấm chớp mưa bão tuy lợi hại, nhưng ta không tìm được hắn thi thể, hắn có thể còn sống. Lôi Yểm nói, ta là Thái Ất Chấn Lôi Xa khí linh, Thái Ất Chấn Lôi Xa ở tôn chủ trong tay, nếu như hắn thật còn sống, vô luận hắn ở nơi nào, ta cũng có thể cảm ứng được hắn hơi thở. Nhưng, ta bắt không tới hắn tồn tại, thậm chí liền Thái Ất Chấn Lôi Xa cũng không có ở đây. Sợ là cũng hủy diệt ở đó sấm chớp mưa bão đánh vào dưới. Hắn lời nói này nói ra, Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh mặc dù trong lòng đều là vạn phần khẳng định Diệp Thần còn sống, nhưng đều là không khống chế được yên lặng rơi lệ. Hai cô gái tự nhiên vậy định suy diễn, tìm Diệp Thần tung tích, các nàng và Diệp Thần quan hệ không cạn, nếu như Diệp Thần còn sống, các nàng nhiều hơn thiếu thiếu có thể bắt được một chút sinh mạng chập chờn. Nhưng, các nàng cũng không có cảm nhận được bất kỳ Diệp Thần hơi thở. Vốn là các nàng còn có một chút may mắn, nhưng Lôi Yểm lời này nhưng tựa như phá vỡ bọn hắn ảo tưởng. Giữa trời đất đã mất Diệp Thần hơi thở, hết thảy nhân quả cũng không tìm được, vậy Diệp Thần dĩ nhiên là bỏ mình. Huyết thần trầm mặc xuống, cúi đầu không nói ra lời, hắn chính mắt gặp qua bầu trời mưa máu dị tượng, càng bằng chứng Diệp Thần chết. Vừa nghĩ tới Diệp Thần chết đi, huyết thần nhất thời tim như cho tàn, tinh thần hoảng hốt, hoàn toàn chưa từng nghĩ kết cục này. Hắn nghĩ tới mình sẽ chết, nhưng cũng chưa từng nghĩ Diệp Thần sẽ hy sinh. Thay tôn chủ lập khối bia đi. Hồi lâu, Lội Hiểm thấp giọng đề nghị. Đám người nghe, cúi đầu thương cảm, cũng không nói gì. Ta tới lập đi. Hồi lâu, huyết thần run giọng mở miệng, nhưng là lệ rơi đầy mặt. Lội Hiểm mừ một tiếng, yên lặng lui qua một bên. Huyết thần run lẩy bẩy đưa tay ra, nhưng phát hiện bàn tay hiện đầy nếp nhăn. Lại sờ sờ mặt gò má, cũng là nếp nhăn trùng trùng. Đã từng là tóc đen, giờ phút này toàn bộ trắng như tuyết. Trận chiến này, hắn vậy tổn thất thảm trọng,
tương lai chi nhiều hơn thua quá nghiêm trọng, đã đi về phía suy hủ. Già nua huyết thần, bàn tay khô gầy run run, hội tụ trong thiên địa mậu thổ tinh khí, ngưng tụ thành một khối đá bia. Rồi sau đó, hắn run rẩy giơ ngón tay lên, ở trên bia đá khắc xuống liền 6 chữ. Luân hồi chi chủ vạn cổ. Mộ bia lập được, huyết thần là Diệp thần tạo một cái mộ chôn quần áo và di vật, yên lặng ở trước mộ bia đặt chân. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, cũng là yên lặng ở trước mộ bia rơi lệ. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì, cái này lập bia tế bái kết cục, hắn ở trong ảo cảnh gặp qua. Ảo cảnh bên trong, Diệp thần bỏ mình. Nhưng thực tế đâu? Không người biết. Cùng lúc đó, tinh tuyền vực. Trên bầu trời, một người thanh niên ngồi một tòa phi thuyền chậm rãi từ trời cao hạ xuống. Hắn nhìn chung quanh xa lạ hết thảy, thần sắc ngưng trọng. Cũng không biết điện chủ ở nơi nào. Nếu không phải Phục Ma Điện biết chuyện nghiêm trọng, lấy hết thảy tài nguyên giúp ta bước vào tinh tuyền vực, ta có thể liền thấy điện chủ tư cách cũng không có. Bất quá đưa tin ngọc bội ở tinh tuyền vực ngược lại là có một chút chập chờn, chỉ bất quá năng lượng quá nhỏ, muốn thời gian ngắn liên lạc với điện chủ vẫn là tương đối khó khăn. Một cái có chút râu nam tử trầm giọng nói. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện nam tử này chính là bị mình phái đi Hoa Hạ Diệp Lăng Thiên. Mà hôm nay Diệp Lăng Thiên lại đã tới vực ngoại. Bỗng nhiên, phi thuyền chấn động, hiển nhiên bên trong linh thạch đã hao hết. Diệp Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, quanh thân linh lực phun trào, ngay tức thì từ trời cao rơi xuống. Chỉ là, Diệp Lăng Thiên hồn nhiên không biết mình nhà địa phương, chính là tinh tuyền vực lánh đời chi địa ám vực. Bất quá hôm nay ám vực ngược lại là và đã từng có nơi khác biệt, Diệp thần quật khởi, dần dần ảnh hưởng ám vực, Cố gia trở thành ám vực nhất thế lực cường đại, thậm chí mơ hồ nắm trong tay ám vực. Mà Cố gia gia chủ Cố Bắc Hành bởi vì mất đi con gái yêu, khẩn cấp tìm Cố Tuyền rơi xuống, cưỡng ép mở ra ám vực và minh vực tới giữa liên lạc. Hiện tại ám vực người có thể tự do ra vào minh vực bên trong. Mặc dù Diệp thần trước đây ở Thần Uyên tìm được Cố Tuyền và Chu Uyên, nhưng hắn cũng không rời đi thiên nhân vực, tự nhiên cũng không cách nào đem tin tức mang cho Cố Bắc Hành, mà Cố Tuyền một mực ở Thần Uyên bên trong quên mình tu luyện, cũng không từng hồi qua ám vực một lần. Diệp Lăng Thiên hai tròng mắt đông lại một cái, khứu giác của hắn có thể cảm giác được nơi đây rất nguy hiểm, nhưng dưới mắt việc cần kíp là tìm ra điện chủ. Dựa theo hắn đối với điện chủ biết rõ, Diệp thần danh tiếng bỏ mặc tốt xấu, hẳn ở vực ngoại cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Cho nên tìm được điện chủ hẳn không sẽ rất phiền toái. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng Thiên thấy được một cái người mặc cẩm y nam tử cấp vội vàng hướng một phương hướng đi. Đối phương ngược lại là vẽ ám vực Cố gia phù văn. Diệp Lăng Thiên do dự mấy giây, hay là gọi ở vị kia đi vội nam tử, nói, vị này huynh đệ, có thể hay không quấy rầy một hồi. Có chuyện quan trọng muốn nhờ. Vừa nói, Diệp Lăng Thiên lại là lấy ra một cái túi đựng đồ. Từ Phục Ma Điện đi ra, Diệp Lăng Thiên cũng không ít đeo đồ. Vậy Cố gia võ giả thấy túi đựng đồ, vẫn là dừng bước, hơi quan sát một phen Diệp Lăng Thiên, nhận lấy túi đựng đồ, mở miệng nói, vị này huynh đệ hẳn không phải là ám vực người đi. Ám vực, Diệp Lăng Thiên ngẩn ra, chợt lắc đầu một cái, cũng không phải là, ta tới nơi này là có chuyện quan trọng, muốn hướng huynh đệ hỏi thăm một người. Hỏi thăm người, Cố gia võ giả tò mò, nói đi. Ngươi muốn đánh nghe ai, chỉ cần không liên quan ta Cố gia, ta như biết, nhất định sẽ cùng ngươi nói. Diệp Lăng Thiên hít thở sâu, vẫn mở miệng nói, Diệp thần. Bất quá hắn trong lòng ngầm ám cầu nguyện, tốt nhất người này không phải điện chủ cửu nhân, nếu không, mình cũng có thể giao phó ở chỗ này. Cố gia võ giả vốn đang là một bộ tùy ý diễn cảm, nghe tới Diệp thần hai chữ, hai tròng mắt ngay tức thì hơi co lại, rồi sau đó thất thố nói, ngươi nói gì sao, Diệp thần. Ngươi xác định, Diệp Lăng Thiên trong lòng lộp bộp một tí, chẳng lẽ điện chủ thật đắc tội quá nhiều thế lực? Đây không phải là cái hố hắn sao? Rất nhanh, vậy Cố gia võ giả chính là lấy ra một bức họa xem, ngưng trọng nói, ngươi nói nhưng mà người này. Diệp Lăng Thiên thấy đối phương thái độ, cũng biết chuyện xấu, bất quá hắn vậy từ trong hình khẳng định, bức họa ở giữa chính là điện chủ, xem ra điện chủ ở vực ngoại danh tiếng thật quá cao. Mấu chốt vị này Cố gia võ giả thực lực cùng với hơi thở rõ ràng mạnh với mình bùng nổ lá bài tẩy vậy không nhất định có thể trở lui toàn thân. Diệp Lăng Thiên không nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể cắn răng nói chính phải.
Vậy Cố Gia võ giả vừa nghe, thở ra một hơi dậy, đổi lại một bức nụ cười, chắc hẳn ngài là Diệp công tử bằng hữu, mặc dù nhỏ không biết Diệp công tử rơi xuống, nhưng gia chủ hẳn biết, mời ngài rời bước đi một chuyến Cố Gia. Diệp Lăng Thiên tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thái độ sẽ như vậy thay đổi, lúc này mới chợt hiểu, gật đầu nói, được, làm phiền. Sau nửa giờ, Diệp Lăng Thiên đi tới một tòa vô cùng xa hoa trong đại điện. Đại điện cửa rộng mở, vậy Cố Gia võ giả cười một tiếng, đưa tay ra dấu mời, sau đó nói, gia chủ ở bên trong chờ, nhỏ liền không quấy rầy. Diệp Lăng Thiên con người đông lại một cái, vẫn là bước vào trong đó, rất nhanh chính là thấy được ngồi ở chính giữa nhất Cố Gia gia chủ Cố Bắc Hành. Nhưng mà, thời khắc này Cố Bắc Hành sắc mặt nhưng là vô cùng nặng nề. Trong tay lại là nắm một phong thơ. Cố Bắc Hành ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Thiên trên mình, mở miệng nói, ngươi kêu gì? Tại sao phải tìm Diệp Thần? Ngươi là Diệp Thần người nào? Diệp Lăng Thiên suy tính chốc lát, trả lời, tại hạ Diệp Lăng Thiên, là điện. Diệp Thần bằng hữu, tìm Diệp Thần có chuyện quan trọng. Xin Cố Gia gia chủ cho biết Diệp Thần rơi xuống, hoặc là thông báo Diệp Thần một tí. Chuyện này vô cùng trọng yếu. Cố Bắc Hành đem quyển sách trên tay tin nặn chặt, trên mình khí tức hủy diệt không tự chủ được phóng thích, Diệp Lăng Thiên mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng sắc mặt nhưng là vô cùng nặng nề. Ngay tại Diệp Lăng Thiên mau muốn không chịu nổi thời điểm, Cố Bắc Hành ngay tức thì đem hơi thở thu liếm, thở dài một tiếng, ta hồi nào không muốn tìm đến Diệp Thần. Đáng tiếc Diệp Thần đi thiên nhân vực sau đó, chưa từng mang tin tức trở về. Ta vốn gửi gắm Diệp Thần tìm con gái ta Cố Tuyền, nhưng hôm nay đi qua lâu như vậy, con gái ta còn sống chết không biết trước. Không lâu sau trước ta có liên lạc Tần Tử Vi, vốn cho là có thể được Diệp Thần và con gái ta Cố Tuyền rơi xuống. Nhưng là chờ được tin dữ. Diệp Lăng Thiên, người có biết, người muốn tìm Diệp Thần đã chết. Một đời thiên kiêu bỏ mạng ở liền thiên nhân vực. Diệp Lăng Thiên thân thể ngẩn ra, nhưng rất nhanh ánh mắt kiên định, không thể nào. Điện chủ tuyệt không thể nào chết. Cố Bắc Hành tiện tay đem quyển sách trên tay tin ném ra ngoài, ta thành tựu Cố Gia gia chủ còn sẽ lừa gạt ngươi. Nhưng mà, Diệp Lăng Thiên nhưng là vô cùng cố chấp, bất kể như thế nào, hy vọng Cố tiền bối xem ở con gái ngài và điện chủ quan hệ, mang ta đi điện chủ vùng đất vẫn lạc, vô luận trả giá cao gì, ta cũng phải tìm được điện chủ. Điện chủ, Cố Bắc Hành hừ lạnh một tiếng, thời khắc này hắn hồi nào không phải già rất nhiều. Hắn mặc dù phái ra nhiều người điều tra, nhưng nói thật, hắn hay là đem Cố Tuyền hy vọng sống ký thác vào Diệp Thần một người bên trên, hiện tại Diệp Thần chết, thì đồng nghĩa với con gái bỏ mặc sống chết, cũng không người nào có thể mang chính xác tin tức cho mình. Cố tiền bối, xin tác thành, ta nhất định phải gặp điện chủ, bất kể là sống vẫn là chết, Diệp Lăng Thiên lần nữa mở miệng nói. Cùng nhau đi tới, hắn chứng kiến quá nhiều Diệp Thần nguy cơ sinh tử, ở hắn xem ra, điện chủ chết, chính là nghịch thiên cơ duyên. Cố Bắc Hành sâu đậm nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, cuối cùng vẫn gật đầu, người trước tiên ở Cố Gia ở, tin tức này là hay không có vấn đề, ta sẽ đích thân chứng thực, còn nữa, ta sẽ mời Tần Tử Vi tới một chuyến vực ngoại, đến lúc đó chính ngươi hỏi nàng. Được, Diệp Lăng Thiên đạo. Cùng lúc đó, một phiến bóng tối trong thế giới, một người thanh niên chậm rãi mở mắt ra. Lúc đầu ta còn chưa có chết. Cái này người thanh niên, chính là Diệp Thần. Trong thực tế hắn, cuối cùng tỉnh lại, hắn còn sống. Nơi này là nơi nào? Diệp Thần vọng hướng bốn phía, nhưng là hắc ám một phiến, sờ một cái dưới bàn tay mặt, là kiên cố đất đai, mang một chút ấm áp. Hắn thử nghiệm câu thông hoang lão, nhưng không có kết quả. Luân hồi mộ địa, cũng là và hắn mất đi liên lạc, không cách nào câu thông. Còn có hoàng tuyển đồ, cũng không lực thúc giục. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thần khẽ cắn răng, thử nghiệm suy diễn, nhưng động một tí ngón tay, đều cảm thấy cực đoan đau đớn. Hắn bị thương quá nghiêm trọng, nếu như không phải là thể chất cường hãn, hiện tại hắn đã chết. Diệp Thần loáng thoáng nhớ, hoang lão phụ thể, gió lớn lôi bạo oanh tạc, bên người hắn không gian, tựa hồ cũng bị nổ tung, sau đó hắn liền bởi vì nổ năng lượng, bị truyền đến nơi này. Còn như nơi này là địa phương nào, Diệp Thần cũng không biết. Thương thế hắn quá nặng, chỉ có thể nằm trên đất, không ngừng điều tức khôi phục. Dần dần, Diệp Thần thích ứng bốn phía bóng tối hoàn cảnh, có thể loáng thoáng phân biệt ra được cảnh vật chung quanh. Nơi này tựa hồ là một chỗ quật, khắp nơi đều là nham thạch phách động, còn có treo ngược cột đá,
nhưng địa quật không có lớn như vậy. Diệp Thần một mắt vọng hướng bốn phía, có thể thấy đặc biệt xa cảnh vật, lại có thể còn có một chút đồ sộ nấm lớn, lòng đất thực vật các loại đồ. Nơi này có thể là lòng đất thế giới. Diệp Thần cũng không xác định, suy nghĩ miên man, chợt nghe một hồi thanh âm huyên náo, từ một bên truyền tới. Diệp Thần nghiêng đầu vừa thấy, nhất thời lấy làm kinh hãi, chỉ gặp một đầu thạch nham cự thích, khạc lưỡi, từng bước một hướng Diệp Thần leo qua tới. Đầu này thạch nham cự thích, cả người che lấp vừa dày vừa nặng nham thạch khôi giáp, hai tròng mắt hơi có vẻ đỏ tươi lệ khí, hiển nhiên là một loại hung thú. Nếu như là ở ngày thường, Diệp Thần tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại, thương thế hắn rất nặng, liền cái loại này đơn giản hung thú cũng không địch lại. Chẳng lẽ ta không có chết ở Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt trong tay, ngược lại bị một đầu nho nhỏ hung thú giết chết? Diệp Thần nhìn từng bước ép tới gần thạch nham cự tích, nhất thời ra đầu tê dại. Thạch nham cự tích đi tới Diệp Thần bên người, đánh hơi được mùi máu tanh, trong mắt lộ ra sát khí, lưỡi ấp úng gian, nhọn răng cũng lộ ra ngoài. Rồi sau đó, thạch nham cự tích một tiếng trầm thấp gào thét, chính là hướng Diệp Thần cổ nhào tới, muốn miệng nhất định. Thì vũ đoái linh phù, chịu trạch thôn phệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng một tờ linh phù, chính là thì vũ đổi linh phù. Hắn bị thương rất nặng, võ đạo là không thể dùng, thật may đã khôi phục một chút nhàn nhạt linh khí, có thể miễn cưỡng sử dụng pháp bảo này. Giao. Thì vũ đổi linh phù một nổi lên, lập tức thả ra một hồi cho đèn ánh sáng. Thạch nham cự tích dưới chân đất đai, ngay tức thì đổi mềm, hóa thành một bãi ao đầm phù sa. Cái này một tí bất ngờ không kịp đề phòng, thạch nham cự tích rơi vào ao đầm phù sa bên trong, không ngừng gào thét, liều mạng vùng vẫy, nhưng càng dãy giụa, càng bùn đủ lõm sâu. Rất nhanh, thạch nham cự tích bị ao đầm cắn nuốt hết, hoàn toàn mất đi sức sống. Hô! Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người một hồi ấm áp, tức giận chảy máu chảy đi vào. Thì vũ đổi linh phù cắn nuốt hết sinh linh sau đó, có thể đổi thành khí huyết. Bổ sung Diệp Thần năng lượng. Thạch nham cự tích khí huyết năng lượng, mặc dù không nhiều, nhưng đối với thời khắc này Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là lâu hạn cam lộ. Hấp thu hết thạch nham cự tích khí huyết sau đó, Diệp Thần tinh thần nhất thời sống động rất nhiều, linh khí vậy tiến một bước khôi phục. Bát quái thiên đan thuật. Linh khí một khôi phục, Diệp Thần lập tức làm phép chữa thương. Có bát quái thiên đan thuật chữa trị, Diệp Thần cảm giác tốt hơn nhiều. Nơi này thiên địa linh khí tựa hồ có chút khác thường, ở chỗ này làm phép, bát quái thiên đan thuật hiệu quả trị liệu thật to tăng lên, vốn là Diệp Thần bị Nho Tổ đả thương, lại bị gió lớn lôi nổ tổn thương, đã là thoi thóp. Nhưng nơi này thiên địa linh khí, đối với thuật pháp lại có tăng thêm. Ở chỗ này cùng tăng thêm dưới tác dụng, Diệp Thần thương thế thoáng chuyển biến tốt, nguyên khí khôi phục không thiếu, cuối cùng có thể đứng dậy, hoạt động gân cốt. Diệp Thần đơn giản hoạt động một tí. Làm động tới thương thế, đau đớn bứt rứt. Hắn bị thương vẫn là quá nghiêm trọng, mặc dù có bát quái thiên đan thuật, chỉ sợ cũng cần 3-4 ngày thời gian, mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà hiện tại, thương thế vẫn là vô cùng đau đớn thời điểm. Hoàng Tuyền Đồ, mở. Thật may, Diệp Thần đã khôi phục một tia nguyên khí, có thể thúc giục Hoàng Tuyền Đồ. Mở ra Hoàng Tuyền Đồ sau đó, Diệp Thần đem bên trong cất giữ đan dược lấy ra. Uống một phần chia, tăng nhanh chữa thương tốc độ. Tôn chủ, đại nạn không chết, người quả nhiên là khí vận thâm hậu. Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Sa La Cây thấy Diệp Thần còn sống, khẽ mỉm cười nói. Sa La, người biết nơi này là nơi nào sao? Diệp Thần phát hiện chung quanh thiên địa linh khí, đặc biệt đậm đà, lại có tăng thêm thuật pháp hiệu quả, nơi này tuyệt đối không phải tầm thường chi địa. Sa La cảm nhận được khí tức chung quanh, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ cảm giác được kinh người gì sự việc, nhưng nó không dám xác định, liền nói, có chút quen thuộc, nhưng ta không xác thực định, tôn chủ, người tốt nhất lại đi ra ngoài một chút, ta cần càng nhiều hơn đầu mối. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, liền tập tễnh bước chân, đi ra ngoài đi đi lại lại, tìm có thể đầu mối. Liên tiếp đi mười mấy dặm đường, Diệp Thần cũng không có chút nào thu hoạch, trên đường chỉ có mảng lớn nham thạch. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Không phải hầm đá, không phải hang núi, ngược lại là giống như một thế giới lòng đất. Diệp Thần kinh dị không dứt, mười mấy dặm đường đều không gặp cuối, chỗ này hiển nhiên đặc biệt to lớn. Lại đi mấy dặm đường, Diệp Thần chợt thấy phía trước có huỳnh quang truyền tới,
đến gần vừa thấy, nhưng thấy được một tòa hoang phế thành phố, hiện đầy tản ra sáng chói tia sáng thực vật, một phiến vu tạp. Thiên nhân vực lòng đất, nơi này còn có thành phố. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, bước vào vậy thành dưới đất bên trong. Tòa thành dưới đất này, đã thành phế tích, không biết hoang phế nhiều ít năm tháng, khắp nơi đều là cổ quái thực vật, từng mảnh rêu xanh, loang lổ dấu vết, còn có rất nhiều sụp đổ pho tượng. Cái này, đây là kiếm thần lão tổ pho tượng, nơi này quả nhiên là địa tâm vực. Sa La thấy những cái kia sụp đổ pho tượng, tựa hồ nhận xảy ra điều gì, kinh ngạc hô kêu một tiếng. Diệp Thần cả kinh nói, kiếm thần lão tổ, địa tâm vực, ta đi tới địa tâm thế giới. Sa La cây nói, không sai, tôn chủ, xem ra ngươi đi tới thiên nhân vực địa tâm, chỗ này năm đó gọi đất tim vực, là rất cổ xưa thế giới, coi như là trước mắt thái thượng thế giới tổ địa. Diệp Thần cả kinh nói, thái thượng thế giới tổ địa. Đây là ý gì? Sa La cây nói, truyền thuyết thiên nhân vực bên trên, còn có một vực, chính là cái này địa tâm vực, ở cực kỳ lâu trước kia, so thời đại thái cổ còn muốn rất xưa, địa tâm vực sản sinh ra 10 vị siêu cấp cường giả. Bọn họ liên thủ phi thăng tới liền thái thượng thế giới, đương kim thái thượng thế giới quy củ, thật ra thì có rất lớn một phần chia, đều là bọn họ lập ra. 10 đại cường giả, phi thăng thái thượng. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vực ngoại người muốn phi thăng, không biết có gian nan dường nào, liền Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên thứ nhân vật như vậy, khoảng cách phi thăng cũng xa xa không kỳ, chớ nói chi là người bình thường. Nhưng ở trước đây thật lâu, cái này mảnh đất tim vực, nhưng ước chừng sản sinh ra 10 vị siêu cấp cường giả, bọn họ đồng loạt phi thăng, thậm chí hùng bá thái thượng, lập ra mới tinh quy tắc và hệ thống. Trong truyền thuyết Vạn Khư Thần Điện, thật ra thì chính là vậy 10 đại cường giả, một vị sáng tạo. Sa La Cây nói ra càng rung động lòng người sự việc. Vạn Khư Thần Điện, là một vị trong đó cường giả sáng tạo. Vậy là ai? Diệp Thần tim có giúp một cái. Tuyệt đối không nghĩ tới Vạn Khư Thần Điện người khai sáng, chính là năm đó địa tâm vực một trong 10 đại cường giả. Đó chính là nói, Vạn Khư Thần Điện ngọn nguồn, lại có thể truy tố đến địa tâm vực. Khó trách Vạn Khư Thần Điện, sẽ đối với vực ngoại coi trọng như vậy, lúc đầu mảnh địa phương này, nghiêm chỉnh mà nói, coi như là Vạn Khư Tổ Địa. Năm đó Vạn Khư Thần Điện người khai sáng, chính là từ địa tâm vực bay tăng lên. Sa La Cây nói, ta cũng không biết là ai. 10 đại cường giả truyền thuyết quá mức rất xưa, ta huyết mạch trong trí nhớ vậy ít một chút truyền thừa, chỉ biết là một vị trong đó kêu kiếm thần lão tổ, này, chính là trước mắt người những thứ này pho tượng, trong truyền thuyết 8 đại thiên kiếm, chính là vị này kiếm thần lão tổ chế tạo. 8 đại thiên kiếm, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, lực sát thương to lớn, hàm chứa đại thiên uy, lớn nhân quả, đại khí vận. Diệp Thần nghe được 8 đại thiên kiếm, cũng xuất từ kiếm thần lão tổ tay, nhất thời kinh hãi. Nói tất cả vô thượng thiên kiếm, đều là cái này kiếm thần lão tổ chế tạo. Thần La, Hoang Ma, Yên Vắng Vẻ Vân, Vân Thiên Kiếm, có thể đúc ra một cái, đã là thông thiên vô địch tồn tại, mà đây cái kiếm thần lão tổ, nhưng ước chừng đúc tạo ra được 8 cầm. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Diệp Thần trên tay thì có Hoang Ma tai nạn 2 cây thiên kiếm, ngoài ra, hắn vậy thắm thía cảm nhận được Thần La Thiên Kiếm, Yên Tịch Thiên Kiếm lợi hại. Muốn đúc ra này cùng thần binh lợi khí, thật không biết phải hao phí nhiều ít tài nguyên, phải dùng mạnh bao nhiêu thủ đoạn thần thông đi rèn luyện. Mà kiếm thần lão tổ, chỉ là năm xưa địa tâm vực 10 đại cường giả bên trong một cái. Xem kiếm thần lão tổ như vậy nhân vật lợi hại, còn có 9 cái. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần mồ hôi lạnh nhễ nhại. Vạn Khư Thần Điện khai sơn tổ sư, cũng là cái này 10 đại cường giả bên trong một người, nói cách khác. Núp ở ván cờ sau lưng trung cực nhân vật lớn, chính là 10 người này một trong. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần ra đầu tê dại, sống lưng từng cây một lông tơ đảo thụ. Hắn cuối cùng kẻ địch, là kiếm thần lão tổ loại cấp bậc này tồn tại, vậy đơn giản là khó mà hình dung khủng bố. Kiếm thần lão tổ có thể đúc ra 8 đại thiên kiếm, cái đó núp ở vạn khư sau lưng cường giả, thực lực tuyệt đối sẽ không so kiếm thần lão tổ kém đi nơi nào. Sa La Cây nói. Không sai, địa tâm vực tuyên thời xưa 10 lớn siêu cấp cường giả, bị đời sau người gọi là thập đại lão tổ, kiếm thần lão tổ là một cái trong số đó, đích thân hắn đúc ra 8 đại thiên kiếm, thực lực có thể tưởng tượng được. Cái này thập đại lão tổ, là chư thiên chí cao vô thượng tồn tại, bọn họ đánh bắn ra ngón tay, là được nghiền bạo hàng tỷ nặng vũ trụ,
một cái ý niệm đung đưa một tí, có thể sáng tạo ra vô số thế giới, bọn họ muốn giết người, căn bản không cần phải ra tay, trong nhất niệm là được trấn áp thiên địa, phục thi hàng tỷ. Diệp Thần nán lại hồi lâu, nói thế gian thật có cường giả như vậy. Khó khăn quái, khó trách lấy nhầm tiền bối thần thông, đối với những cái kia thượng vị giả cũng kiêng kỵ như vậy, xem ra muốn chiến thắng bọn họ, thật sự là khó hơn lên trời sự việc. Sa La Cây nói, tôn chủ, người vận khí coi như là tốt lắm, thái thượng thế giới có đại lộ quy tắc hạn chế, những cái kia thượng vị giả không dám tùy ý hạ xuống, nếu không, người há có thể sống đến hôm nay. Diệp Thần gật đầu một cái, đúng là như vậy, lấy mình thực lực trước mắt, đối mặt những cái kia lão yêu quái, vẫn là quá nhỏ bé điểm. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài sao? Diệp Thần nhìn chung quanh, nơi này là vực ngoại địa tâm thế giới, linh khí tuy không so đậm đà, nhưng nhân quả và ngăn cách ngoại giới, hắn cái gì cũng không cảm ứng được, trong lòng thậm chí lo âu. Phải biết, Huyết Thần, Huyết Long, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, có thể cũng đang chờ hắn trở về, hắn không muốn để cho bọn họ quá mức lo lắng. Sa La Cây nói, địa tâm vực lối ra vào, có ở đây không biết nhiều ít năm trước, liền hoàn toàn biến mất, liên quan tới địa tâm vực hết thảy vậy không có ở đây, vực ngoại chỉ còn lại bốn đại vực, truyền thuyết Vạn Khư Thần Điện, liền một mực tìm địa tâm vực lối vào, muốn trở lại cái này phiến tổ địa, tìm ngày xưa cơ duyên, đáng tiếc vẫn luôn không tìm được. Diệp Thần hơi kinh hãi, nói, liền Vạn Khư Thần Điện cũng không tìm được lối ra vào, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này. Sa La Cây nói, buồn ngủ chết ngược lại chưa chắc, địa tâm vực rất lớn, có tinh nguyệt dương thiên bốn đại vực cộng lại lớn như vậy, thiên tài địa bảo vô số, di tích thượng cổ phong phú, linh khí so bên ngoài không biết rồi rào liền nhiều ít lần, tôn chủ, người ở chỗ này tu luyện thành công, đến phi thăng thời điểm, liền có thể đi ra ngoài. Diệp Thần ngẩn ra, nói, muốn phi thăng mới có thể đi ra ngoài. Đây chẳng phải là lúc trước, đều phải một mực bị vây ở chỗ này. Sa La Cây cười khổ một tí, nói, đúng là như vậy, nhưng địa phương lớn như vậy, làm sao sao nói là khốn. Địa tâm vực, chính là vực ngoại địa tâm thế giới, nơi này diện tích, có thể so với tinh nguyệt dương thiên bốn vực tương gia, dĩ nhiên là vô cùng bát ngát, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể thăm dò rõ ràng. Diệp Thần nói, địa phương tuy lớn, nhưng lại xa lạ, bạn của ta cũng ở bên ngoài, được nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Sa La Cây nói, tôn chủ. Người bởi vì bất ngờ nổ bạo hư không, bị truyền tống tới nơi này, nhưng chúng ta muốn đi ra ngoài, sợ là không thể nào, người muốn suy nghĩ nhiều năm như vậy, người ở bên ngoài có thể từng nghe qua liên quan tới địa tâm vực tin tức. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ kỹ một chút, trước kia xác thực chưa từng nghe qua bất kỳ địa tâm vực tin tức, càng không có nghĩ tới nơi này đã từng sản sinh ra vô số cường giả, thậm chí có 10 đại cường giả, liên thủ phi thăng thái thượng, chế tạo ra liền toàn thế lực mới hệ thống. Nếu trước kia đều không bất kỳ tin tức, vậy thì đồng nghĩa với, từ thập đại lão tổ phi thăng sau đó, nơi đây liền hoàn toàn phong bế, người bất kỳ cũng không thể đi ra ngoài, người ngoài vậy không vào được. Người nơi này muốn rời khỏi, trừ phi là tu luyện viên mãn, phi thăng tới thái thượng thế giới đi, nếu không không có biện pháp khác. Vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, nếu như cả đời cũng bị vây ở chỗ này, vậy cũng phiền toái. Địa tâm vực coi như lớn hơn nữa, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cũng là một cái vô cùng địa phương xa lạ. Sa La Cây nói, tôn chủ, chúng ta đi chung quanh một chút, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì, dù sao ta cảm thấy, chúng ta đời này là không thể nào đi ra. Địa tâm vực vô cùng khép kín, người nhân quả và bên ngoài ngăn cách, người bên ngoài coi như tu vi thông trời, cũng không có biện pháp điều tra được sự tồn tại của ngươi, ở trong mắt ngoại nhân, ngươi hẳn là chết. Diệp Thần cười khổ một tí, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng phiền toái, kẻ địch lấy là hắn chết đi, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, có thể tiết kiệm hết rất nhiều phiền toái. Nhưng nếu như, liền Huyết Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, cũng lấy vì mình chết, vậy thì vạn phần gay gâu. Nghĩ đến trong ảo cảnh đáng sợ kết cục, Diệp Thần trong lòng vô cùng lo âu, tù ma hạp bên trong Huyết Long, biết cái chết của mình tin, tại chỗ chết theo, mà Huyết Thần, vậy đi theo tự vận đi. Kết cục này, thật là quá mức đáng sợ, Diệp Thần thật lo lắng bạn hắn, hắn bạn lữ, hắn trước kia bộ hạ, sẽ chọn chết theo. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn chỉ là mất tích, không có di hài ở lại bên ngoài, ở không nhìn thấy hài cốt dưới tình huống,
đám người nhất định sẽ ôm trước một tia hy vọng cuối cùng, muốn đến vậy sẽ không thật chết theo như thế đoạn tuyệt. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng thoáng an định lại, liền cất bước đi về phía trước, thăm dò đầu mối mới. Sa La cây núp ở Hoàng Tuyền Đồ bên trong, cũng ở đây tập trung tinh thần chú ý ngoại giới, Diệp Thần gặp phải có cái gì chỗ không hiểu, có thể hướng nó hỏi. Sa La cây tu vi tuy không mạnh, nhưng dẫu sao là xuất xứ từ thái thượng thế giới thần thụ, huyết mạch trí nhớ truyền thừa đặc biệt cổ xưa, biết rất nhiều bí mật. Diệp Thần ở nơi này tòa phế tích trong thành phố, khắp nơi đi đi lại lại xem xét, phát hiện mảnh địa phương này, ngược lại là không hề thiếu cổ xưa di tích, đáng tiếc các nơi di tích đều có bị trộm đào dấu vết, bảo vật sớm bị người lấy đi. Như vậy thăm dò 3-4 ngày, Diệp Thần vậy không việc gì thu hoạch, nhưng may mắn vui thương thế dần dần chuyển biến tốt, đau đớn đã tiêu, xương cốt thân thể tuy vẫn yếu ớt, thực lực đã khôi phục 2-3 thành, đối phó vậy hung thú dư sức có thừa, tự vệ đủ rồi. Ngày này vẫn là tràn đầy không mục đích thăm dò, từ đầu đến cuối vẫn là không có gặp phải một người, cái này mảnh đất tim vực, thực sự quá lớn, lãnh thổ lớn đến ngoại hạng, tìm kiếm vạn dặm cũng chưa chắc có thể thấy một người, khắp nơi đều là cổ xưa phế tích cùng di tích. Diệp Thần ra thành dưới đất, đi tới một phiến hoang vu thần miếu di tích bên trong, cái này mảnh di tích, diện tích nói ít có chu vi 100.000 dặm, to lớn như vậy cương vực, trải rộng đếm không hết to lớn thần miếu, từng ngọn thần miếu câu đã sụp đổ. Nhưng vẫn có thể gặp ngày xưa khoáng đạt nguy nga cảnh tượng. Thần miếu bầu trời, là một phiến vĩnh hằng bầu trời sáng sớm, màn đêm vĩnh viễn cũng sẽ không hạ xuống, bầu trời một mực duy trì sáng sớm phá hiểu trong veo. Địa tâm vực trên đất tìm thế giới, vốn là không có bầu trời, nhưng lấy nơi đây cường giả thủ đoạn, mở ra hư không, sáng tạo độc lập bầu trời tinh thần, đó là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần ở dưới đất thành buồn rầu mấy ngày, bây giờ thấy một khối phá hiểu bầu trời. Chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, rất nhiều nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Vù vù. Chợt vào lúc này, Diệp Thần cảm thấy Hoàng Tuyền Đồ bên trong một hồi dị động, cẩn thận vừa thấy, nhưng gặp một hạt châu bay lên, đang toát ra ánh sáng chói mắt. Hạt châu này, chính là địa tâm diệt châu. Ban đầu ở Yên Vũ Tiên Tôn trên đảo, vì giúp hắn đánh vỡ ảo cảnh, địa tâm diệt châu đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, nhưng hiện tại, hạt châu này, lại có thể lại lần nữa đổi thành hào quang. Hiển nhiên, địa tâm vực linh khí vô cùng đậm đà, trên đất tim linh khí bồi bổ hạ, địa tâm diệt châu lại lần nữa khôi phục. Rào! Châu quang trào đáng dưới, linh hài nhi bóng người, lại lần nữa hồi phục. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói, linh hài nhi, người không sao chứ? Linh hài nhi mới vừa hồi phục, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nói ca ca, nơi này là nơi nào, bên ngoài thật là dư thừa linh khí. Ta nguyên lấy là ta đã biến mất. Không nghĩ tới lại lần nữa tỉnh lại. Diệp Thần nói, nơi này là địa tâm vực, một cái to lớn địa tâm thế giới. Lập tức đem thập đại lão tổ truyền thuyết, địa tâm vực truyền thuyết, đơn giản nói một lần. Linh Hài Nhi ngẩn ngơ, nói thế gian lại có kỳ diệu như vậy địa phương. Diệp Thần nói, kỳ diệu tuy kỳ diệu, nhưng bị vây ở chỗ này, cũng không phải là chuyện gì tốt, người có thể xem đánh vỡ Yên Vũ huyễn cảnh như vậy, lại đánh thông một cái không gian đường hầm. Để cho ta truyền đưa đi sao? Linh Hài Nhi cảm ứng một tí bên ngoài hơi thở, chỉ cảm thấy nhân quả khép kín được vô cùng mãnh liệt. Cao mày nói, ta cũng không biết, ca ca, ta cần hấp thu nữa nhiều một chút năng lượng, nếu quả thật có thể đi ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nếu như Linh Hài Nhi có biện pháp bể tan tành hư không, rời đi nơi đây, vậy thì lại có được hay không? Nói, được, vậy ta vì ngươi bố trí một cái tụ linh trận pháp. Người cứ việc hấp thu luyện hóa nơi này linh khí. Lập tức Diệp Thần bày một cái đơn giản tụ khí hối linh trận pháp, để cho Linh Hài Nhi có thể tốt hơn hấp thu ngoại giới linh khí, chỉ muốn để cho Linh Hài Nhi tu luyện trở nên mạnh mẽ, mang hắn rời đi nơi này. Được, cảm ơn ca ca. Linh Hài Nhi lập tức ngồi xếp bằng ở tụ linh trận trên, bắt đầu hấp thu ngoại giới linh khí. Địa tâm vực linh khí, và thái thượng thế giới tương tự, hơi thở đặc biệt tinh thuần. Năm đó thập đại lão tổ, phi thăng sau đó, bọn họ ân huệ, vậy chạy dài đến nơi này phiến tổ địa, làm được nơi này thiên địa linh khí, xa so vực ngoại những địa phương khác đậm đà, thậm chí mang thái thượng thế giới huyền cơ, người hấp thu sau khi luyện hóa, phi thăng hy vọng xa so bên ngoài to lớn. Lấy Diệp Thần thiên phú tu vi, hắn ở chỗ này cắm rễ tu luyện, phỏng đoán tối đa 100.000 năm thời gian, là được đắc đạo phi thăng. Nhưng,
hắn nhân quả tình duyên cũng ở bên ngoài, nơi nào có tâm tư tự bế trăm nghìn năm. Huống chi, ngoại giới địch thủ cũ không trừ, nhân quả chưa dứt, tùy tiện phi thăng, tất sẽ lưu lại tâm ma tai họa ngầm, coi như đi đến thái thượng thế giới, cũng là khó khăn thành đại khí. Vù vù. Lúc này, trừ Linh Hài Nhi bên ngoài, Diệp Thần cảm thấy thần ấn ngọc bội, vậy truyền đến dị động. Cổ xưa thần ấn ngọc bội, thả ra từng luồng hòa hợp linh mang, hiển nhiên địa tâm vực linh khí, giống vậy thích hợp thần ấn hấp thu. Ha ha ha, lúc đầu lại có địa tâm vực thần kỳ như vậy địa phương, tốt, rất tốt. Như ta đặt mình vào nơi đây một năm, liền có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Thần ấn khí linh phát ra vô cùng mừng như điên thanh âm, rõ ràng vậy cảm thấy địa tâm vực bất phàm. Diệp Thần nghe được thần ấn khí linh lời nói, trong lòng một đạo, nói, ngươi như khôi phục toàn bộ lực lượng, có thể mang ta đi ra ngoài. Thần ấn khí linh trầm ngâm một tí, nói còn không biết, nơi này nhân quả khép kín quá lợi hại, ta không thể xác định, nhưng bất kể như thế nào, trước khôi phục ta thực lực nói sau. Hắn là ngày xưa thần ấn tộc bảo vệ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cho dù là hắn, coi như khôi phục lại đỉnh cấp, cũng không dám nói có thể đánh vỡ địa tâm vực phong tỏa rời đi, có thể tưởng tượng cái này mảnh đất tim vực, nhân quả khép kín có cường hãn dường nào. Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra muốn rời đi địa tâm vực, đúng là không phải chuyện dễ dàng, lập tức hướng thần ấn khí linh nói, vậy cũng tốt, người mau sớm khôi phục. Hơn một lá bài tẩy, hơn một phần cơ hội, không có Linh Hài Nhi, còn có thần ấn khí linh, Diệp Thần có thể thật có cơ hội rời đi nơi này, ngược lại không cần thật cả đời bị kẹt chết như vậy thê thảm. Thằng nhóc, tận lực không nên quấy rầy ta. Thần ấn khí linh phân phó một tiếng, liền trầm tĩnh tu luyện, không ngừng hấp thu bốn phía linh khí nồng nặc. Linh Hài Nhi vậy hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, Diệp Thần khẽ vuốt cằm, liền tự đi ở nơi này phiến thần miếu di tích bên trong, tìm có thể có giá trị đầu mối. Ông ông ông! Diệp Thần tiến về phía trước tới giữa, chợt nghe chân trời truyền đến to lớn tiếng ông ông âm, cẩn thận vừa thấy, nhưng thấy là một mảng lớn màu vàng đám mây, điên cuồng hướng hắn bạo dũng tới, lại là từng con hoàng kim màu sắc quái vật. Tôn chủ chú ý, là châm cứu ong, là một loại vô cùng lợi hại cao nhất nguyên thú, cả người đều tràn đầy canh kim tinh khí, ong đuôi có thể phun ra sát phạt châm cứu, nhóm lớn ong vân tràn lên, ngàn vạn cây châm cứu nổ bắn ra, đó chính là vậy thái chân cảnh cường giả, đều phải kiêng kỵ. Sa la cây phát ra cảnh cáo thanh âm, những thứ này màu vàng ong nghệ, lại là cao nhất nguyên thú, kêu châm cứu ong. Chỉ là một cái châm cứu ong, thật ra thì cũng không đủ để làm mắc, tùy tiện một người tu luyện cũng có thể giết chết, nhưng châm cứu ong mỗi lần xuất hiện, đều là ngàn muôn vạn vạn chi chít, liền kết thành phiến, che khuất bầu trời, vô số chỉ châm cứu ong tàn phá, đủ để làm ra đầu tê dại. Diệp Thần thấy đầy trời màu vàng đám mây tràn lên, nhất thời cũng có chút ra đầu tê dại, rốt cuộc biết cái này châm cứu ong, tại sao có thể gọi là cao nhất nguyên thú, bởi vì ngàn vạn chỉ nhào tới, hình ảnh chân thực quá mức khủng bố. Ông ông ông, ông ông ông. Vô số chỉ châm cứu ong, nhìn chăm chú đúng Diệp Thần, một cổ não bay tới, phần đuôi liền vung, từng cây một nhỏ như lông châu màu vàng ong kim, chính là ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần bắn càn quét tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Những thứ này ong kim xuyên thấu lực cực mạnh, ngàn vạn cây ong kim giống như mưa rơi bắn tới, canh kim sát phạt linh khí, lại có thể mơ hồ có vô thượng thiên kiếm vậy ác liệt thần uy, làm người ta sợ hãi. Hắn xương cốt thân thể, vẫn là tương đương yếu ớt, nếu như bị cái này ngàn vạn gốc ong kim bắn tới, vậy sợ rằng tại chỗ liền phải bỏ mạng. Mậu thổ nguyên phù, bảo vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng mậu thổ nguyên phù, từng luồng hùng hậu mậu thổ tinh khí thả ra. Hóa thành chín chuôi cự kiếm, ùm từ trên trời hạ xuống, rơi vào Diệp Thần thân thể bốn phía. Cái này chín chuôi cự kiếm, hình thành một cái kiếm tù, một cái thanh kiếm không ngừng xoay tròn, kiếm khí chặt chẽ tương liên, liền như tường đồng vách sắt. Cái này một tí, Diệp Thần lại là vẽ đất làm tù, dùng mậu thổ cự kiếm vòng ở mình. Leng keng chanh. Vậy ngàn vạn cây chi chít ong kim, bắn vào chín chuôi mậu thổ cự kiếm trên. Nhất thời phát ra kịch liệt kim thiết giao mâu tiếng, toàn bộ bị cản lại. Diệp Thần nhìn vậy từng chuôi cự kiếm trên, cắm đầy màu vàng kim châm nhỏ, không khỏi ra đầu tê dại, nếu như những thứ này ong kim, toàn bộ bắn tới trên người hắn, hắn sợ là phải tại chỗ bỏ mạng ở này, càng không cần phải nói tìm đi ra lối vào. Thật may mậu thổ nguyên phù, tại hấp thu đại hàn cấn nhạc phong nội hạch sau đó,
mậu thổ linh khí đổi được cường đại hơn, nếu không, đối mặt như thế nhiều châm cứu ong, Diệp Thần chưa chắc có thể ngăn trở. Một sóng bắn chết, lại có thể không đả thương được Diệp Thần, vậy bay múa đầy trời bầy ong, cũng là phát ra nóng nảy bất an tiếng ông ông, tựa hồ cảnh tượng trước mắt, ra bọn chúng ý liệu. Suy suy suy. Nhưng mà, không cùng Diệp Thần thở dốc, thứ hai sóng ong châm bắn chết, dày đặc tới. Diệp Thần con người nhất thời co rút lại, hắn thực lực chỉ khôi phục 2-3 thành, nếu như là thông thường hung thú, tự nhiên có thể đối phó, nhưng cái này ngàn vạn con châm cứu ong, rõ ràng không phải thiện yếu tồn tại, số lượng như thế nhiều, đuôi châm bắn càn quét tập sát, chỉ sợ ở một sóng tiếp một sóng, không ngừng không nghỉ, Diệp Thần tổng không thể một mực ngăn cản đi. Nếu là có đạo linh lửa Nhan Tuyền Nhi, có lẽ còn có một chút biện pháp, nhưng bởi vì thương thế, Nhan Tuyền Nhi vẫn còn ngủ say bên trong. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, ánh mắt quét nhìn bốn phía, suy nghĩ kế thoát thân. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cái quỷ dị phù văn ong nghệ, thể hình đặc biệt to lớn, xa so phổ thông ong nghệ to lớn được nhiều, xem hình dáng tựa hồ là thủ lãnh, nói không chừng là cái này bầy ong ong sau. Thái ất chấn lôi xa, cho ta chấn áp. Thấy vậy, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, lập tức hất tay sử dụng thái ất chấn lôi xa, trực tiếp hướng vậy ong sau tập sát đi. Ong sau núp ở bầy ong hạch tâm, chung quanh có vô số cường đại ong nghệ bảo vệ, nhưng Diệp Thần thái ất chấn lôi xa, chính là từng viên một cát, thể tích so với ong mật muốn rất nhỏ mọn hơn rất nhiều. Ngón này thái ất chấn lôi xa hất ra, những cái kia ong nghệ hoàn toàn không ngăn được. Ung ung, từng viên một thái ất chấn lôi xa, hung hăng đánh vào vậy ong sau trên thân thể, trực tiếp nổ, vô số sấm sét cuồng trào. Vậy chỉ ong sau đó, tại chỗ bị Diệp Thần nổ thành mảnh vỡ, thi thể biến thành từng cục bể kim, rớt xuống đất. Chung quanh ngàn chỉ vạn con châm cứu ong, thấy thủ lãnh đột nhiên chết đi, lập tức nổ tung nồi, khủng hoảng tứ tán tán loạn bay đi. Bích thủy khảm linh châu, thánh thủy đầy trời. Diệp Thần lập tức sử dụng bích thủy khảm linh châu, thả ra vô cùng hoàng tuyền thánh thủy, hướng bầu trời cuộn sạch đi. Những thứ này châm cứu ong, đều là cao nhất nguyên thú, trong huyết mạch có đặc biệt thuần túy canh kim tinh khí, đối với tu luyện rất có ích lợi, Diệp Thần dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Hoàng tuyền thánh thủy phóng lên cao, hóa thành lũ lụt điên cuồng cuộn sạch, đem từng con châm cứu ong, toàn bộ lôi cuốn chìm ngập. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần ước chừng thu lấy mấy triệu chỉ châm cứu ong, vô số màu vàng kim ong nghệ nằm ở suối vàng trên sông, đúng cái suối vàng sông cũng đổi được ánh vàng rực rỡ một phiến. Canh kim tinh khí, hội tụ ta thân. Diệp Thần hít sâu một hơi, lục đạo luân hồi pháp vận chuyển, đem cái này mấy triệu chỉ châm cứu ong, toàn bộ luyện hóa. Từng luồng tinh thuần canh kim hơi thở, nhất thời hội tụ đến Diệp Thần trong cơ thể, bồi bổ cả người mỗi một chỗ gân cốt. Liền liền Diệp Thần ra, cũng hiện ra lau một cái nhàn nhạt màu vàng, hiển nhiên lấy được thiên đại chỗ tốt. Oanh! Một đạo vô cùng kim quang sáng chói, đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể bắn ra, nhưng là luân hồi huyền bi bên trong trần bia. Trần bia, lại vậy hấp thu châm cứu ong năng lượng, ánh sáng bung ra, tựa hồ có lột xác. Trần bia lột xác. Diệp Thần nhìn trần bia phóng thích ra kim quang, hơi sững sờ. Trong truyền thuyết luân hồi huyền bi, lai lịch đặc biệt thần bí, nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng cảm thấy khối này trần bia, và di tích bên trong linh khí, mơ hồ có chút liên lạc. Vậy mấy khối luân hồi huyền bi, có thể và thập đại lão tổ cũng có nhân quả liên lạc. Diệp Thần khẽ cau mày, trong lòng ngầm thầm đoán đo lường. Địa tâm vực là vậy thập đại lão tổ tổ địa, linh khí cùng thái thượng thế giới lẫn nhau câu thông, mà hiện tại trần bia kim quang lột xác, tựa hồ lấy được cái gì chìa khóa mở, bạo phát ra cường hãn nhất hơi thở. Cái này tổ địa linh khí, tựa hồ chính là chìa khóa, có thể đem luân hồi huyền bi năng lượng, hoàn toàn kích thích ra. Mới vừa những cái kia châm cứu ong, huyết mạch linh khí xuất xứ từ tổ địa, trần bia cũng chính là canh kim loại tính, cùng tương thông, lập tức đạt được chìa khóa kích thích, lại là kim quang tách thả ra, năng lượng bung ra tới cực điểm. Lần nữa đem trần bia thu hồi trong cơ thể, Diệp Thần chính là phát hiện, thương thế lại chuyển biến tốt một chút, thực lực đã khôi phục lại 4-5 thành tiêu chuẩn. Nếu trần bia có thể kích thích, vậy có phải hay không ám bia, độc bia, phong bi vân? Vân, chỉ cần có thích hợp linh khí kích thích, cũng có thể lột xác. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, cái này phiến thần miếu di tích lớn như vậy, trừ châm cứu ong bên ngoài, khẳng định còn có những thuộc tính khác hung thú, nếu là có thể tìm được thích hợp tư nguyên linh khí,
nói không chừng có thể để cho cái khác luân hồi bia đá, vậy hoàn toàn viên mãn lột xác. Nghĩ tới đây, Diệp Thần chính là hơi có điểm không kịp chờ đợi, sải bước đi về trước thăm dò. Nhưng mà, cái này phiến thần miếu di tích, thực sự quá lớn, chừng chu vi trăm ngàn dặm, âm thầm tuy ẩn núp không thiếu hung thú, nhưng gánh vác đến khổng lồ như vậy địa vực, số lượng vậy lộ vẻ được đặc biệt thưa thớt. Diệp Thần đi hơn nửa ngày, vậy không phát hiện gì, không khỏi có chút nổi giận. Ừ, ngay tại Diệp Thần thất vọng để gặp, nhưng gặp phía trước một tòa thần miếu trong phế tích, tựa hồ có màu xanh nếp sống hiển hóa, nơi đó thật giống như có trước đặc thù phong thuộc tính linh khí, nếu như hấp thu, nói không chừng có thể để cho phong bi lột xác. Diệp Thần nhất thời tinh thần một hồi, đi thần miếu kia phế tích đi tới. Đi tới vậy đã thành phế tích thần miếu bên trong, Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, cái này thần miếu tương đối đổ nát, phủ đầy rêu xanh bụi bặm và mạng nhện, trên đất không hề thiếu sụp đổ hình người tượng đá. Diệp Thần nhìn xem hình người kia pho tượng hình dáng, trong lòng vô hình một hồi phát mao, không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn luôn cảm giác pho tượng kia tướng mạo, và Hồng Thiên Kinh có mấy phần tương tự. Nhưng cẩn thận vừa thấy, tựa hồ lại không giống. Được rồi, không muốn mình hù dọa mình. Diệp Thần lắc đầu một cái, lại nữa ngẫm nghĩ, đi tới thần miếu chỗ sâu, mới vừa vậy màu xanh đặc thù linh khí gió hành động, chính là từ bên kia tản mát ra. Tiến vào thần miếu chỗ sâu, nơi này u tối một phiến, trên đất tán lạc mấy khối cổ xưa hài cốt. Cái này mấy khối hài cốt, linh khí xông lên dọn ra lên, vậy màu xanh nếp sống, lại là từ nơi này hài cốt bên trong tản mát ra. Những thứ này hài cốt, thật là dư thừa linh khí, không biết là vị tiền bối nào lưu lại. Diệp Thần thấy vậy, con người hơi có giúp một cái, ngược lại là không nghĩ tới màu xanh nếp sống nguồn, lại là mấy khối cổ xưa di hài. Cái này di hài chủ nhân, lúc còn sống nhất định là vị cực mạnh cao thủ, chết không biết nhiều ít năm tháng, hài cốt lại còn có linh khí nồng nặc tản mát ra. Hoàng Tuyền thế giới bên trong Sa La Cây, cũng là thấy được cái này hài cốt, hơi có điểm vui vẻ nói, tôn chủ, mau hấp thu luyện hóa những thứ này hài cốt, như vậy dư thừa hệ gió linh khí, đủ để cho ngươi phong bi viên mãn lột xác, nói không chừng liền tự thân tu vi vậy có thể đột phá. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không được, trước cổ hài cốt, nhân quả không minh, vẫn là không nên lộn xộn cho thỏa đáng. Cái này hài cốt chủ nhân, trời mới biết là thân phận gì, Diệp Thần cũng không dám qua loa hấp thu, nếu không dính liền cái gì nhân quả tội nghiệt, vậy thì phiền toái. Quấy rầy tiền bối, có nhiều đắc tội, ta lập tức rời đi. Diệp Thần hướng hài cốt, cung kính cúi người một tí, rồi sau đó chính là xoay người rời đi, cũng không có đoạt cốt luyện hóa dự định. Đáng tiếc, Sa La Cây có chút thất vọng thở dài, nếu như Diệp Thần chịu ngoan hạ tâm lai, hấp thu cái này hài cốt, đối với tu luyện tuyệt đối rất có ích lợi. Nhưng Diệp Thần, cũng không muốn làm có làm trái chủ tâm chuyện. Ha ha ha, vị tiểu hữu này, đạo tâm trầm ổn. Làm người ta bội phục, xem ra ngươi chính là ta người có duyên. Ngay tại Diệp Thần vừa mới chuyển thân muốn đi, sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo già nua vang dội thanh âm. Diệp Thần thất kinh, quay đầu vừa thấy, nhưng gặp vậy hài cốt nếp sống cổn đáng, thanh mang bùng nổ, hiển hóa ra một đạo tóc bạc hoa dâm, tiên phong đạo cốt bóng người. Lại có thể hiển linh. Đây là... Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời thất kinh. Thật là không nghĩ tới cái này hài cốt lại có thể hiển linh. Vậy hiển linh ông già cười nhạt, nói, không cần kinh hoàng, ta là Hồng gia thứ 9 đời trưởng giáo, tên là Hồng Thiên Chính, ta chết đã lâu, luôn muốn tìm một vị người có duyên, truyền thừa ta y bát, đáng tiếc xông vào cái này thần miếu bên trong người, người người đều là tham lam thèm thuồng hạng người, không tư cách dính ta đạo thống. Cái này ông già ngay lúc nói chuyện, ẩn nhiên mang theo sát khí. Diệp Thần xuyên thấu qua cái này cổ sát khí, nhất thời bắt được vô cùng kinh khủng nhân quả. Đã từng, cái này thần miếu bên trong, vậy có người ngoài xông vào, trăm ngàn năm qua, người xâm nhập chân thực không thiếu. Nhưng cuối cùng tất cả người, đều bị cái này kêu Hồng Thiên Chính ông già xóa bỏ. Là chân tránh xóa bỏ, tan thành mây khói như vậy, một chút mảnh vụn đều không lưu lại. Nếu như Diệp Thần mới vừa có bất kỳ xúc phạm cử chỉ, hắn hiện tại cũng phải bị xóa bỏ. Nhưng Diệp Thần, và trước kia những cái kia người xâm nhập không cùng, hắn có mình chủ tâm, cũng không có xúc phạm Hồng Thiên Chính hài cốt. Cho nên, Hồng Thiên Chính nhìn về Diệp Thần trong ánh mắt, mang thưởng thức, cười tủm tỉm nói, vị tiểu hữu này, ngươi và bọn họ không cùng, ta muốn mời ngươi thừa kế ta đạo thống,
không biết ngươi ý như thế nào. À, phải biết tu luyện một đường, có một hơi, điểm một ngọn đèn, truyền thừa vô cùng trọng yếu, ta một mực khổ nổi không có truyền nhân, chết sau chấp niệm không tiêu tan, không thể siêu sinh, thật sự là bị quá nhiều không cần thiết khổ sở, chỉ mong ngươi có thể thừa kế ta đạo thống nhân quả, cho ta giải thoát. Diệp Thần kinh nghi bất định, nói, ngươi đạo thống, là cái gì? Hồng Thiên Chính nói, ta truyền cho ngươi hủy diệt nói, ta xem ngươi võ đạo căn cơ, tựa hồ có hủy diệt đạo ấn hơi thở, chỉ cần ngươi thừa kế ta đạo thống, hủy diệt đạo ấn tu vi, có thể ngay tức thì đạt tới thứ thập trọng. Diệp Thần cả kinh nói, thứ thập trọng. Hồng Thiên Chính nói, không sai, thế gian tu luyện hủy diệt đạo ấn người, vạn cổ tới nay, chỉ có ta đột phá thiên địa, đạt tới thứ thập trọng đỉnh cấp cảnh giới, ngươi như thừa kế ta đạo thống, phần này tu vi, chính là tài sản của ngươi. Diệp Thần tim đập bịch bịch, nói, thừa kế ngươi đạo thống, cần lưng đeo cái gì nhân quả. Hồng Thiên Chính khẽ mỉm cười, nói, trên mình ngươi có ngoại lai hơi thở, ngươi không phải địa tâm vực người, nhưng ngươi nếu có thể tới chỗ này, chính là duyên phận, địa tâm vực mãi mãi lúc đó, có 10 lớn siêu cấp cường giả, bị đời sau người gọi là thập đại lão tổ, không biết ngươi có biết hay không. Diệp Thần nói, thập đại lão tổ truyền thuyết, vãn bối vậy hơi có nghe đồn. Hồng Thiên Chính khẽ vuốt cằm, nói, lúc đầu ngươi nghe qua, vậy cũng không cần ta giải thích, thập đại lão tổ, mỗi một vị sau lưng, đều có gia tộc khổng lồ, được gọi là thiên quân thế gia. Diệp Thần nói, vì sao là trời quân? Hồng Thiên Chính nói, phi thăng thái thượng, quân lâm thiên hạ, chính là thiên quân, cũng gọi thượng vị giả, thiên quân thế gia, đó chính là sản sinh ra thượng vị giả, hơn nữa thành công đạt được thượng vị giả ban phúc, vĩnh hằng bất diệt gia tộc. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hắn tự nhiên biết cấp trên ban phúc, đặc biệt khó khăn cầm, không đại khí vận người không thể nắm giữ. Năm đó thái thượng thiên nữ tờ tình, hắn không có thể thành công chắc chắn. Còn có hằng cổ thánh đế, cũng từng ban thưởng phúc trạch, đưa cho diệt vô cực, nhưng diệt vô cực bắt không được. Muốn bắt được cấp trên ban phúc, khí vận căn cơ, người tạo hóa, nhân quả số mạng, thiếu một thứ cũng không được. Ra đời cấp trên gia tộc, cũng không nhất định là thiên quân thế gia, chỉ có chân chính bắt được thượng vị giả ban phúc, vững vàng chiếm ở thái thượng khí vận, mới gọi là chân chính thiên quân thế gia, có thể truyền thừa vạn thế, nhật nguyệt mục nát mà ta bất hủ, thiên địa bại mà ta bất bại, đạt tới vĩnh hằng bất diệt cảnh giới. Mà hiện tại, nghe Hồng Thiên Chính lời nói, năm đó vậy thập đại lão tổ, phi thăng sau đó, bọn họ sau lưng gia tộc, toàn bộ thành thiên quân thế gia, thành công cầm nắm được trên trời ban cho xuống khí vận phúc trạch, không có mất bỏ qua, từ đây gia tộc truyền thừa, vĩnh hằng bất diệt, trừ phi ngày xưa tổ sư bỏ mạng, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Diệp Thần nói, tiền bối chỗ ở Hồng gia, chính là thập đại thiên quân thế gia một trong. Hồng Thiên Chính một phủ dâu, ngạo nghễ nói, đúng vậy, ta Hồng gia tổ sư, phi thăng thái thượng thế giới sau đó, sáng lập cực lớn thế lực, ta Hồng gia tu luyện đạo thống, vậy dĩ nhiên cũng là chấn động thước vạn cổ, hiếm có hắn con, ngươi chỉ phải thừa kế ta đạo thống, tương lai phi thăng thái thượng, dễ như trở bàn tay, nhưng nếu không, ngươi cả đời vây chết ở chỗ này, tuyệt không đi ra cơ hội. Diệp Thần nhìn Hồng Thiên Chính gương mặt, trong phảng phất cảm giác có chút quen thuộc, hắn phát hiện Hồng Thiên Chính hình dáng, lại có thể và Hồng Thiên Kinh có 3 phần tương tự. Hồng Thiên Kinh, Hồng Thiên Chính, liền tên chữ cũng như thế đến gần. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, có cổ lớn dự cảm bất tường, trầm giọng nói, không biết tiền bối có biết hay không một người. Hồng Thiên Chính nói, ai? Diệp Thần nói, Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Chính ngẩn ngơ, nói, Hồng Thiên Kinh, ta chưa từng nghe qua, nhưng chẳng biết tại sao, nghe được ngươi nói tới danh tự này, ta trong lòng có cổ cực lớn chấn động, người này nhất định cùng ta có liên quan, ta lại suy tính một hai. Dứt lời, Hồng Thiên Chính sắc mặt nặng nề xuống, cẩn thận bấm ngón tay suy diễn, sau đó hắn đột nhiên vẻ mặt đại biến, à một tiếng gọi, nói, Hồng Thiên Kinh. Hắn là ta hậu nhân, ngươi là hắn địch thủ cũ. Nói tới chỗ này, Hồng Thiên Chính ánh mắt âm u, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tại mới vừa một chớp mắt kia tới giữa, hắn đã đẩy tính ra tất cả nhân quả. Chung quanh thiên cơ hơi thở, kịch liệt chấn động, liền liền Diệp Thần, cũng cảm nhận được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần vậy bắt được thiên cơ, lúc đầu cái này Hồng Thiên Kinh, lại chính là thiên quân thế gia, Hồng gia hậu nhân, năm đó hắn yếu ớt để gặp, cũng là tại địa tâm vực tu luyện,
cuối cùng tu vi viên mãn, mới có thể phi thăng thái thượng thế giới. Nói cách khác, đất này tim vực, nhưng thật ra là Hồng Thiên Kinh cố hương. Hồng Thiên Kinh, là từ nơi này quật khởi. Cái này Hồng Thiên chính, thực thì trên là Hồng Thiên Kinh tổ tiên. Hai người tướng mạo như vậy đến gần, huyết mạch hiển nhiên đồng nguyên, là dòng tránh huyết thân tồn tại. Diệp Thần có vẻ chấn động phố, tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ đụng phải Hồng Thiên Kinh tổ tiên, đối phương mặc dù chỉ còn lại một món tàn hồn, nhưng thần thông mạnh, đủ để xuyên qua địa tâm vực nhân quả phong tỏa, dò xét đến hết thảy ân oán cửu hận, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người kêu Diệp Thần, là luân hồi chi chủ chuyển thế. Lúc đầu thiên nữ công chúa tâm niệm người, chính là ngươi. Ha ha ha, ta Hồng Thiên chính ngày hôm nay xấu hổ, ngươi có bữa nữ công chúa bảo vệ, cần gì phải ta đạo thống ban phúc. Hồng Thiên chính tiếng khí thảm thiết, ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười bên trong không che giấu được căm hận ghen tị. Hắn hiển nhiên cũng nghe qua thái thượng thiên nữ uy danh, dò tra được Diệp Thần giữa ta và nàng liên lạc. Diệp Thần sau lưng đạt được thái thượng thiên nữ xem trọng, hắn chợt cảm thấy mình giống như một tên hề nhảy nhót, hắn đạo thống mạnh hơn đi nữa, tự nhiên vậy là không thể cùng thái thượng thiên nữ so sánh. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng đại chấn, nghĩ ngợi nói, nghe nói thái thượng thiên nữ họ Nhâm, và Nhâm tiền bối cùng họ, chẳng lẽ cái này Nhâm gia, chính là cái này thập đại thiên quân thế gia một trong. Hắn suy nghĩ còn chưa định, Hồng Thiên chính ánh mắt bên trong, đã bạo phát ra vô cùng nghiêm ngặt sát khí, nói ta lúc đầu còn muốn kêu ngươi thừa kế ta đạo thống, thay ta phát huy Hồng gia căn cơ, áp chế những thế gia khác, nhưng không nghĩ tới, ngươi là Nhâm gia người, hơn nữa còn là ta hậu nhân địch thủ cũ, ta lưu ngươi có ích lợi gì. Một câu nói xong, Hồng Thiên chính bàn tay bên trong, nổ lên vô cùng kinh khủng hủy diệt gió bão. Hủy diệt đạo ấn, thập trọng phá trời, cho ta trấn áp. Hồng Thiên chính quát to một tiếng, kinh khủng kia hủy diệt gió bão, chính là ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Ùm ùm, cái này hủy diệt gió bão, là thuần túy màu đen, đen thui như mực, tựa như có thể hủy diệt hết thảy, một thả ra ngoài, trời đất phảng phất cũng thất thủ, đúng tòa thần miếu kịch liệt chấn động, bầu trời bên ngoài bị liên lụy, lại là rắc rắc sát vang dội. Rõ ràng là không sờ được bầu trời, giờ phút này lại tựa như một phiến màu xanh da trời lưu ly vậy. Lại có thể bị chấn động được tấc tấc rạn nứt, bầu trời lại có thể nghiền rớt xuống, trời xanh biến thành hắc động, hư không khí lưu tán loạn, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Đây chính là đỉnh cấp cảnh giới hủy diệt đạo ấn. Diệp Thần trong lòng vô cùng chấn động chỉ, hủy diệt đạo ấn có thập trọng mới là nhất đỉnh cấp. Một khi đạt tới nhất đỉnh cấp, hủy diệt đạo ấn uy lực, có thể sánh bằng cửu thiên thần thuật. Mà đây cái Hồng Thiên chính, rõ ràng chính là cầm hủy diệt đạo ấn. Tu luyện đến tột cùng nhất cảnh giới. Hắn lần này ra tay, là thứ thập trọng hủy diệt đạo ấn. Dù là hắn không thân xác, cái này thập trọng hủy diệt đạo ấn chỉ có một bộ phận lực lượng, nhưng cũng không phải dưới mắt Diệp Thần có thể chống lại à. Diệp Thần hô hấp nhất thời nghẹt thở, Hồng Thiên chính hủy diệt đạo ấn, đích thực quá đáng sợ, đơn giản là muốn xóa bỏ hết thảy tồn tại, đừng nói Diệp Thần chỉ còn lại một nửa không tới thực lực, coi như là hắn thời kỳ tột cùng, cũng khó mà chống lại. Không thể nào, cái này Hồng Thiên chính rõ ràng bỏ mình, chỉ còn lại di hài tàn hồn, hắn làm sao có thể còn có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy thần thông. Diệp Thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết hủy diệt đạo ấn, hung mãnh bá đạo, thi triển cần cực lớn linh khí, hơi lơ là, còn sẽ cắn trả tự thân. Tột cùng nhất hủy diệt đạo ấn, uy lực kia đã đột phá thiên địa, thật sự là khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Muốn thi triển ra loại trình độ này hủy diệt đạo ấn, độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Hồng Thiên chính ra tay, hời hợt, tự nhiên, rõ ràng chỉ là một món tàn hồn, nhưng liền vẫy tay hủy diệt gió bão bùng nổ, không phí nhiều sức. Diệp Thần thật không biết hắn là như thế nào làm được, xem ra hủy diệt đạo ấn đạt tới thứ thập trọng cảnh giới sau đó, sẽ có không thể tưởng tượng nổi lột xác. Cái này một tí, màu đen hủy diệt gió bão cuốn tới, gió bão chưa tới. Diệp Thần đã có loại cảm giác da đầu tê dại, tựa như cả người xương thịt, đều phải bị nuốt mất hủy diệt, cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Hắn rốt cuộc biết, tại sao xông vào cái này thần miếu bên trong người, liền một chút cho cốt cũng không có để lại tới, ở Hồng Thiên chính hủy diệt gió bão hạ, căn bản không có thể có người có thể đủ sống sót. Hồng Thiên chính ánh mắt hiện đầy ý định giết người, ra tay không chút lưu tình. Hắn chỉ muốn Diệp Thần chết.
Diệp Thần sau lưng có Thái Thượng Thiên Nữ bóng người, hơn nữa lại là hắn hậu nhân Hồng Thiên Kinh địch thủ cũ, hắn phải diệt trừ. Buồn cười hắn trước, còn muốn đem cả người đạo thống, truyền cho Diệp Thần, nơi nào nghĩ đến Diệp Thần sau lưng liên lụy nhân quả, lại là khổng lồ như vậy, thật là tạo hóa trêu người. Lui! Diệp Thần mắt gặp hủy diệt gió bão giết tới, dưới chân sàn nhà rào 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 vỡ vụn, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau, né tránh vậy gió bão sát thương. Hắn rất rõ ràng, mình một khi bị cuốn vào gió bão bên trong, đó là tuyệt đối chết chắc, cho cốt đều sẽ không còn dư lại, phải bị hoàn toàn xóa bỏ. Thiên hạ tới giữa, có thể đem hủy diệt đạo ấn, tu luyện tới thứ thập trọng, đủ để sánh bằng cửu thiên thần thuật, cũng chỉ có cái này Hồng Thiên chính một người. Thời kỳ tột cùng luân hồi chi chủ, ta có thể còn sẽ sợ ba phần, nhưng ngươi chính là một con kiến hôi, lại có thể chạy đến nơi nào. Hồng Thiên chính hừ một tiếng, bàn tay phất động gian, hủy diệt gió bão từ bốn phía nổi lên, tạo thành bao vây thế, gắt gao đoạn tuyệt Diệp Thần đường đi, đem hắn đè ép ở trung tâm, muốn sống sống diệt giết. Không tốt. Diệp Thần thần sắc đại biến, ở nơi này sống chết trước mắt, trong sâu thẳm, tựa như phúc tới tâm linh vậy. Nghĩ tới một cái thoát thân phương pháp. Trần bia, xích trần thần mạch, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng trần bia. Vù vù. Trần bia toát ra chói mắt kim quang, từng đạo cổ xưa phù văn lững lờ, diễn hóa thành một bộ huy hoàng hoàng kim chiến giáp, trùm lên Diệp Thần trên mình. Vốn là xích trần thần mạch mở lúc đó, là có một cái canh kim vách sắt hộ thể, nhưng Diệp Thần hấp thu địa tâm vực canh kim tinh khí, để cho được trần bia viên mãn lột xác. Xích trần thần mạch mở ra khí tượng, cũng là phát sanh biến hóa. Cái này một tí, Diệp Thần xích trần thần mạch mở, người khoác hoàng kim chiến giáp, giống như từ sử thi thần thoại bên trong nhảy ra chiến thần, vô cùng hãn dũng. Hô hô hô, vậy tầng tầng hủy diệt gió bão, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hung hăng đánh giết ở Diệp Thần trên mình. Nhưng Diệp Thần, có trần bia bảo vệ, lại mở xích trần thần mạch, kim giáp hộ thể, lại là rất miễn cưỡng ngăn cản tới. Không có bị giết chết. À, làm sao có thể, lại là luân hồi trần bia. Giá trị vượt qua tám đại thiên kiếm tồn tại. Hồng Thiên chính thấy một màn này, kinh hãi được tột đỉnh, hoàn toàn kinh hãi. Luân hồi huyền bi, quan hệ đến chư thiên thế giới khởi nguyên bí mật, liên quan đến thiên địa hỗn độn, hồng mông vũ trụ trung cực bí ẩn, giá trị không cách nào tưởng tượng, so với tám đại thiên kiếm còn chân quý hơn. Mặc dù từ ngoài mặt xem, tám đại thiên kiếm phong mang lộ ra, giữa thiên hạ tựa hồ không có thể bể đồ đẹp, nhưng kiếm mũi nhọn, luôn có một cái cứu cực hạn độ, mà luân hồi huyền bi, uy năng là vô cùng vô tận, không có hạn mức tối đa. Luân hồi huyền bi ký chủ, tu vi mạnh mẽ một phần, tấm bia đá này uy lực, liền mạnh mẽ một phần, võ không cảnh giới, bia đá uy lực cũng là không có chỉ cảnh. Trôi lơ lửng ở Diệp Thần bên người trần bia, kim quang mênh mông, khí tượng muôn vàn. Hiển nhiên là phẩm tương hoàn chỉnh tồn tại, bia đá linh khí đã đến đại viên mãn, cũng không phải là cái gì tàn thứ phẩm, chỉ cần Diệp Thần tu vi cường đại, bia đá thần hiệu càng ngày sẽ càng khủng bố. Cái này một tí, Diệp Thần mượn trần bia uy năng, lại là rất miễn cưỡng chặn lại Hồng Thiên chính nhất kích. Hụ! Diệp Thần ho khan kịch liệt một tí, mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, nhưng hắn được sự đả kích không nhỏ, làm động tới thương thế, biến dạng đau đớn. Hơn nữa, lấy Diệp Thần trước mắt trạng thái, trần bia xích trần thần mạch, chỉ có thể dùng một lần, hắn không có sức lại dùng lần thứ hai. Nếu như Hồng Thiên chính tái phát dậy công kích, vậy Diệp Thần liền nguy hiểm. Thật may Hồng Thiên chính thấy trần bia hiện lên, cả người đều ngẩn ra, lâm vào to lớn chấn động ngạc bên trong, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Đi! Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, lập tức xoay người đi bên ngoài chạy đi. Hồng Thiên chính thấy hắn hình bóng. Chợt tỉnh ngộ, quát lên, lưu lại trần bia, tha ngươi không chết. Lại nữa suy tính, Hồng Thiên chính thẳng tắp một trường đẩy ngang ra, một cổ kinh khủng hủy diệt gió bão, lần nữa hướng Diệp Thần đánh tới. Lần này hắn vội vàng ra tay, uy lực xa xa không bằng lần trước, nhưng Diệp Thần trước mắt cái trạng thái này, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng. Không tốt, tai nghe được sau lưng bạo gió sức lực cấp, Diệp Thần sắc mặt chợt biến. Ca ca chú ý. Thật may lúc này, Linh Hài Nhi cảm nhận được bên ngoài hủy diệt chập chờn, biết Diệp Thần gặp nguy hiểm, vội vàng sử dụng địa tâm diệt châu, bảo vệ Diệp Thần. Hô hô hô! Địa tâm diệt châu xoay tít xoay tròn, tiếng gió đại tác,
lại là đem Diệp Thần sau lưng khí tức hủy diệt, toàn bộ hấp thu cắn nuốt hết. Cái gì, địa tâm diệt châu? Hồng Thiên Chính thấy địa tâm diệt châu xuất hiện, nhất thời kinh hãi. Hạt châu này, hàm chứa đặc biệt dư thừa hủy diệt linh khí, là hết sức là đặc thù hủy diệt hệ pháp bảo, và hắn đạo pháp tương thông. Nếu như có thể đạt được hạt châu này, hắn liền có thể trọng tố thân xác, có thiên đại chỗ tốt. Thiên Chu hủy diệt, bảo. Linh Hài Nhi hấp thu Hồng Thiên Chính năng lượng, trong mắt bỗng nhiên run lên, thân thể ở trên hạt châu không hiển hóa đi ra, như cổ xưa thánh anh, trên da lại có từng cái sáng chói kinh mạch hiện lên, uyển như tinh không văn lạc vậy. Ngón tay một nặn quyết, Linh Hài Nhi đánh ra một viên hủy diệt pháp cầu, oanh một tí, ở Hồng Thiên Chính trước mặt nổ lên. Hồng Thiên Chính tàn hồn thân thể, đi về sau bồng bềnh đi, né tránh nổ đánh vào. Linh Hài Nhi cái này một tí nổ, chỉ ở lui địch, cũng không có dụng hết toàn lực, một bước lui Hồng Thiên Chính, lập tức mang Diệp Thần xa xa rời đi. Luân hồi huyền bi ở giữa trần bia, địa tâm diệt châu, luân hồi chi chủ trên mình bảo bối, thật đúng là không phải chuyện đùa, không biết hắn còn không có cái khác bia đá. Hồng Thiên Chính thấy Diệp Thần hoàn toàn rời đi, sắc mặt âm tình bất định. Luân hồi huyền bi có rất nhiều khối, trần bia chỉ là một cái trong số đó, trong truyền thuyết luân hồi huyền bi, phối hợp luân hồi huyết mạch sử dụng, có thể bộc phát ra tột cùng nhất uy lực. Cái này thế gian, luân hồi đại biểu chí cao, nắm giữ luân hồi, là được người chấp trưởng sống chết, định lập thiên hạ đủ loại quy tắc. Ngày hôm nay giết không chết luân hồi chi chủ, ta sau này lại không cơ hội, đáng tiếc, đáng tiếc. Hồng Thiên Chính căm hận một tiếng thở dài. Hắn chỉ còn dư lại một món tàn hồn, không thể rời đi thần miếu di tích, sau này lại không cơ hội đánh chết Diệp Thần. Vừa nghĩ tới Diệp Thần sau này huyết mạch thành thục, chân chính chấp trưởng luân hồi, liền muốn giết chết hắn hậu nhân Hồng Thiên Kinh, thậm chí có thể sẽ bụi cây liền hồng ra, trong lòng không khỏi vẻ buồn rầu nồng đậm. Đắc tội luân hồi chi chủ, chân thực không phải một chuyện ung dung tình. Mà lúc này Diệp Thần, đã đi ra bên ngoài, thần miếu di tích bên trong bầu trời. Đã bị chấn bể nát, nơi này biến thành địa tâm thế giới phổ thông hình dáng, ánh sáng mờ tối, không khí ngưng động im lìm, đỉnh đầu là vạn cổ không đổi đá nham, khá là kiềm chế. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Diệp Thần bước chân mau lẹ, đi thần miếu di tích bên ngoài lao đi, nơi này là Hồng Thiên Chính địa bàn, khó khăn được chạy trốn ra ngoài, hắn không muốn gây thêm rắc rối nữa. Đoạn đường này bay vút, Diệp Thần ngược lại là thấy không thiếu linh khí hội tụ chi địa. Có thể sẽ đối với luân hồi huyền bi có trợ giúp, nhưng cuối cùng là Hồng Thiên Chính địa bàn, Diệp Thần tâm tồn kiêng kỵ, không có lưu lại nữa, càng không có phạm hiểm điều tra, nhanh chóng rời đi. Thật may không có bất trắc phát sinh nữa, Diệp Thần thuận lợi rời đi thần miếu di tích, đi tới một nơi hầm đá bên trong, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tại địa tâm vực, tất cả loại hầm đá hang núi vô cùng nhiều, bởi vì nơi này nguyên bổn chính là ở vào địa tâm thế giới. Trừ phi là có cường giả, lấy đại thần thông mở ra hư không, đúc thiên địa, nếu không tại địa tâm vực địa phương giống vậy, cũng không thấy được bầu trời mặt trời tồn tại, phơi bày u ám hình dáng. Bất quá u ám quay về u ám, linh khí ngược lại là vô cùng đậm đà, cũng không biết từ nơi nào dòng nước chảy tới. Diệp Thần hô hấp điều tức một hồi, trạng thái liền tốt hơn chút rất nhiều. Tôn chủ, ta thật giống như đánh hơi được thiên trà thủy mùi vị. Lúc này, Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Sa La Cây đột nhiên lên tiếng nói. Thiên trà thủy. Diệp Thần sửng sốt một chút. Sa La Cây nói, người cũng biết, ta là một bụi lớn cây trà, chúng ta Sa La tộc cả người là bảo, nhánh cây lá trà đều có thể nhập thuốc, vùng lân cận tựa hồ có người điều chế rất nhiều thiên trà thủy, nếu là có thể đạt được thiên trà thủy bồi bổ, người thương thế có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Diệp Thần trong lòng động một cái, hắn tự nhiên biết Sa La Cây giá trị. Cái loại này thần thụ, sức chiến đấu bình thường thôi, nhưng thuốc dùng giá trị to lớn, phụ trợ hiệu quả cực mạnh, ban đầu đồ sát thánh đại hội kết thúc, đế thích thiên bị thương nặng, còn sinh ra tâm ma, cuối cùng chính là ăn một nhóm thiên trà đan, mới khôi phục như cũ. Dùng cổ xưa Sa La cây vật liệu luyện chế đan dược, nước thuốc, có thể tắm địch gân cốt, chữa trị thương thế, thanh thần trật tự, hiệu quả rất là mạnh mẽ. Diệp Thần thủ hạ Sa La cây, huyết thống không đủ thuần khiết. Cũng không phải chân tránh cuộc sống ở thái thượng thế giới, cành lá huyết mạch cũng dính liền hạ vị diện tạp khí, hiệu quả trị liệu không tính là chính tông, cho nên miễn cưỡng có thể trị ban đầu đế thích thiên thương thế, nhưng không trị được dưới mắt Diệp Thần.
Nhưng hiện tại, nó nhắc tới thiên trà thủy, tựa hồ là tinh khiết tồn tại, đối với chữa thương rất có ích lợi. Vậy thiên trà thủy ở địa phương nào, vùng lân cận lại có bao nhiêu người? Diệp thần vậy muốn lợi dụng thiên trà thủy chữa thương, nhưng hắn trạng thái không tốt, nếu như đụng phải kẻ địch, sợ rằng không dễ đối phó. Sa La Cây nói, ngay tại ngoài trăm dặm, không tính là quá xa, phụ cận không có hơi thở của người sống, nói không chừng là một nơi hoang phế di tích, chính thích hợp tôn chủ ngươi chữa thương, đây là trời ban cơ hội à. Diệp thần ánh mắt sáng lên, nếu là có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cơ hội, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Được, mang ta đi qua xem. Lập tức Diệp thần liền ở Sa La Cây trà dưới sự chỉ dẫn, nhanh chóng đi vậy thiên trà thủy ở địa phương đó. Một đường bay vút trăm dặm, Diệp thần đi tới một phiến trồng đầy hoa sơn trà địa phương, ở chỗ này có thể thấy bầu trời xanh thẳm, dài gió mạnh thổi phất, thấm người hoa sơn trà hoa thơm tẩy tâm hồn, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Tại địa tâm vực bên trong, phàm là có thể thấy thiên chỗ trống, đều là người là chế tạo, tuyệt không phải thiên nhiên tạo thành, bởi vì trên đất tim, là không thể nào thấy được bầu trời nhật nguyệt, trừ phi là có người mở ra hư không, đem ngoại giới tinh nguyệt lấy với tay cầm. Lại vận chuyển đại thần thông, tạo thành tự nhiên thiên lý tuần hoàn. Đầy khắp núi đồi cây trà, hoặc lục hoặc trắng, hoa đoàn cẩm thốc, ong bay điệp vũ, một phiến xinh đẹp cảnh tượng, chỉ là không có người tồn tại, lộ vẻ được phá lệ thanh u yên tĩnh. Diệp thần xa xa liền thấy, ở hoa sơn trà rừng hoa trung ương, có một cái ao nước, bên bờ ao đứng sừng sững một khối đá bia, khắc thần trà chỉ ba chữ, chữ viết dị thường có lực, mũi nhọn lộ ra. Dường như là dùng vô thượng thiên kiếm khắc mà thành, kiểu chữ cơ cấu tới giữa, tràn đầy sát phạt nhuệ khí, nếu như người bình thường nhìn hơn mấy lần, cũng sẽ sống sờ sờ bị kiếm khí giết chết. Thần trà trì, đây là địa phương nào? Diệp thần thấy nước kia ao bên trong, ao nước là xanh sẫm đậm đặc màu sắc, trên mặt nước nổi một ít thanh thúy lá cây, xanh biếc như ngọc rễ cây, có từng tia đậm đà trà thơm tràn ra tới, còn có đan dược mùi. Đây tựa hồ là một cái hồ thuốc. Sa La Cây vui vẻ nói, tôn chủ, cái này thần trà trì không đơn giản à, ao nước đều là dùng cổ xưa Sa La Cây trà vật liệu phân phối mà thành, là thật đang thái thượng thế giới Sa La Cây trà, không phải ta cái loại này bác tạp tồn tại, đầy ao thiên trà thủy, ngươi nếu như ngâm, không ra mấy ngày, thương thế là được hoàn toàn hết bệnh. Diệp thần kinh nghi nói, chỉ cần mấy ngày thời gian, ta là có thể hoàn toàn khôi phục. Sa La Cây nói, không sai, ta Sa La tộc lá trà nhánh cây. Đều là đứng đầu nhập dược liệu liệu, cái này thần trà trì bên trong ao nước, cầm một giọt đi ra bên ngoài, đều là không được bảo bối chân quý, nơi này chừng tràn đầy một ao, chính là ngươi cơ duyên, tôn chủ, ngươi quả nhiên là khí vận thâm hậu à. Diệp thần khẽ mỉm cười, lại có điểm không yên lòng, nhìn khắp bốn phía, nói, nơi này thật không có người ngoài sao. Sa La Cây nói, chung quanh không người, chỗ này xem ra thật là một nơi cổ di tích. Không biết là ai phân phối một ao thiên trà thủy, thậm chí còn không sử dụng qua, dược liệu chính là nồng đậm nhất thời điểm. Diệp thần khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy cái này thần trà trì sau lưng, nhân quả tuyệt không đơn giản, nhưng thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, nguyên khí yếu ớt, chính là cần tư bổ điều dưỡng thời điểm, đưa tới cửa cơ duyên, hắn dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Được, vậy ta liền tiến vào cái này thần trà trì bên trong chữa thương, Sa La, thay ta hộ pháp, nếu có dị động. Lập tức nói cho ta. Diệp thần quyết định chủ ý, chuẩn bị tiến vào thần trà trì. Sa La Cây bỗng nhiên kêu lên, tôn chủ chậm đã. Diệp thần nói, thế nào? Sa La Cây trầm giọng nói, cái này thần trà trì phải có cấm chế, cẩn thận một chút. Cấm chế? Diệp thần ngẩn ra, lại cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện thần trà trì hơi nước bốc hơi lên gian, hơi nước bên trong mơ hồ có nhàn nhạt cấm chế phù văn hiện lên. Nếu như không phải là Sa La Cây nhắc nhở, hắn căn bản không sẽ phát hiện. Lại có cấm chế tồn tại, cưỡng ép phá vỡ sẽ có hậu quả gì không? Diệp thần khẽ cau mày. Sa La Cây nói, không cần phá vỡ, cấm chế này là mượn thiên trà thủy bản thân linh khí tạo thành, ta cùng cái này thiên trà thủy đồng nguyên, người mang theo ta phủ chiếu, là được an ổn tiến vào. Nói xong, Sa La Cây vận chuyển tự thân linh khí, ngưng tạo thành một tấm màu xanh biếc phủ chiếu. Giao cho Diệp thần. Tấm phù chiếu này, in một cái chữ trà. Thần trà trì bên trong ao nước, chính là dùng xưa nhất Sa La Cây trà vật liệu chế tạo, và Diệp thần bụi cây này Sa La Cây đồng nguyên. Diệp thần mang theo phù chiếu,
tiến vào thần trà trì bên trong. Quả nhiên, có phù chiếu bảo vệ, Diệp Thần không có bị bất kỳ cấm chế tổn thương. Một ngâm đến nước trong ao, Diệp Thần chợt cảm thấy gân cốt thoải mái, cả người mỗi một cái lỗ chân lông, tựa như đều được tinh thuần nhất, nhất linh khí nồng nặc bồi bổ, nguyên bản yếu ớt thân thể, nguyên khí đang nhanh chóng khôi phục, nội thương vậy đang nhanh chóng hết bệnh, không nói ra được thoải mái hưởng thụ. Thoải mái à? Diệp Thần cũng không nhịn được khen ngợi, là thuốc ba phần độc, dùng đan dược chữa thương có thể sẽ tích lũy thuốc cấu bệnh xấu, nhưng cái này thần trà chỉ chính là một vũng nước trà, trà nhất dưỡng sinh, một chút tác dụng phụ cũng không có. Tối đa 3 ngày thời gian, Diệp Thần phỏng đoán chuyện mình trạng thái, thì sẽ khôi phục đến nhất đỉnh cấp. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền ở thần trà trì bên trong, không ngừng điều dưỡng chữa thương, xa la cây thì ở hoàng tuyền thế giới bên trong, bộ rễ lặng yên không một tiếng động dọc theo người ra ngoài, lan tràn đến đúng phiến hoa sơn trà biển hoa mỗi một xó xỉnh, mật thiết nhìn chăm chú chung quanh tình huống, là Diệp Thần hộ pháp. Như vậy qua một ngày, Diệp Thần thương thế đã khôi phục hơn nửa, thực lực vậy khôi phục 5-6 thành, trạng thái tinh thần bộc phát đầy đặn. Lại qua 2 ngày, là được hoàn toàn khỏi rồi. Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, nhìn thần trà trì, ao nước vẫn là xanh sẫm đậm đặc hình dáng, không có một chút nhạt đi dấu hiệu, có thể gặp linh khí đậm đà. Tôn chủ, thật giống như có người tới. Vừa lúc đó, xa la cây trầm giọng phát ra nhắc nhở. Trùng hợp như vậy. Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này phiến hoa sơn trà di tích, không biết nhiều ít năm không có ai đã tới, hắn ở nơi này điều dưỡng 3 ngày, mới vừa qua một ngày. Lại có thể đụng phải có người tới, đây cũng quá đúng dịp. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy sự việc sau lưng không đơn giản. Tôn chủ, để an toàn, chúng ta trước hay là rời đi cho thỏa đáng. Sa La Cây nói. Không được, ta nếu là đi, vậy thì uổng phí thời gian. Diệp Thần ngâm ở nước trong ao, chính là chữa thương nguy cấp, nếu như rời đi, vậy thì công dã tràng, thậm chí có thể sẽ bị cắn trả. Sa La Cây nói. Vạn nhất người tới không tốt, vậy cũng phiền toái. Diệp Thần trầm tư một lát, nói ta trốn trước, người thay ta che giấu hơi thở. Chợt hắn uốn gối ẩn núp đến ao nước phía dưới. Cái này thần trà chỉ không tính lớn, nhưng chứa 4-5 người dư sức có thừa, vậy coi là rộng rãi, mà ao nước màu sắc đậm lục, vô cùng đậm đặc. Diệp Thần một lặn xuống đáy nước, bên ngoài coi như có người tới, vậy không thấy được hắn tồn tại. Hơn nữa. Diệp Thần trên tay có xa la cây cho phù chiếu, hơi thở hoàn mỹ cùng ao nước dung hợp, người ngoài coi như dò xét hơi thở, vậy phát hiện không tới hắn. Từ cẩn thận, xa la cây càng thả ra mấy tia bộ rễ, thay Diệp Thần che giấu hơi thở, như vậy thứ nhất, coi như là thái chân cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng khó mà phát hiện Diệp Thần chỗ. Ẩn bên trong đáy nước một hồi, Diệp Thần liền nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Tiểu thư, người thật muốn ở thần trà trì bên trong tu luyện. Trưởng lão nói bên ngoài rất nguy hiểm, người trộm lén chạy ra ngoài, rất có thể sẽ xảy ra chuyện, không bằng lại qua 100 năm thời gian, cùng thế cục ổn định một chút, mới đi ra cũng không muộn. Không thể đợi, ta trong sâu thẳm bắt được thiên cơ, hôm nay chính là ta cao nhất đột phá ngày giờ, nếu như bỏ lỡ, ta đời này không có tấn thăng nữa cơ hội. Diệp Thần nghe được hai đạo giọng nữ trong trẻo, ngưng thần vừa thấy, nhưng gặp hai thiếu nữ đi tới. Hắn mai phục ở đáy nước bên trong, vốn là cái gì cũng không thấy được, nhưng xa la cây bộ rễ, lan tràn đến toàn bộ hoa sơn trà rừng hoa, mượn xa la cây hơi thở, hắn có thể thấy rõ bên ngoài cảnh tượng, nhưng thương thế chưa lành dưới, chỉ có thể nhìn được vùng lân cận phạm vi, xa một chút liền không thấy được. Diệp Thần thấy rõ, vậy hai thiếu nữ dần dần đến gần, xem trang phục lối ăn mặc là chủ tớ, một cái là thiên kim tiểu thư, một cái là phổ thông thị nữ. Vậy thiên kim tiểu thư bộ dáng thiếu nữ, người mặc trà sắc quần áo, thân thể mềm mại nhỏ yếu, da nõn nà, dáng vẻ thướt tha, tướng mạo vô cùng là kiều diễm, chỉ là mặt mũi hơi cau lại, tựa hồ trong lòng có tâm sự. Nàng hướng thị nữ bên cạnh nói, người đi về trước, ta ở lại chỗ này tu luyện, không cần nói cho người khác ta đi ra, qua mấy ngày ta tu vi viên mãn, tự nhiên sẽ về nhà. Thị nữ kia mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng còn là không thể làm gì, nói ưng. Sau đó liền xoay người rời đi. Vậy trà y thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, đợi được thị nữ sau khi rời đi, nàng ánh mắt nhìn thần trà trì, mang vẻ mong đợi, lẩm bẩm, trong truyền thuyết ta mạc ra thần trà trì, 100 năm trước liền chế tạo ra tới,
đáng tiếc bởi vì tộc đột nhiên gặp phải thánh đường tập kích, một mực không cơ hội sử dụng, ngày hôm nay nên là ta hưởng dụng lúc. Diệp Thần ở đáy nước bên trong, nghe được cô gái kia lời nói, trong lòng khẽ động, lúc đầu cái này thần trà trì, là nàng Mạc gia chế tạo. Đang nghĩ ngợi gian, chợt nghe một hồi thanh âm huyên náo, nhưng là vậy trà y thiếu nữ, lại có thể cởi bỏ toàn thân quần áo, lộ ra trắng nõn tuyết non thân thể, từng bước một hướng thần trà trì đi tới. Diệp Thần đột nhiên thấy được nàng không mảnh vải che thân thể, chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt, cả người đều ngây dại. Vậy trà y thiếu nữ cũng không có phát hiện Diệp Thần tồn tại, chỉ lấy làm cho này bên trong không người, cởi hết quần áo sau đó, liền đi tới thần trà trì bên trong, ngâm cua. Rất thoải mái à. Ngâm đến nước trong ao, thiếu nữ không nhịn được khen ngợi một tiếng, cái này y mỹ thanh âm, nghe được Diệp Thần có chút đỏ mặt. Diệp Thần có xa la cây phù chiếu, hơi thở cùng ao nước hoàn toàn dung hợp, thiếu nữ chính là ngâm tiến vào, vậy không phát hiện Diệp Thần. Diệp Thần sợ cùng thân thể nàng tiếp xúc, lặng yên không một tiếng động tránh qua một bên, sống lưng dán chặt ao vách đá. Thần trà trì cũng không lớn, hai người cùng ngâm, tùy thời đều có tiếp xúc nguy hiểm. Diệp Thần trong lòng cười khổ không dứt, chỉ có thể cẩn thận chú ý, hết lần này tới lần khác thiếu nữ không mảnh vải che thân thể, cứ như vậy gần trong gang tấc bại lộ ở hắn trước mắt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương thơm ngán nhiệt độ cơ thể. Vốn là ao nước xanh sẫm đậm đặc, chắc chắn không thấy được cái gì, nhưng Diệp Thần có xa la cây phù chiếu, có thể thấy rõ hết thảy, ao nước này cùng trong suốt kém không nhiều, hắn đem thiếu nữ cả người mỗi một xó xỉnh, cũng xem được vô cùng rõ ràng. Đây nếu là sống chung mấy ngày, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Diệp Thần nội tâm nghĩ ngợi, xem thiếu nữ hình dáng, tựa hồ muốn ở thần trà trì bên trong ngâm mấy ngày thời gian, hắn rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện.